Thải Vân tiên tử bị nhìn chòng chọc toàn thân khó chịu. 2 phút phía sau, Thải Vân tiên tử mới tinh tế đem 10 con tôm loại hình toàn bộ nhấm nháp một lần. Nàng đem lưỡi thần hiệu quả triển khai đến mức tận cùng. Lúc này đây, tôm loại hình thiên hào tất cả tài liệu chính, hương vị, đều bị nàng phân biệt ra được. Mỗi một loại tài liệu, nàng biết rõ hơn tất vô cùng. Nàng vung bút viết nhanh, đem bản thân trong đầu nhấm nháp đi ra tài liệu, toàn bộ viết lên. Hoàn thành, Thải Vân tiên tử để bút xuống, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Lúc này đây, nàng nhìn thẳng Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt, ván này, ta thắng định rồi. Mỏi mắt mong chờ, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Vũ Nhu Tử, quả nhiên, Tống Tiền Bối hiện tại rất giống nhân vật phản diện nhân vật. Hơn nữa là cái loại này lên sân khấu sống không quá 3 tập nhân vật phản diện. Cuồng Đao Tam Lãng bổ sung. Tam Lãng đạo hữu kinh nghiệm phong phú. Tô Thị A Thất nói, bởi vì ngươi bản thân lúc nào cũng sống không quá 2 tập. Cuồng Đao Tam Lãng, như vậy thương tổn ta thật được rồi, A Thất, cùng lúc trước giống nhau, chịu trách nhiệm chủ trì Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, đem Tống Thư Hằng cùng Thải Vân tiên tử đáp án giấy tờ giấy bỏ vào hình chiếu trên thiết bị, hình chiếu đi ra. Lão tham ăn cùng đám mỹ thực ra, tới tấp đem 2 chương trên tờ giấy nguyên liệu nấu ăn cùng trong lòng mình đáp án thẩm tra đối chiếu. Mà không hiểu mỹ thực đạo hữu, trực tiếp đối chiếu 2 chương trên tờ giấy chỗ bất đồng. Lần này Bá Tống tiền bối cùng Thải Vân tiên tử bày ra đi ra nguyên liệu nấu ăn, số lượng bằng nhau. Bất quá, Bá Tống Huyền Thánh nơi này có một loại tôm loại hình tên cùng Thải Vân tiên tử khác nhau. Có người nhạy cảm phát hiện điểm này. Đằng sau cũng thế. Tiên hào bên trong rau quả phối liệu bên trong, cũng có một vị cùng Thải Vân tiên tử khác nhau. Lại có người bổ sung. Thải Vân tiên tử đồng dạng tại thẩm tra đối chiếu 2 chương cách điều chế. Xem hết Bá Tống tiền bối cùng nàng menu về sau, nàng nguyên bản trong lòng 10 phần nắm chắc, thoáng cái té 5 thành. Bá Tống Huyền Thánh bày ra đi ra nguyên liệu nấu ăn cùng nàng có 2 loại khác nhau. Cái này 2 loại, nàng dụng thần miệng lưỡi nhấm nháp lúc. Cảm giác mình đoán không có sai. Nhưng thấy Bá Tống tiền bối viết 2 loại nguyên liệu nấu ăn thời gian, trong nội tâm nàng đã có điểm không dám xác định. Lần này chiến thắng là ai? Chịu trách nhiệm chủ trì đệ tử quay người lên tiếng hỏi. Tóc ngắn tiên tử khẽ gật đầu nói, như cũ là Bá Tống Huyền Thánh. À, chịu trách nhiệm chủ trì đệ tử xoay người lại, chúc mừng Bá Tống tiền bối, đã 4 cục 2 thắng. Thải Vân tiên tử tâm thoáng cái tóm lên. Nghìn năm đệ nhất thánh, chẳng lẽ thật sự là không chê vào đâu được sao? Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu hiển hiện tất cả thực khách trong lòng. Tống Thư Hàng tiếp tục bảo trì cái kia lực áp bách 10 phần tư thế, ánh mắt của hắn đảo qua Thải Vân tiên tử, lại từ thực tiên yến nhiều người thực khách trên thân đảo qua. Bá Tống Huyền Thánh trong ánh mắt, ẩn chứa quỷ dị hào quang. Tất cả khách nhân theo bản năng tránh đi Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt. Đáng sợ, tốt có áp lực. Còn có 2 cục, ta không thể thua, Thải Vân tiên tử bình tĩnh tâm tình của mình. Kế tiếp 2 cục, tuyệt đối không thể thua, không buông bỏ sao, nếu như ngươi bây giờ buông tha lời nói, ta có thể miễn đi ngươi chịu ta trừng mắt trừng phạt. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, công tâm thế nhưng là rất lợi hại thủ đoạn. Phối hợp thêm khí thế áp bách, sẽ có ngạc nhiên hiệu quả. Thải Vân tiên tử biến sắc, nếu như có thể miễn đi nhìn là mang thai trừng mắt lời nói. Có lẽ thật có thể bỏ quyền. Nhưng rất nhanh, nàng lại dùng lực lượng lắc đầu. Không, tuyệt không, Thải Vân tiên tử nói. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền là đánh bạc mang thai tỷ lệ, làm sao có thể bỏ quyền. Trong nội tâm nàng đã sớm đã làm xong xấu nhất tính toán. Như vậy, chúng ta bắt đầu đạo thứ 3 đồ ăn đi. Tống Thư Hàng ha ha cười một tiếng, nói, lần này, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Lại không hạ thủ lưu tình. Bá Tống Huyền Thánh, còn không có sử xuất toàn lực sao? Cũng đúng, lúc trước cái loại này châu nhai mẫu đơn phương pháp ăn, Bá Tống Huyền Thánh có lẽ căn bản không có nghiêm túc. Thải Vân tiên tử thở dài. Thế nhưng, nàng còn có cơ hội. Đem lưỡi thần triển khai đến cực hạn, nàng có tỷ lệ có thể thắng qua Bá Tống tiền bối. Chỉ cần có thể thắng được kế tiếp 2 cục, đạo thứ 3 đồ ăn, là thuộc về đặc thù thuộc loại hệ món ăn, là súp loại hình. Cả món ăn đen xì, hiện lên sền sệt. Mặt ngoài nhìn qua có điểm giống pha loãng cao vừng. Hơn nữa cùng biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến khác hệ món ăn hoàn toàn bất đồng, cái này đen xì xì không có mùi thơm,
không có cái loại này làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn ăn phóng đại xúc động. Tổng thể bên trên mà nói, hắn cùng Thực Tiên Yến phong cách vẽ liền không hợp nhau. Nếu như món ăn này không phải xuất từ ở Biệt Tuyết Tiên Cơ tay lời nói, Tống Thư Hàng rất có thể sẽ đem hắn trở thành hắc ám nguyên liệu, không dám đi nhấm nháp hắn. Như vậy, tiếp tục đi. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại bát bên trên. Nghịch Kình Vũ Sĩ Quyền Sáo chỉ sáo tụ lại, lộ ra ngón tay của hắn. Thân là bản mệnh pháp khí, Nghịch Kình Vũ Sĩ Quyền Sáo có thể ở vào một loại ẩn hình trạng thái. Coi như là Tống Thư Hàng một mực đeo nó, người khác cũng nhìn không tới hình dạng của nó. Lại thêm hắn dưới tình huống bình thường có thể biến rất mỏng, kề sát tại tay của Tống Thư Hàng trường, căn bản không ảnh hưởng Tống Thư Hàng sinh hoạt hàng ngày. Lộ ra đầu ngón tay về sau, Tống Thư Hàng thi triển giám định bí pháp giám định trong chén đen xì xì. Giám định bí pháp khởi động. Kim sắc phù văn theo Tống Thư Hàng trong mắt thoáng hiện, dung nhập vào đen xì xì trong súp. Cái kia kim sắc đồng hồ báo thức ngưng tụ, kim đồng hồ nghịch chuyển. Bước tiếp theo, Tống Thư Hàng bắt đầu thanh toán giám định đại giới. Bởi vì lúc trước hai lần giám định, làm cho thanh toán đại giới đều là rất nhỏ miệng vết thương, vì vậy lần này giám định thời gian, Tống Thư Hàng không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng ở giám định thuật đại giới thanh toán trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Sau đó, một hồi kịch liệt đau nhức kéo dài đến toàn thân hắn. Dược hoàn, Tống Thư Hàng nói. Tại tất cả Thực Tiên Yến khách nhân trong ánh mắt, nguyên bản một mặt bình tĩnh bá Tống Huyền Thánh đột nhiên thân hình cứng đờ. Sau một khắc, theo bá Tống Huyền Thánh trên người có đại lượng tiên huyết phun mạnh ra ngoài. Cái kia phun máu mức độ quả thực đáng sợ. Bá Tống Huyền Thánh giống như biến thành một cái nhân hình suối phun, thân thể mỗi một nơi, đều tại hướng ra phía ngoài đại lượng phun máu. Cái kia máu, đơn giản không cần tiền giống nhau bão táp. Năm thảo, ta máu chảy đầy đất. Ở thời điểm này, Tống Thư Hàng não trong đầu hiển hiện một câu như vậy lời kịch. Tiếp đó, nhanh mồm nhanh miệng hắn, còn đem câu này lời kịch cho nói ra. Mù mịt chân tướng vây xem quần chúng một mặt mộng bức. Đối diện, Thải Vân Tiên Tử đồng dạng một mặt mê mang. Bá Tống Huyền Thánh đây là thế nào, ăn một bữa cơm, cũng có thể phun máu thành dạng này. Chẳng lẽ tỷ thí dùng đạo thứ ba đồ ăn có độc? Không đúng a. Bá Tống Huyền Thánh căn bản còn chưa có bắt đầu ăn đạo thứ ba đồ ăn đi. Mà một ít mơ hồ biết rõ chân tướng đạo hữu, hai tay che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Tô Thị A thập lục, hôm nay Thư Hàng phun máu cũng rất phóng khoáng a. Bắc Hà tán nhân thở dài. Hôm nay như cũ là Tống máu chảy mức độ siêu đại Thư Hàng. Lệ Chi tiên tử che miệng cười khẽ, nàng còn nhớ đến lúc ấy Tống Thư Hàng tại trong nhóm cho mình sửa Tống quá nghiêu bức Thư Hàng chuyện này. Sớm biết như vậy sẽ có như vậy một sóng lời nói, Thư Hàng tiểu hữu lên đài phía trước, Diệt Phượng đạo hữu liền có lẽ cho Thư Hàng tới đây một phát hóa lỏng thần kỹ. Dạng này, hắn phun máu còn có thể thu về, thất sinh phù phủ chủ nói. Diệt Phượng công tử, hắn không phải có cái xương mù hóa thiên phú rồi đi, người nào sẽ nghĩ tới loại sự tình này. Cái kia, Tống tiền bối, sẽ không chết đi, Vũ Nhu tử đột nhiên nói. Bắc Hà tán nhân nói, chắc có lẽ không đi. Tính hắc quẻ không đều cho hắn tính qua quẻ nha. Theo quẻ tượng đến xem, lên đài tiếp nhận khiêu chiến phía sau Thư Hàng, hẳn là đại cát đại lợi mới đúng. Cái kia Bắc Hà tiền bối, người cảm giác hiện tại phun máu phun thành dạng này Tống tiền bối, là đại cát đại lợi sao? Vũ Nhu tử đưa tay chỉ vào Tống Thư Hàng nói. Cái này máu chảy mức độ, thấy thế nào cũng không phải đại cát đại lợi đi. Bắc Hà tán nhân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn mãnh liệt quay đầu. Nhìn chòng chọc hướng xa xa quần đỏ bộ dáng đồng quái tiên sư, tính hắc quẻ, chẳng lẽ? Người đem quẻ quả ngược lại lấy tới đây nói. Đồng quái tiên sư lắc đầu, nghiêm túc nói, ta thế nhưng là có nghề nghiệp đạo đức, quẻ quả là cái gì, ta liền nói cái gì. Bất quá, dùng chân xem bói ta là lần đầu tiên nếm thử. Không cần lo lắng, lúc này, tiểu bạch tiền bối lên tiếng nói, Thư Hàng phun máu mức độ nhìn qua cường điệu hóa, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Điểm ấy lượng HP, với hắn mà nói thuộc về nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Cũng đúng, trước kia hắn phun khoa trương hơn, Bắc Hà tán nhân nói. Hơn nữa, tiểu bạch tiền bối bưng lên trong tay chén kia đen xì xì. Tống Thư Hàng giám định bí pháp, giám định đồ vật càng là phức tạp, lịch sử càng đã lâu, tin tức mức độ càng nhiều, làm cho trả giá cao liền sẽ càng lớn. Chén này đen xì xì bên trong, ẩn chứa cái gì?
gần nhất, có thể làm cho Tống Thư Hàng phun máu thành vật như vậy, cũng không thấy nhiều. Muốn nếm một cái thử xem sao? Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng hỏi. Tiểu Bạch Tiền Bối dùng cái muỗng đào lên một muôi, trái xem phải xem, cảm giác không ra cái gì kỳ quái chỗ. Tô Thị A Thập Lục, còn là chờ Thư Hàng đáp án đi. Cũng không vội ở như vậy nhất thời. Ngộ nhớ cùng lúc trước như vậy, tiên hào bên trong lẫn vào cùng loại thận long các loại đồ vật đây. Đồng thời, thực tiên yến bên trong một ít luyện khí, luyện đan đạo hữu, thấy bá Tống Huyền Thánh Đại trào máu hình ảnh, lập tức cảm giác cực kỳ đau lòng. Đây chính là Huyền Thánh Chi Huyết A. Huyền Thánh Chi Huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực độ lực lượng cường đại. Là luyện khí, luyện đan tốt tài liệu, bình thường ở giữa, rất khó đạt được. Mà bây giờ, bá Tống Huyền Thánh Đại trào máu lượng HP, kéo ra ngoài luyện đan, đều có thể luyện vài xe đi. Ngược lại là mấy vị huyền thánh, có chút kinh ngạc nhìn qua trào máu bá Tống. Huyền Thánh Chi Huyết, một giọt rơi xuống, đều có vạn đều một lần nữa. Rơi xuống mặt đất, cái kia chính là một cái hố. Có chút thực lực cường hãn, huyết mạch cường đại huyền thánh, một giọt máu xuống dưới, còn sẽ hóa thành huyết trì. Bá Tống Huyền Thánh tiên huyết bên trong, rồi lại giống như không có năng lượng lớn như vậy. Bá Tống tiền bối, ngươi không sao chứ? Thải Vân tiên tử nhìn qua Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi. Nàng khoảng cách Tống Thư Hàng gần, thấy Thư Hàng trên cánh tay, trên cổ, lăng không nhiều hơn rất nhiều miệng vết thương. Những vết thương này, dài ngắn không đồng nhất, sâu có nông có. Chẳng lẽ là vừa rồi có người đánh lén bá Tống tiền bối? À, máu chảy đầy đất về sau, thoải mái hơn. Tống Thư Hàng đưa tay, kích hoạt lên nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bên trên chỉ rũ thuật kình thân hóa lộ chú. Chỉ rũ thuật hào quang vẩy tại Thư Hàng trên thân, miệng vết thương trên người hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh kín miệng. Chỉ là thấu xương kia kịch liệt đau nhức, không có biến mất, ngược lại gấp bội kích thích Tống Thư Hàng thần kinh. Có đoạn thời gian không có như vậy đau nhức qua, Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi, vậy kế tiếp, chúng ta tiếp tục tỉ thí đi, Thải Vân tiên tử. Toàn thân là máu hắn, lúc này thoạt nhìn có chút đáng sợ. Đồng thời, giám định thuật tin tức phản hồi đến trong đầu của hắn. Biệt tuyết tiên cơ bản gốc nguyên liệu. Sử dụng cửu u thế giới thái cổ tà long hậu duệ đan dịch làm chủ tài liệu. Sốt cuộc, thương cảm cửu u tà ma, cũng bị biệt tuyết tiên cơ đưa lên bản ăn sao. Đồng thời liên quan tới đạo này đen xì xì phối liệu danh sách, cũng nguyên vẹn xuất hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu. Sau đó hắn chỉ cần trích dẫn một lần, có thể thu hoạch tam liên thắng. Tống Thư Hàng nhìn về phía trước mắt mình chén này đen xì xì. Tại đại trào máu lúc, hắn liền nhanh chóng tránh đi. Tiên huyết không có nhuộm đến chén này đen xì xì. Tống Thư Hàng bưng lên đen xì xì, rất lâu không có lớn như vậy phun máu, cảm giác có chút mất máu quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, thái cổ tà long hậu duệ loại này đẳng cấp cửu u tà ma, Tống Thư Hàng tại sử dụng giám định bí pháp thời gian, phun máu tuyệt đối sẽ không phun như vậy phóng khoáng. Trừ phi cái này đầu thái cổ tà long hậu duệ sức mạnh đạt đến cửu phẩm trở lên. Nhưng cửu phẩm trở lên cửu u tà ma tự không khả năng bị biệt tuyết tiên cơ đưa lên bàn ăn. Biệt tuyết tiên cơ bây giờ có thể nguyên liệu cấp bậc cao nhất tài liệu, là bát phẩm. Hơn nữa, đừng nói là cửu phẩm nguyên liệu nấu ăn, coi như là bát phẩm cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, tại chư thiên vạn giới đều thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cấp bậc. Tống Thư Hàng sở dĩ đại phun máu thành bộ dạng này bộ dáng, chủ yếu là tại giám định đạo này đen xì xì lúc, giám định bí pháp tìm hiểu nguồn gốc, một đường giám định đến huyết mạch nguồn cội. Tại Tống Thư Hàng trong đầu, hiển hiện một cái to lớn vô cùng hắc long bóng dáng. Hắc long cánh che đậy thiên địa, tổng thể nhìn lại hắn thuộc về phương Tây cự long bộ dáng, nhưng chi tiết trên có quá nhiều khác nhau. Tại hắn bên ngoài thân, cửu u tà năng tại hắn lân phiến cùng da rồng thượng lưu động, phảng phất là tại hô hấp. Mà thân thể của nó, phảng phất như là một khối đại lục, to lớn vô cùng. Mỗi một khối lân phiến đều là một cái thành thị. Mơ hồ trong đó có thể thấy, tại lân phiến bao trùm phía dưới, có rất nhiều sinh vật sinh tồn. Tống Thư Hàng không cách nào xác định này hắc long đẳng cấp. Kiếp tiên, hay hoặc là càng mạnh hơn nữa. May mà, này thái cổ tà long đã không có sinh mệnh khí tức. Hiện hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu chỉ là hắn cái kia liền năm tháng đều không thể chôn vùi thân thể. Vẻn vẹn là giám định đến thái cổ tà long hình ảnh, khiến cho Tống Thư Hàng đại lượng phun máu. Hơn nữa,
hắn còn không có dám định đến liên quan tới Thái Cổ Tà Long lai lịch hoặc là khác bất kỳ hữu dụng tin tức. Có cơ hội hỏi một chút Bạch Tiền Bối đi, theo giám định bí pháp biểu hiện, cái kia Thái Cổ Tà Long có lẽ ở vào cửu u thế giới bên trong. Có lẽ Bạch Tiền Bối sẽ biết liên quan tới này Hắc Long tin tức. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đón lấy, hắn bưng lên chén này đen xì xì, nuốt chửng cạn sạch. Thái Cổ Tà Long hậu duệ đan dịch, phối hợp Biệt Tuyết Tiên Cơ cao siêu tiên chủ năng lực, chén này đen xì xì bổ dưỡng vô cùng. Vừa vặn thích hợp mất máu quá nhiều Tống Thư Hàng. Cũng không biết Biệt Tuyết Tiên Cơ dùng biện pháp gì, nhổ đan dịch bên trong cửu u tà năng cùng đem hắn hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Dễ uống, Tống Thư Hàng nói. Tiếp đó, hắn lại xách bút, nhanh chóng tại nhuốm máu trên tờ giấy viết lên đen xì xì cách điều chế. Viết xong sau đó, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thải Vân Tiên Tử. Lần này hắn không có bày ra cái kia áp bách 10 phần tư thế, bởi vì toàn bộ máu đều bị máu nhiễm thấu, ướt đẫm, còn là nhanh lên chấm dứt, tiếp đó đi đổi thân quần áo tương đối hay. Đối diện, Thải Vân Tiên Tử rồi lại xa vào đến khổ chiến bên trong. Lúc này đây, nàng lưỡi thần đem tất cả phụ trợ tài liệu đều nhấm nháp đi ra, thế nhưng... cái này đen xì xì chủ tài liệu rút cuộc là cái gì, nàng hoàn toàn nếm không ra hương vị tới đây. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Thư Hàng, bá Tống tiền bối, ngài nếm ra món ăn này tài liệu chính sao? Tống Thư Hàng mỉm cười, tự nhiên, Thải Vân Tiên Tử đưa tay đem tờ giấy đẩy, ta thua rồi. Bốn cục tỉ thí, bá Tống Huyền Thánh đã thắng 3 trận. Thải Vân Tiên Tử tuy rằng nhận thua, nhưng chương trình còn phải đi một lần. Chịu trách nhiệm chủ trì Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, lại đem Tống Thư Hàng tờ giấy cùng Thải Vân Tiên Tử tờ giấy lấy ra, đặt ở hình chiếu trên thiết bị, hình chiếu đi ra. Bên trái nhuốm máu tờ giấy là bá Tống Huyền Thánh, bên phải sạch sẽ tờ giấy thì cái này Thải Vân Tiên Tử. Hai chương trên tờ giấy nội dung, chỉ kém một đạo nguyên liệu nấu ăn. Chủ tài liệu Thái Cổ Tà Long hậu duệ đan dịch. Tống Thư Hàng không có đem cửu u thế giới chứ tăng thêm đi. Dù sao không phải tất cả tu luyện giả đều có thể tiếp nhận đem cửu u thế giới tà ma trở thành nguyên liệu nấu ăn loại này tuyển hạng. Tỉ thí chấm dứt, Thải Vân Tiên Tử lưỡi thần bại hoàn toàn. Nàng cắn răng, tiến lên vài bước, đưa tay lấy ra hai bình nhỏ tử mẫu hà nước suối, đưa cho Tống Thư Hàng. Tiếp đó, nàng mở ra hai tay, đến đi, bá Tống tiền bối. Không phải là lại đến một phát nhìn là mang thai sao? Nàng kế tiếp chính là... mang thai gì gì đó, nàng đã không sợ. Trước đó lần thứ nhất, nàng thế nhưng là tại nhấm nháp mỹ thực trong quá trình, ăn khiên khít, bụng đều nhanh căng nứt mở điều kiện tiên quyết, đã trúng một phát bá nho huyền ma nhìn là mang thai. Bụng no bụng đều căng nứt cộng 10 tháng hoài thai, cái kia một lần nàng thiếu chút nữa cho là mình thật muốn xong đời. So sánh với lần trước trải qua, dưới tình huống bình thường 10 tháng mang thai, nàng một chút cũng không sợ. Tống Thư Hàng mỉm cười. Lúc trước hắn nói sau khi kết thúc chịu hắn chừng mắt chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ là vì tại trong trận đấu cho Thải Vân Tiên Tử gia tăng áp lực mà thôi. Hắn còn không có quỷ xúc đến trước mặt nhiều người như vậy, cho Thải Vân Tiên Tử tới đây một phát nhìn là mang thai mức độ. Tống Thư Hàng chuẩn bị cười một tiếng mân ân cừu. Bởi như vậy, có thể tại mọi người trong suy nghĩ thành lập lên bá Tống Huyền Thánh ôn hòa hình tượng, thoáng rửa sạch phía dưới nhìn là mang thai mang đến tiếng xấu. Thế nhưng... chúng ta sẽ không buông tha cho, bá Tống tiền bối. Coi như là ta mang thai, đằng sau còn sẽ có 3 vị đạo hữu người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới khiêu chiến ngài. Trong tay của ta còn có số phần tử mẫu hà nước suối, bá Tống tiền bối, hôm nay nhất định phải làm cho ngài mang thai. Thải Vân Tiên Tử khí thế lừng lẫy. Tống Thư Hàng, ta đang chuẩn bị cười một tiếng mân ân cừu, người lại vẫn mạnh hơn đánh ta một sóng. Ha ha, Tống Thư Hàng mỉm cười. Ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người một bí mật. Ta mắt trái, ký túc lấy nho ra bí pháp cảm thụ tình thương của mẹ nhìn là mang thai. Như vậy, ta phải trong mắt lại ký túc lấy cái dạng gì năng lực đây? Thải Vân Tiên Tử, người cũng không hiếu kỳ sao. Thải Vân Tiên Tử nghe vậy, thân hình cứng đờ, bá Tống tiền bối, người mắt phải còn có kia năng lực của nó. Bá Tống tiền bối nhìn là mang thai đã rất đáng sợ, mắt phải còn có đáng sợ hơn năng lực. Đó là đương nhiên. Mắt trái cùng mắt phải năng lực là nguyên bộ. Mắt trái năng lực là tình thương của mẹ mang thai cái kia Thải Vân Tiên Tử ngươi đoán, ta mắt phải bên trong ẩn chứa cái dạng gì bí thuật. Tống Thư Hàng dựng thẳng lên hai ngón tay,
cho ngươi hai lần cơ hội, đoán đúng đấy lời nói. Ngươi có thể miễn đi thất bại trừng phạt, mà nếu như đoán sai, vậy ngươi liền chịu ta trừng mắt đi, trái phải mắt cùng một chỗ lườm. Nguyên bộ, chẳng lẽ là tình thương của cha ngưng mắt nhìn? Thải Vân tiên tử suy đoán nói. Tình thương của mẹ Nguyên bộ, hẳn là tình thương của cha đi. Ha ha, Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười hiền lành, sai rồi, Thải Vân tiên tử, ngươi còn có một lần cơ hội. Thải Vân tiên tử bắp chân đều có điểm run rẩy. Đã không phải cùng tình thương của mẹ đối ứng tình thương của cha. Cái kia chẳng lẽ là cùng mang thai đối ứng sảy thai? Ta đã biết, bá Tống tiền bối ngươi mắt phải ký túc lực lượng là sảy thai ngưng mắt nhìn. Đúng hay không? Thải Vân tiên tử nhanh chóng trả lời. Chúc mừng Thải Vân tiên tử. Tống Thư Hàng hai mắt nheo lại, ngươi đúng rồi. Ba chữ, Thải Vân tiên tử, đúng rồi ba chữ, ta đây là đã đoán đúng, còn là đã đoán sai. Chuẩn xác đáp án dĩ nhiên là, phôi thai ngưng thị, đây là bí thuật cùng ta nhìn là mang thai là nguyên bộ. Như vậy Thải Vân tiên tử, người đoán nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị sau đó, sẽ phát sinh tình huống như thế nào đây? Tống Thư Hàng hai tay ôm trước ngực, nhắm hai mắt lại. Không, không phải thật mang thai đi, thực tiên yến hội trường các thực khách run lẩy bẩy. Đặc biệt là ở vào Thải Vân tiên tử sau lưng, đối mặt với bá Tống huyền thánh các thực khách. Tới tấp cúi đầu. Ngộ nhỡ bá Tống tiền bối dương mắt chừng mắt lúc, bọn hắn không cẩn thận đối mặt bá Tống huyền thánh con mắt làm sao bây giờ? Chuẩn bị xong chưa, Thải Vân tiên tử, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Thải Vân tiên tử, bá Tống tiền bối, ta hiện tại nhận sai còn tới kịp sao? Đã muộn, người cũng nên vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Ăn ta chừng mắt, Thải Vân tiên tử, Tống Thư Hàng mãnh liệt mở to mắt. Cặp mắt của hắn toát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, chói mắt đáng sợ. A a a, muốn chết rồi, muốn thật mang thai. Thải Vân tiên tử hai tay bưng lấy phần bụng, giống như cảm giác được trong bụng của mình có một cái tiểu sinh mạng nhanh chóng thành hình. Có sợ không, có sợ không? Tống Thư Hàng trong hai mắt kim sắc quang mang càng phát ra nồng đậm lên. Thải Vân tiên tử dùng sức gật đầu. Sợ sẽ đúng rồi, Tống Thư Hàng trong mắt kim sắc quang mang rút đi. Cái kia quang mang màu vàng chỉ là đơn thuần công đức ánh sáng mà thôi. Hù dọa ngươi, đi xuống đi. Nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thì hiệu quả thật là bá đạo, dưới bình thường tình huống ta không cần hắn. Tống Thư Hàng đưa tay vỗ vỗ Thải Vân tiên tử. Tiếp đó, hắn hai tay thả lỏng phía sau, nhất phái cao nhân bộ dáng, trở về chỗ ngồi của mình. Ừ, tại trở về bản thân chỗ ngồi phía trước, hắn vẫn không quên ghi nhớ đem đạo thứ tư đồ ăn mang về. Thứ tốt không thể lãng phí. Tô Thị A Thập Lục đứng lên, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân, một cái tịnh y chú thi triển, đem Tống Thư Hàng vết máu trên người tiêu trừ. Ta còn nghĩ đến ngươi thật muốn dùng nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị lườm Thải Vân tiên tử. Dọa dọa nàng mà thôi, ai kêu nàng còn gọi dầm dĩ lấy muốn đánh ta. Ta ban đầu đều chuẩn bị cười một tiếng mân ân cửu à. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử đồng dạng đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân. Thi triển một cái nhìn như chỉ rũ thuật pháp thuật. Pháp thuật này một thi triển, Tống Thư Hàng phát hiện mình dám định bí pháp trả giá thật nhiều đau đớn vậy mà giảm bớt rất nhiều. Vũ Nhu Tử ngươi đây là cái gì pháp thuật? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Phương Tây Druid hệ tự nhiên hệ chỉ rũ thuật, nghe nói có an ủi tinh thần công hiệu. Vũ Nhu Tử duỗi ra bản thân ngón út, phía trên đeo một cái ngón út vòng. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm. Có lẽ có rảnh rỗi. Hắn phải đi thử một chút cởi xuống Druid hệ pháp thuật. Trong lúc đang suy tư, một thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Bá Tống huyền thánh, ta cũng không phục, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, là Đông Qua Thánh Quân thanh âm. Bởi vì lúc trước thực tiên yến bên trong ghi nhớ, hắn toàn bộ quên lãng. Vì vậy, hắn lại thừa cơ đi ra đánh một đời đối thủ bá Tống. Tống Thư Hàng, Đông Qua Thánh Quân, ban đầu muốn bỏ qua ngươi, kết quả ngươi lại tới đánh ta. Kể từ đó, cũng đừng trách ta. Đông Qua đạo hữu, người mỗi lần đều là như thế không thể chờ đợi được. Tống Thư Hàng đứng dậy, bình tĩnh nói. Bên cạnh Tiểu Bạch tiền bối truyền âm nhập mật lên tiếng hỏi, có nắm chắc không? Tô Thị A Thập Lục đồng dạng lên tiếng hỏi, xích tiêu kiếm tiền bối năng lượng khôi phục sao? Còn có thể chiến sao? Vũ Nhu Tử đồng dạng nói, Tống tiền bối, Đông Qua Thánh Quân lại tới đánh ngươi, nhất định là lại đã luyện thành cái gì thần kỹ. Ngươi nhất định phải cẩn thận.
dù sao ngài hiện tại chỉ là hàng nhập lậu huyền thánh. Không có việc gì, Đông Qua Thánh Quân ta có biện pháp ứng phó. Tống Thư Hàng dùng quần thể truyền âm trả lời. Đối diện, Đông Qua Thánh Quân đi tới một cái cùng loại lôi đài vị trí. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh vỡ về sau, lúc trước lôi đài cùng chiến đấu không gian toàn bộ nát. Bây giờ lôi đài là lâm thời chơi đùa xuất ra. Chúng ta cũng không tới đây ấn xuống được, bá Tống đạo hữu. Lần này, chúng ta lại đến qua một chiêu định thắng bại. Chính diện đánh, sợ chính là dưa hấu. Đông Qua Thánh Quân hào sảng nói. Hắn vừa dứt lời, mấy vị khác huyền thánh vội vàng đứng lên. Nếu như bá Tống huyền thánh thật cùng với Đông Qua huyền thánh tại trên lôi đài chiến một trận lời nói, bọn hắn mấy vị huyền thánh đương nhiên phải chịu trách nhiệm chế tạo một cái không gian kết giới trận pháp, miễn cho hai vị huyền thánh cuộc chiến lan đến gần thực khách chung quanh. Tống Thư Hàng một thân thoải mái, từng bước một đi vào trên lôi đài, kỳ thật, Đông Qua Thánh Quân, giữa chúng ta tái chiến một trận cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta đã nghĩ ra phá giải ngươi một đao kia biện pháp, bá Tống đạo hữu. Vì vậy, chỉ là một chiêu định thắng bại lời nói, ta thì có cơ hội cùng ngươi chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Nếu như thế hòa không phân thắng bại lời nói, chúng ta sẽ dùng tử mẫu hà nước suối nhất quyết thắng bại. Đông Qua Thánh Quân nói. Theo Tống Thư Hàng đại xuyên thấu trạng thái sau khi biến mất, mọi người liên quan tới Tống Thư Hàng trí nhớ cũng dần dần bình phục. Đông Qua Thánh Quân cũng nhớ lại bản thân đã từng bại vào Tống Thư Hàng cái kia thiêu trời nấu biển một đao phía dưới trí nhớ. Mặt khác, Đông Qua Thánh Quân lên đài thời gian, theo Thải Vân Tiên Tử chỗ đó mua hai bình nhỏ tử mẫu hà nước suối. Hắn cùng Thải Vân Tiên Tử ôm đồng dạng ý tưởng, chuẩn bị trước đem Tống Thư Hàng kéo vào thế hòa không phân thắng bại. Lại dùng tử mẫu hà nước suối định thắng bại. Nhanh như vậy liền nghĩ ra phá giải phương pháp, Tống Thư Hàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Đông Qua huyền thánh. Phần thiên hỏa diễm đao thế nhưng là xích tiêu tử đạo trưởng tuyệt chiêu, coi như là hắn cái nắm giữ chút ra lông, nhưng mượn xích tiêu kiếm tiền bối tới đây thi triển lời nói, ít nhất cũng có thể chém ra bát phẩm đỉnh phong cấp uy lực. Nếu như Đông Qua thánh quân thật nghĩ ra phòng ngự phương pháp, vậy hắn tại phòng ngự một đạo bên trên thiên phú, quả thực mạnh đáng sợ. Một chiêu định thắng bại, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Một chiêu định thắng bại, Đông Qua Thánh Quân rút ra đại kiếm, dọc tại trước người. Đại kiếm mở rộng, hóa thành kim sắc cự thuẫn. Sau đó là một bộ thuần thục các loại quầng sáng, phòng ngự tăng thêm, thánh quang gia trì, thối thể phương pháp, phòng ngự trận pháp. Sau đó là Đông Qua Thánh Quân lúc trước mạnh nhất phòng ngự sắt thép thành lũy. Toàn bộ sau khi hoàn thành, Đông Qua Thánh Quân lại kích hoạt lên bản thân công đức hiện hóa thân thể. Cái kia đội trời đạp đất cự nhân xuất hiện. Cự nhân ôm đầu gối che ngồi xổm xuống, đem Đông Qua Thánh Quân bao quanh thủ hộ. Này, Đông Qua đạo hữu, người đây cũng không phải là một chiêu đi, Tống Thư Hàng nói. Đông Qua Thánh Quân bình tĩnh nói, đây chỉ là chiến đấu phía trước chuẩn bị, ta chân chính một chiêu hiện tại mới bắt đầu. Tuyệt đối phòng ngự thái sơ chi chung. Đông Qua Thánh Quân đưa tay vỗ, trên người hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn bộ hòa làm một thể, hóa thành một cái chuông to lớn, đưa hắn toàn thân bao phủ. Đến đi, bá Tống đạo hữu, người xuất đao đi. Lúc này đây, nhất định phải đem đao pháp của ngươi đè lại. Đông Qua Thánh Quân nói. Tống Thư Hàng hai tay ôm trước ngực, Đông Qua đạo hữu. Ngươi nhớ đừng quên, ta biết rồi không chỉ là đao pháp. Tại hắn sau lưng, có một cái không gian rung động đẩy ra. Từng viên thiên kiếp bom nguyên tử, thiên kiếp bom hydro đầu đạn, theo trong không gian nặn ra. Đã còn không có bạo tạc, những thứ này kinh khủng thiên kiếp vũ khí uy áp khuếch tán ra, làm cho người ta tạo thành áp lực cực lớn. Phòng ngự, đại trận, yêu mộng thánh quân giọng dịu dàng quát. Mấy vị huyền thánh vội vàng đứng lên, liên thủ tế lên một cái phòng ngự đại trận. Bạch thánh, người cũng mau tới. Bá Tống đạo hữu những thứ này đầu đạn nếu muốn nổ tung lên. Toàn bộ bí cảnh đều bị phá hủy. Tam Chu Thánh Quân nói. Thiên kiếp này đạn hạt nhân, nếu như toàn bộ muốn nổ tung lên, uy lực trực bức cửu phẩm kiếp tiên công kích đi. Quá nguy hiểm. Nghìn năm đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh, danh bất hư truyền. Chỉ là chiêu thức ấy thiên kiếp đạn hạt nhân uy hiếp, kiếp tiên phía dưới, không có mấy cái huyền thánh sẽ nguyện ý cùng bá Tống đạo hữu chính diện đánh. Lúc này, tiểu bạch tiền bối chính đoan lấy cái kia đen xì xì. Cái miệng nhỏ liếm láp. Nghe được Tam Chu Thánh Quân thanh âm về sau, hắn xoay đầu lại, yên tâm đi, thiên kiếp đầu đạn hạt nhân. Ừ,
mọi người đối với bá tống đạo hữu lực khống chế phải có tin tưởng. Dù sao cái đồ chơi này tại hiện thế muốn nổ tung lên, cũng sẽ không có chút nào uy lực. Tống Thư Hàng phối hợp với Bạch Tiền Bối, nhẹ nhàng vung tay lên. Tất cả thiên kiếp đạn hạt nhân đều tạm dừng đi xuống. Bất quá, lần này không dùng được chúng nó. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Công đức xà Mỹ Nhân tại hắn sau lưng hiện thân, xà Mỹ Nhân hai tay đâm vào hư không, cuối cùng nàng cầm ra một cái điện thoại di động. Tống Thư Hàng đưa tay. Công đức xà Mỹ Nhân đưa điện thoại di động phóng tới tay của Tống Thư Hàng bên trong. Kỳ thật, Đông Qua Thánh Quân, ngươi biết ta vừa rồi vì sao nói mỗi lần ngươi lúc nào cũng như vậy không thể chờ đợi được sao? Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, lên tiếng nói. Đông Qua Thánh Quân, ta làm sao biết? Nhưng thấy Tống Thư Hàng huy động điện thoại thời gian, trong lòng của hắn đột nhiên có loại không quá hay dự cảm. Kỳ thật, tại mọi người đều mất đi trí nhớ trong đoạn thời gian đó, ta cùng Đông Qua đạo hữu ngươi đã chiến một trận. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Đông Qua Thánh Quân, ha ha, ta hoàn toàn không có ấn tượng nữa a. Đây chính là chiến đấu kết quả. Tống Thư Hàng tiện tay ném đi, đem điện thoại di động của mình ném Đông Qua Thánh Quân. Ninh điện thoại đánh lên Đông Qua Thánh Quân tuyệt đối phòng ngự thái sơ chi chung. Đón lấy, điện thoại lăn lộn rơi xuống đất. May mà điện thoại màn hình là đối diện lấy Đông Qua Thánh Quân. Đông Qua Thánh Quân cúi đầu nhìn qua. Trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm thật lớn ảnh chụp. Bối cảnh là một chỗ đao kiếm dựng đứng ngọn núi. Trong tấm ảnh, một vị tóc vàng Mỹ nam tử nằm ở trên tảng đá, hắn quần áo lộn xộn, trên thân còn có mấy đạo vết thương. Đầu đầy mồ hôi, vẫn không nhúc nhích. Tại nam tử trên không, bá Tống Huyền Thánh chân đạp hắc liên, cầm trong tay hỏa diễm kiếm. Công đức xà Mỹ Nhân làm bạn tại bên cạnh, sau lưng một đám hầu tử tay nâng nho ra thánh văn. Bá Tống Huyền Thánh đại bại Đông Qua Huyền Thánh tại đao kiếm phong thấy cái này tấm hình thời gian, Đông Qua Thánh Quân trong đầu lập tức hiển hiện như vậy một cái ý nghĩ. Ta, thất bại, Đông Qua Thánh Quân một mặt mộng bức. Vì vậy, không cần tái chiến. Tống Thư Hàng lại vẫy tay, điện thoại vèo một chút, trở lại trong tay của hắn, ta và ngươi hai bên, đã sớm phân ra thắng bại. Tái chiến một trận, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhanh lên đưa điện thoại di động thu hồi, là vì phòng ngừa Đông Qua Thánh Quân nhìn chằm chằm vào ảnh chụp nhìn lên, phát hiện cái gì lỗ thủng. Dù sao cái này ảnh chụp là bầy đánh ra tới đây, Tống Thư Hàng có chút chột dạ. Đông Qua Thánh Quân cau mày, đau khổ suy tư. Thế nhưng... hắn một chút trí nhớ cũng nhớ không nổi tới đây. Trí nhớ của hắn bị tinh hà xóa đi, bôi cực kỳ triệt để, căn bản không có khôi phục khả năng. Không phải không thừa nhận, bá Tống Huyền Thánh, lần này lại là ngươi tương đối mạnh. Thế nhưng, về sau ta sẽ không lại thua. Tiếp theo, gặp lại lúc, ta nhất định sẽ thắng được ngươi. Đông Qua Thánh Quân không cam lòng nói. Tống Thư Hàng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, lừa gạt một cái. Tại hạ lần khiêu chiến lúc trước, bá Tống Huyền Thánh, ngươi có thể nói cho ta biết. Ta là tại sao thua sao? Đông Qua Thánh Quân ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, ta làm sao biết ngươi như thế nào thua a? Ta lần này cuối cùng phòng ngự, ngài rút cuộc là làm sao đột phá? Đông Qua Thánh Quân trong hai mắt tràn đầy tò mò. Hắn thái sơ chi chung, là hắn đem toàn thân của mình phòng ngự chi đạo ngưng luyện làm một thể. Vì có thể đạt tới cái này hiệu quả, hắn còn chạy tới mượn một kiện bảo bối đến. Thông qua cái này tạm thời mượn tới bảo bối, hắn có thể đem một thân tất cả phòng ngự, toàn bộ dung hợp. Đã có thái sơ chi chung phòng ngự, hắn thậm chí có tin tưởng ngăn cản một phát Tống Thư Hàng lúc trước chém ra hỏa diễm đao đương nhiên, cũng chỉ là hắn có lòng tin mà thôi. Có thể hay không ngăn trở, cũng không có thử qua. Ngươi muốn biết, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đông Qua Thánh Quân dùng sức gật đầu. Tống Thư Hàng mỉm cười. Đột nhiên, thân hình của hắn biến mất. Xuất hiện lần nữa thời gian, Tống Thư Hàng đã xuất hiện ở Thái Sơ Chi Trung ở trong, xuất hiện ở Đông Qua Thánh Quân sau lưng. Hắn cùng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ tại Đông Qua Thánh Quân cổ. Tổ Vu chúc phúc, cửu phẩm kiếp tiên bộ đồ, ngũ phẩm có thể sử dụng, có thể đi vào đi 500 mét bên trong, cự ly ngắn bước nhảy không gian. Tống Thư Hàng chỉ là nếm thử một chút, kết quả đơn giản đột phá Đông Qua Thánh Quân phòng ngự. Không gian lực lượng, bá Tống Huyền Thánh, ngươi nắm giữ không gian chi lực, Đông Qua Thánh Quân nói. Không, ta cũng không có nắm giữ không gian lực lượng,
Bát phẩm huyền thánh muốn nắm giữ không gian lực lượng, quá khó khăn. Tống Thư Hàng mỉm cười, về phần ta làm sao xuất hiện ở phía sau ngươi, chính ngươi đoán. Chẳng lẽ, là đặc thù độn pháp, có thể trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của ta ngăn cách. Đông Qua Thánh Quân lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, lần nữa khởi động tổ vu chúc phúc trong nháy mắt trở về đến chỗ ngồi của mình. Cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, ngũ phẩm có thể dùng. Thế nhưng tiêu hao thật lớn, mỗi lần thi triển khoảng cách kéo dài một chút, tiêu hao linh lực tựu thành gấp bội tăng lên. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải hắn bây giờ là ba hạt nhân, còn là dùng không nổi loại này ăn linh lực nhà giàu loại hình pháp khí. Ta thua rồi, lần tới, chờ ta nghiên cứu ra ngươi độn pháp, nhất định phải lại đến khiêu chiến ngươi. Đông Qua Thánh Quân nói. Dứt lời, hắn dùng tay hất lên, hai bình nhỏ tử mẫu hà nước suối ném Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân đưa tay tiếp được cái này hai bình nước suối. Đông Qua Thánh Quân thua gọn gàng. Còn có hai lần cơ hội, thế nhưng, lại không người đi lên nữa khiêu chiến Tống Thư Hàng. Có lẽ là nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị dọa sợ người khiêu chiến. Tống Thư Hàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, hắn có thể thật tốt hưởng dụng thực tiên yến. Tại Tống Thư Hàng sau lưng. Công đức xà mỹ nhân cầm lấy hai bình tử mẫu hà nước suối một mặt trầm tư hình dáng. Một lát sau, nàng mở ra một lọ nước suối nắp bình. Xà mỹ nhân hơi ngửa đầu. Cô tử mẫu hà nước suối, bị nàng uống một hơi cạn sạch. Công đức xà mỹ nhân cùng khác công đức ánh sáng hiện hóa hoàn toàn bất đồng, nàng có thể ăn một ít năng lượng đồ ăn. Tỉ như đao ý thông huyền hạt sen, hoàng kim công đức dương mai. Còn có cái này tử mẫu hà nước suối. Tống Thư Hàng đang nghe một hồi xì xào uống nước lên tiếng về sau, nghi hoặc quay đầu, sau đó liền thấy được công đức xà mỹ nhân rất hưởng thụ bộ dáng, đem tử mẫu hà nước suối một hơi làm xong phóng khoáng sức lực. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân nhìn lại Tống Thư Hàng, dài nhỏ con mắt cố gắng lườm thật lớn, một mặt nhu thuận vẻ mặt vô tội. Gần nhất, xà mỹ nhân hành động càng ngày càng bổng. Lần tới nếu như Bạch Tiền Bối còn muốn đóng phim, nàng hoàn toàn có thể đi đập nữ số 1. Uống cạn, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Công đức xà mỹ nhân suy nghĩ một chút, nàng hất lên tay, đem bình ném tới bên cạnh. Tiếp đó, nàng dùng sức lắc đầu. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương nhét, lá gan bộ phận ẩn ẩn đau nhức. Thở dài một hơi, Tống Thư Hàng hướng tiểu Bạch Tiền Bối trưng cầu ý kiến, Bạch Tiền Bối, công đức ánh sáng sẽ mang thai sao? Bạch Tiền Bối đang dùng cái muỗng vét cháo đen, nghe được Tống Thư Hàng vấn đề về sau. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Tiểu Bạch Tiền Bối suy tư một lát, nói, trên lý luận mà nói. Công đức ánh sáng không có sinh mệnh đặc thù, tử mẫu hà nước suối chắc có lẽ không lên hiệu quả mới đúng. Nhưng người công đức ánh sáng hiển nhiên không phải phổ thông mẫu mã. Tống Thư Hàng, vì vậy, có hai cái khả năng. Một là người công đức ánh sáng mang thai, hai là thân là chủ nhân người mang thai. Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, hắn lại tiếp tục vét bản thân trong chén cháo đen. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, hắn quay đầu trở lại tới đây, nhìn thẳng công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân bụng dưới như trước bằng phẳng bóng loáng, không có chút nào muốn mang thai bộ dạng. Nàng không có trả lời nói. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía bụng của mình nàng không hết, ta chẳng phải dược hoàn. Đột nhiên có loại rất tuyệt vọng cảm giác. Không biết có phải hay không ảo giác. Bụng dưới thật sự có loại muốn bành trướng cảm giác. Giống như thật sự có cái tiểu sinh mạng muốn ở trong đó sinh ra. Cực độ tuyệt vọng, JPG Tống Tiền Bối muốn sinh tiểu bảo bảo sao? Vũ Nhu Tử tò mò nhìn về phía Tống Thư Hàng bụng. Tô Thị A Thập Lục, tử mẫu hà nước suối cùng nhìn là mang thai khác nhau, nghe nói hắn sẽ sinh hạ một cái viên thịt. Dược sư Tiền Bối, làm sao bây giờ? Sát phách bản ấm áp nam nhân bộ dáng dược sư ngẩng đầu lên. Khẽ mỉm cười nói, không cần sợ, có ta ở đây. Xanh nở bằng cách mổ bụng ta cũng đã biết, tuy rằng không phải rất sở trường, nhưng phối hợp thêm chỉ dũ thuật lời nói, cho Thư Hàng mổ quả cầu đi ra hoàn toàn không có vấn đề. Thư Hàng tiểu hữu không cần lo lắng, cho dù có dược sư Tiền Bối an ủi, nhưng Tống Thư Hàng hoàn toàn không vui. Sớm biết như vậy lúc trước cũng không thả công đức xà mỹ nhân đi ra trang bức. Lúc này, công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu. Phát ra cái kia bốn tiếng trầm bồng du dương tiếng kêu thảm thiết, Tống Thư Hàng bản phát âm.
kêu thảm hoàn tất về sau, nàng há mồm phun ra một viên bóng bàn lớn nhỏ kim cương hình cầu. Viên kim cương này hình cầu, từ siêu cao độ tinh khiết công đức lực lượng cấu thành, toàn thân kim sắc, rất đúng xinh đẹp. Công đức xà Mỹ nhân duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng tiếp được cái này kim toàn cầu. Tiếp đó, nàng đem cái này kim toàn cầu nâng đến Tống Thư Hàng trước mặt. Người uống xuống cái này tử mẫu hà nước sông, tiếp đó liền sinh ra cái này tới. Tống Thư Hàng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, công đức xà Mỹ nhân nồi không có rơi xuống trên bụng của hắn. Hắn không cần lo lắng trở thành cửu châu nhất hào quần cái thứ nhất bị xanh nở bằng cách mổ bụng nam nhân. Cùng một thời gian, không biết có phải hay không ảo giác. Tống Thư Hàng giống như đã nghe được toàn bộ thực tiên yến hội trường đều truyền đến một loại tiếc nuối thổn thức lên tiếng. Bá Tống Huyền Thánh vậy mà không có mang thai, xoa bình. Cái này kim toản có cái gì hữu dụng sao? Tống Thư Hàng đưa tay cầm bốc lên cái này kim toản, cẩn thận xem xét. Ngoại trừ là công đức lực lượng độ cao áp xúc ngưng tụ mà thành bên ngoài, hắn không coi trọng ra cái này kim toản cầu có càng nhiều kỳ dị chỗ. Tính, trước thu lại đi. Dù nói thế nào cũng là một lọ tử mẫu hà nước suối đổi lấy. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Làm hắn chuẩn bị trước đem cái này kim toản cầu thu tới tay chuỗi không gian lúc, hắn lại thấy được công đức xà Mỹ nhân biểu lộ. Tiên tử ánh mắt, một mực theo dõi hắn trong tay kim toản cầu. Hắn tay rời về phía ở đâu tiên tử ánh mắt liền di chuyển ở đâu. Tống Thư Hàng nhéo kim toản cầu dùng sức huy vũ cái ngôi sao năm cánh loại hình dáng. Tiên tử đầu cũng di động theo, xẹt qua một cái ngôi sao năm cánh quỹ tích. Tống Thư Hàng, chẳng lẽ là bởi vì từ tử mẫu hà nước suối mang thai mà thành tiên tử đem cái này kim toản cầu trở thành con của mình giống nhau quý trọng. Nếu thật là nói như vậy. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đem cái này kim toản cầu thả trở lại công đức xà Mỹ nhân trong tay, nó là thuộc về ngươi. Tiên tử nhanh chóng thu hồi kim toản cầu, đem hắn quý trọng nâng tại ngực. Xem ra. Đối với nàng mà nói, cái này kim toản cầu so với xích tiêu tử tiền bối muốn quý giá hơn nhiều. Thực tiên yến tiếp tục mở tiệc. Còn sót lại 7 cái vị trí, cũng bắt đầu thông qua các loại phương pháp, bị thực tiên yến thực khách khác chiếm cứ. Ngay sau đó, chỗ ngồi rút thưởng hoạt động cũng chính thức bắt đầu. Tống Thư Hàng trong tay còn có một cái chỗ ngồi, liền là vừa rồi thắng được tới đây chỗ ngồi. Cái kia, các tiền bối. Các ngươi ai còn cần chỗ ngồi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi nếu có tiền bối cần lời nói, hắn liền đem chỗ ngồi này đưa tặng đi ra ngoài. Nếu như không ai muốn lời nói, hắn liền đem cái kia ngốc tước cầm ra tới đây. Lại để nàng một mình tu luyện, nàng tu luyện cuồng chứng bệnh sẽ tăng lên. Cửu Châu nhất hào quần thành viên tới tấp lắc đầu. Cuối cùng, Tống Thư Hàng chỉ có cưỡng ép đem tước yêu tiểu thải cho cầm ra tới đây. Để nàng chiếm cứ bản thân thắng tới đây cái cuối cùng chỗ ngồi. Thực tiên yến bên trên tiên hào một đạo tiếp một đạo đưa lên. Mọi người bắt đầu trầm tĩnh lại, toàn tâm toàn ý hưởng dụng thực tiên yến. Dựa qua 3 tuần, tất cả mọi người bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Tống Thư Hàng vểnh tai, nghe cửu châu nhất hào quần các tiền bối mạo hiểm trải qua, tu luyện trải qua, trong khi tu luyện chuyện lý thú. Những thứ này đều tốt hơn dễ nhớ được. Tương lai. Những thứ này đều có thể trở thành hắn trở thành một hợp cách đại tiền bối lai lịch. Đang lúc chúng đạo hữu đàm luận thật vui lúc. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà Mỹ nhân cẩn thận từng ly từng tí vươn bàn tay nhỏ bé, hướng bên cạnh bạch tiền bối sau lưng chộp tới. 3. Đang tại uống tiên nhưỡng tiểu bạch tiền bối đưa tay, gạt ra công đức xà Mỹ nhân tay. Tống Thư Hàng nghe được thanh âm thời gian, mới xoay đầu lại. Tiếp đó liền thấy công đức xà Mỹ nhân co lại thành một đoàn. Vẫn không nhúc nhích, một mặt nhu thuận hình dáng. Làm sao vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Tiểu bạch tiền bối, không biết, người công đức xà Mỹ nhân đột nhiên đưa tay hướng trên đầu ta chộp tới. Tống Thư Hàng nhìn qua công đức xà Mỹ nhân, còn là đem nàng thu lại đi. Trong lúc đang suy tư, công đức xà Mỹ nhân tại Tống Thư Hàng nhìn chăm chú xuống, lần nữa đưa tay vươn hướng bạch tiền bối, chụp vào hắn. Đầu tóc, công đức xà Mỹ nhân mục tiêu. Là bạch tiền bối tóc. 3. Bạch tiền bối lần nữa xuất thủ, đem công đức xà Mỹ nhân bàn tay nhỏ bé đập bay. Công đức xà Mỹ nhân lại co lại thành một đoàn, một lần nữa lộ ra nhu thuận biểu lộ. Nhưng 3 giây phía sau, nàng lại tà tâm không chết,
đưa tay một lần nữa lặng lẽ chụp vào Bạch Tiền Bối tóc. Tống Thư Hàng, ba, tiểu Bạch Tiền Bối lần nữa đập bay tay nhỏ bé của nàng, lãng bất quá tam a. Lại đến một lần lời nói, coi như là Tống Thư Hàng tiểu hữu công đức ánh sáng, hắn cũng muốn một phi kiếm đem nàng đưa vào trong vũ trụ đi. Cuồng Đao Tam Lãng một mặt ủy khuất, vì sao hắn đột nhiên trúng đạn rồi? Tiên tử giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng hai mắt phát sáng. Đón lấy, nàng mở ra thứ hai bình tử mẫu hà nước suối, đầu hướng lên, cô một hơi liền đem nước suối làm xong. Đặc biệt phóng khoáng. Tống Thư Hàng, tiên tử là muốn làm gì đi? Cam chịu, mượn nước suối tiêu sầu. Uống xong nước suối về sau, lặp lại lúc trước trình tự. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân há miệng, phun ra một mai kim toàn cầu. Tiếp đó, nàng hai tay bưng lấy cái này mới kim toàn cầu, đưa về phía tiểu Bạch Tiền Bối. Tiểu Bạch Tiền Bối, nàng khả năng muốn Bạch Tiền Bối tóc của ngươi. Tống Thư Hàng phiên dịch nói. Đầu tóc, tiểu Bạch Tiền Bối nhìn qua công đức xà mỹ nhân trong tay kim toàn cầu. Nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này kim toàn cầu cực xinh đẹp, so với trên thế giới bất kỳ một mai kim cương đều xinh đẹp chói mắt. Lại thêm nó là từ cao độ tinh khiết công đức lực lượng hình thành, mang theo tại trên thân thể lời nói, có thể tránh ma quỷ, tránh tai họa. Tiểu Bạch Tiền Bối xa vào đến trong trầm tư. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cũng tốt, vừa vặn có thể dùng hắn tới đây chế tác một kiện đã sớm muốn chế tác pháp khí. Được rồi, giao dịch, tiểu Bạch Tiền Bối đưa tay bắt lấy bản thân một cây tóc dài, nhẹ nhàng kéo một phát. Đem hắn mái tóc dài của mình đưa cho tiên tử. Tiên tử vui vẻ đem kim toàn cầu giao cho Bạch Tiền Bối. Một trận song phương tất cả đều vui vẻ giao dịch hoàn thành. Tống Thư Hàng, thì ra đối với tiên tử mà nói, kim toàn cầu hoàn toàn không phải hài tử. Ngươi giao dịch Bạch Tiền Bối tóc muốn làm gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Tiên tử nắm lên Bạch Tiền Bối tóc dài, nhẹ nhàng hướng kim toàn cầu bên trên một đâm. Nhìn như dựng thẳng không thể xuyên thủng kim toàn cầu, bị Bạch Tiền Bối tóc dài đâm thấu. Tiên tử đem tóc dài đánh cho cái kết. Tiếp đó, nàng đem kim toàn cầu treo đến trên cổ mình. Nàng thân hình đong đưa thời gian, bóng bàn lớn nhỏ kim toàn cầu có thể tại hai cái bánh bao lớn bên trên lăn mình nhảy, chói mắt đến mù. Tống Thư Hàng, tâm tình của hắn lúc này thật phức tạp. Hắn đều không biết mình muốn làm sao đi đậu đen rau má tiên tử hành vi. Nhưng không đậu đen rau má lời nói, trong lòng của hắn lại cảm thấy ngạnh sợ. Phảng phất là cảm ứng được túc chủ Tống Thư Hàng cái loại này nghẹn sợ tâm tình, công đức xà mỹ nhân đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Tống Thư Hàng. Tiếp đó, nàng cắn răng, theo Tống Thư Hàng trong túi áo lại lấy ra một lọ tử mẫu hà nước suối. Mở che, chè chén. Tống Thư Hàng, tiên tử ngươi lại muốn làm gì? Lại lãng phí ta một lọ tử mẫu hà nước suối. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân lặp lại trở lên trình tự. Phun ra một viên kim sắc đâm hình cầu, đưa cho Tống Thư Hàng. Một hơi phóng khoáng uống liền ba bình tử mẫu hà nước suối về sau, công đức xà mỹ nhân tiêu hao không nhỏ, thân thể của nàng đều có điểm biến trong suốt. Đem viên thứ ba kim toàn cầu giao cho Tống Thư Hàng về sau, công đức xà mỹ nhân liền chủ động trở về Tống Thư Hàng trong cơ thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng trong tay nhéo cái này kim toàn cầu, dở khóc dở cười. Đây là tiên tử nói xin lỗi sao? Thế nhưng thứ này hắn lấy tới làm gì, cũng không thể học công đức xà mỹ nhân như vậy, dùng Bạch Tiền Bối tóc mặc vào tới đây, treo trên cổ a. Tống Thư Hàng không khỏi nhìn về phía tiểu Bạch Tiền Bối tóc dài. Ngươi cũng muốn, Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, ta một đại nam nhân, trên cổ treo lớn như vậy một khối kim toàn cầu, nhiều cay con mắt. Có đạo lý, tiểu Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu. Tiếp tục xinh đẹp hưởng thụ bản thân cái kia nhiều người phần thực tiên yến tiên hào. Tống Thư Hàng tiện tay đem viên này kim toàn cầu thu vào tay chuỗi trong không gian. Đúng rồi, Thư Hàng, chúc mừng ngươi tấn chức ngũ phẩm. Tiểu Bạch Tiền Bối đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn nâng chén đối với Tống Thư Hàng nói, kim đan một thành, ngươi cũng rốt cuộc không còn là tiểu tu sĩ. Bạch Tiền Bối lúc nói chuyện, dùng phạm vi nhỏ quần thể truyền âm nhập mật pháp thuật. Dù sao Tống Thư Hàng bây giờ thân phận là bát phẩm huyền thánh coi như là chúc mừng hắn, cũng muốn sợ bị ngoại nhân nghe được. Ngũ phẩm kim đan cùng phía trước cảnh giới, có chất lượng phương diện tăng lên. Tứ phẩm cũng còn chỉ có thể xưng là tiểu tu sĩ, mà ngũ phẩm kim đan có thể xưng là linh hoàng, cả hai địa vị, chênh lệch rất lớn.
Tấn chức ngũ phẩm về sau, Tống Thư Hàng tại tu chân giới cũng coi như chính thức đã có thật tốt địa vị. Ngũ phẩm linh hoàng, tại cỡ lớn tông môn bên trong, đều có thể đảm nhiệm một ngọn núi đứng đầu. Cảm ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nâng chén, cùng Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng đụng đụng, sau đó phóng khoáng tiên nhưỡng quét sạch. Biệt tuyết tiên cơ tự tay chế riêng cho tiên nhưỡng, hương vị cực kỳ xinh đẹp. Loại này câu người mùi rượu vị, Tống Thư Hàng cũng chỉ có tại thú giới lần kia, thay thế Trình Lâm bị kéo vào đến một cái kỳ quái không gian, gặp gỡ cái kia kèm theo vạc rượu đạo nhân, mới ngửi thấy qua loại này đẳng cấp mùi rượu. Liền hắn loại này không thế nào thích uống rượu người, ngửi thấy mùi thơm này cũng nhịn không được uống nhiều mấy chén. Chúc mừng ngươi, Thư Hàng. Bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục đồng dạng nâng chén. Cảm ơn, Tống Thư Hàng lần nữa đẩy vào, cùng A Thập Lục đụng phải một ly. Tống tiền bối, ta cũng mời ngươi, chúc mừng ngươi. Vũ Nhu Tử hì hì cười đưa lên chén rượu. Tống Thư Hàng mỉm cười, đưa tay cùng Vũ Nhu Tử cũng đụng phải một ly. Ta cũng mời ngươi, chúc mừng ngươi, Thư Hàng đạo hữu. Diệt Phượng công tử khẽ đứng lên. Còn có ta, Cuồng Đao Tam Lãng hặc hặc cười nói. Tống Thư Hàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Một ly tiếp một ly. Đến cuối cùng, Tống Thư Hàng liền người nào cho hắn mời rượu đều không rõ ràng lắm. Tiên nhưỡng, cùng thông thường rượu khác nhau. Coi như là tu luyện giả, uống nhiều quá cũng phải say. Ồ, Thư Hàng tiểu hữu thể chất quá mạnh mẽ, một vòng xuống dưới, lại vẫn không có say ngã. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Tống Thư Hàng hạc hạc cười một tiếng, còn sớm vô cùng đây. Thể chất của hắn có thể so với lục phẩm chân quân, tăng thêm trong cơ thể ba hạt nhân kim đan vận hành. Mặc dù có chút men say, nhưng men say đến nhanh, đi cũng không chậm. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể rất nhanh bình phục thanh tỉnh. Thực tiên yến tiên hào một đạo tiếp một đạo đi lên. Trong lúc, đợt thứ hai rút thưởng hoạt động bắt đầu rút ra may mắn khách nhân. Không hề ngoài ý muốn, Bạch Tiền Bối rút chúng một cái danh ngạch. Cái danh ngạch này đưa cho đồng quái tiên sư, lại để cho hắn dùng đến đệ tử thiết quái vào trận. Đồng thời, lục phẩm cùng với lục phẩm trở xuống tu sĩ đã bắt đầu tại trên người mình thiết lập thực tiên yến chuyên dụng phong ấn trận pháp. Lần này thực tiên yến so với dĩ vãng đều phong phú, lại thêm mất trí nhớ trong lúc, mọi người trong đầu nhiều ra pháp tác hiện hóa tình cảm, các thực khách lấy được lợi ích vượt xa vãng giới thực tiên yến. Thậm chí có mấy vị thất phẩm tôn giả, cũng bắt đầu tại trên người mình bổ sung phong ấn. Lần này thực tiên yến sau khi kết thúc, chỉ cần tiêu hóa thu hoạch, ở đây tất cả tu luyện giả công lực đều có thể tăng lên mảng lớn. Ngoại giới, đêm đã khuya. Thực tiên yến cũng bắt đầu tiến nhập khâu cuối cùng. Mấy đạo biệt tuyết tiên cơ tỉ mỉ chuẩn bị áp trục hệ món ăn bị đưa đi lên. Trong đó, khiến người chú mục nhất. Muốn thuộc về đạo kia thực tiên yến mở tiệc phía trước liền tuyên truyền hệ món ăn kình thánh tiệc. Một vị vô cùng cường đại kình thánh, tại sau khi đột phá, bỏ xuống cũ thân thể. Biệt tuyết tiên cơ đã nhận được trong đó một phần nhỏ, đã trở thành lần này thực tiên yến áp trục món chính. Đối với kình thánh cật qua thánh quân khổng lồ kia như đảo nhỏ thân thể, cho dù là một phần nhỏ cũng đã rất nhiều. Ở đây mấy vị huyền thánh, chờ đúng là đạo này kình thánh tiệc. Đặc biệt là Đông Qua Thánh Quân. Với hắn mà nói, Cật Qua Thánh Quân trong lòng hắn có được lấy rất đặc thù địa vị. Đáng nhắc tới chính là đạo này kình thánh tiệc còn là Cật Qua Thánh Quân long trọng đề cử Đông Qua Thánh Quân tới đây nhấm nháp. Loại này long trọng đề cử, tương đối vi diệu. Kình thánh tiệc bị đưa lên. Tống Thư Hàng còn nửa tỉnh nửa say. Ăn vào hiện tại thời gian, Tống Thư Hàng trong lòng chỉ có một loại thua thiệt lớn cảm giác. Bởi vì say nguyên nhân. Đằng sau tiên hào hắn hoàn toàn nhấm nháp không ra hương vị, chỉ là không ngừng hướng bản thân trong miệng đút lấy. Tiểu Bạch Tiền Bối đã tại hắn trên thân lưu lại cái thực tiên yến chuyên dụng phong ấn tránh cho hắn ăn quá nhiều, linh lực bạo thể. Như trước hoàn toàn nếm không ra hương vị, Tống Thư Hàng thở dài. Thư Hàng, ta chỗ này có thuốc giải rượu, liền là hương vị đắng chút, ngươi muốn sao? Sau khi ăn xong, có thể tỉnh rượu, để cho ngươi bình phục như lúc ban đầu. Lúc này, dược sư đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, thực tiên yến ta đều đã ăn xong a, dược sư tiền bối. Ngươi cố ý đi, không, ta chỉ là đột nhiên quên mất, dược sư ấm áp cười nói. Tống Thư Hàng thở dài, ngẩng đầu ngắm trời. Cảm giác say còn không có rút đi.
Tống Thư Hằng cảm giác trước mắt xuất hiện một ít kỳ quái ánh sáng. Tiên nhưỡng tác dụng chậm tới rồi sao? Tống Thư Hằng nói thầm. Những thứ này ánh sáng, che kín toàn bộ thế giới. Đồng thời, hắn phát hiện mình, Bạch Tiền Bối, Tô Thị A Thập Lục, Thất Tu Thánh Quân còn có mấy vị kia huyền thánh thân thể, biến thành to lớn nguồn sáng. Công đức lực lượng, Tống Thư Hằng trong lòng khẽ động. Những thứ này ánh sáng, tựa hồ là công đức ánh sáng kết thành. Lúc này, Tống Thư Hằng trong cơ thể công đức xà mỹ nhân, khẽ mở to mắt. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng một phát, đẩy ra một đạo ánh sáng. Tại nàng tiếp xúc đến ánh sáng lúc, Tống Thư Hằng tinh thần giống như đột nhiên gia tốc giống nhau, nhanh chóng vận chuyển lại. Tống Thư Hằng có loại cảm giác kỳ quái. Tại công đức xà mỹ nhân tiếp xúc đến ánh sáng lúc, hắn phảng phất là một dàn máy vi tính, dựng lên dây mạng. Thông qua cái này dây mạng, hắn một lần hành động tiến nhập đến một cái khổng lồ thế giới. Đó là một cái siêu cấp phức tạp công đức thế giới Internet. Cái này trên Internet có rất nhiều lộn xộn tri thức, loạn thành một bầy. Đồng thời, Tống Thư Hằng tại nơi này công đức thế giới Internet bên trong, gặp được một vị quen thuộc tiền bối. Kình Thánh Cật Qua Thánh Quân tiền bối. Cật Qua Thánh Quân thân thể mới, đang tại cái này công đức thế giới Internet bên trong du động. Hắn đang tại tiếp nhận cái này công đức thế giới Internet bên trong cái kia trường sinh phương pháp truyền thừa. Tống Thư Hằng cảm ứng được hắn lúc, Cật Qua Thánh Quân đồng dạng cảm ứng được Tống Thư Hằng. À, bá Tống Đạo Hữu, người tới rồi, Cật Qua Thánh Quân nói. Hắn đối với Tống Thư Hằng có thể đi vào cái này công đức thế giới Internet cũng không kinh ngạc. Bởi vì hắn biết rõ, Tống Thư Hằng trên thân công đức xà mỹ nhân tiên tử, cùng hắn tu luyện là cùng một bộ công pháp. Hơn nữa, công đức xà mỹ nhân trên lý luận so với hắn sớm hơn tiếp xúc đến cái này công đức thế giới Internet. Chỉ là chẳng biết tại sao, công đức xà mỹ nhân không có lựa chọn tiếp nhận bên trong trường sinh truyền thừa. Cật Qua tiền bối, cái này chính là ngươi theo như lời thế giới kia. Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi đầu nhà. Cật Qua Thánh Quân to lớn kình đầu khẽ trầm xuống dưới, giống như là gật đầu. Cái này có cái gì? Tống Thư Hằng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Rất nhiều tin tức, người có khả năng nhìn thấy mỗi một cái công đức tuyến đều là một cái tin tức nguyên. Bên trong cái gì cũng có, tựa như nhân loại Internet trên có phim, tiểu thuyết, âm nhạc, tin tức, trò chơi các loại đồ vật. Cái này công đức Internet cũng vậy, bao gồm rất nhiều chủng loại khác nhau đồ vật. Bất quá, mấy thứ này tạm thời ta đều không thể quan sát, cũng không cách nào mua xuống. Ta không có quyền hạn, Cật Qua Thánh Quân nói. Tống Thư Hằng thử đưa tay tiếp xúc những cái kia công đức tuyến, trong ý thức đồng dạng truyền đến quyền hạn chưa đủ các loại tin tức. Ta tại sao sẽ tiến nhập đến cái thế giới này? Tống Thư Hằng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ là uống nhiều quá, đánh bậy đánh bạ tiến nhập nơi đây? Ngươi khẳng định tham gia thực tiên yến, lại ăn ta cũng nhục thân đi. Cật Qua Thánh Quân hặc hặc cười nói, lại thêm trên người của ngươi cái vị kia tiên tử, nàng tu luyện công pháp cùng ta có cùng nguồn gốc. Nhiều loại nhân tố kết hợp xuống, người tiến nhập cái thế giới này cũng rất bình thường. Tống Thư Hằng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ta đây lúc nào có thể đi ra ngoài. Đừng nóng vội lấy đi ra ngoài đi, ta vừa vặn rất nhàm chán, theo giúp ta trò chuyện một lát. Nói như thế nào ngươi cũng là nếm qua thân thể ta người. Cật Qua Thánh Quân nói. Tống Thư Hằng, Thánh Quân lời này của ngươi quá vi diệu, ta nghe đều có chút chịu không được. Ta tại nơi này công đức thế giới Internet bên trong ngây người đoạn thời gian, ta bây giờ hoài nghi. Cái này khổng lồ công đức thế giới Internet, là một vị siêu cường trường sinh giả tạo vật. Chỉ là vị này trường sinh giả chẳng biết tại sao, biến mất không thấy gì nữa. Cật Qua Thánh Quân đối với Tống Thư Hằng nói. Thậm chí, Cật Qua Thánh Quân hoài nghi cái này công đức Internet, là đã vượt qua trường sinh giả tồn tại cấu tạo. Chỉ là cái này suy đoán quá dọa người. Hắn không dám trực tiếp đưa ra. Chỉ có thể đem phạm vi thu nhỏ đến siêu cấp cường đại trường sinh giả cảnh giới. Tống Thư Hằng một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Khả năng là bởi vì hắn tiếp xúc qua hai đại cửu u chúa tể, lại đánh quá dài con mắt tinh cầu vị này thiên đạo tạo vật yêu sủng thông nương trong tay còn có chuôi cửu tu phượng hoàng đao nguyên nhân. Tóm lại, Tống Thư Hằng nghe được siêu cường trường sinh giả tạo vật loại vật này thời gian, một chút cũng không ăn kình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cật Qua Thánh Quân tựa hồ là một người tại công đức thế giới Internet bên trong ngốc lâu rồi, hắn phảng phất có nói không hết lời nói,
cùng với Tống Thư Hàng chia sẻ. Nói qua, đột nhiên hắn dừng lại. Có người tìm ngươi, hiện thực tại, Cật Qua Thánh Quân nói. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng nói, người nào? Tam Chu Thánh Quân, một vị uy tín lâu năm huyền thánh. Đương nhiên, so với ta còn muốn non bên trên rất nhiều. Hắn tựa hồ là tìm ngươi luận đạo, Cật Qua Thánh Quân nói. Tống Thư Hàng phất phất tay, không có việc gì, ta say đây. Cái kia cơ hội này có thể giao cho ta sao? Cật Qua Thánh Quân vui vẻ nói. Hắn gần nhất lấy được lợi ích rất nhiều, đang muốn tìm cái cảnh giới không sai biệt lắm cao thủ, thật tốt luận đạo một phen. Tống Thư Hàng, ta ngược lại là cầu còn không được. Thực tiên yến hội trường. Tam Chu Thánh Quân đong đưa cây quạt, đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh, cười nói, bá Tống đạo hữu, thực tiên yến sau khi kết thúc, ngươi còn có rảnh rỗi. Ngươi muốn luận đạo đúng không? Ngày sau không bằng gặp mặt, chúng ta bây giờ mà bắt đầu có được hay không? Tống Thư Hàng trên thân, có một thanh âm cấp bách nói, đặc biệt nôn nóng cái loại này. Tam Chu Thánh Quân, luận đạo cũng muốn chú ý hoàn cảnh được không? Phổ thông dưới tình huống, các đạo hữu luận đạo đều là tìm yên tĩnh, hoàn cảnh ưu nhã chỗ. Dâng hương dâng trà, hai vị đạo hữu hoặc là càng nhiều số lượng đạo hữu, một bên uống trà một bên luận đạo. Trà này vẫn không thể là phổ thông linh mạch bích trà, tốt nhất là ngộ đạo trà các loại lá trà, tại luận đạo thời gian có thể mang cho các đạo hữu mới tinh linh cảm. Mà giống như huyền thánh luận đạo bức cách thì càng cao, bình thường đều là lấy thiên địa là bàn cờ, lấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao là chơi cờ, muốn lên tới bầu trời cao bên trong, đàm luận huyền diệu khó giải thích đại đạo. Mà bá Tống huyền thánh cái này cấp bách thanh âm là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp tại thực tiên yến vị trí luận đạo. Chờ, bá Tống đạo hữu, nơi đây luận đạo không quá thỏa đáng. Tam Chu Thánh Quân huy động quạt lông, đang chuẩn bị nói vài lời. Lúc này, bá Tống huyền thánh trên thân cái kia cấp bách thanh âm lại nói, đừng chít chít méo mó á, Tam Chu huyền thánh ngươi chính là quá kịch bản hóa. Một bộ lại một bộ quy tắc, nhìn như ưu nhã cao đẳng thứ hạng, nhưng ngươi những thứ này quy tắc trên thực tế vô hình đem bản thân trói trói buộc, dạng này không tốt. Nếu như ngươi muốn đột phá cửu phẩm, muốn vứt bỏ rất nhiều xưa cũ đồ vật, xưa cũ quy tắc, xưa cũ quan niệm. Thậm chí nếu như lúc cần thiết, liền thân thể cũng có thể vứt bỏ. Tam Chu Thánh Quân trong lòng khẽ động, trong tay đong đưa quạt lông đều dừng lại. Là cảm giác gì bá Tống huyền thánh đối với hắn hiểu rất rõ bộ dạng. Tựa hồ đối với hắn hiểu rõ, bá Tống huyền thánh trong lời nói, vậy mà mang theo một loại phủ đầu bổng hát hương vị. Ngay sau đó, bá Tống huyền thánh căn bản không cho Tam Chu Thánh Quân cơ hội cự tuyệt. Chúng ta trực tiếp tiến nhập chính để đi, trên thực tế gần nhất ta nghiên cứu công đức lực lượng, có rất lớn thu hoạch. Đang nghĩ ngợi tìm được bạn bè tới đây đàm luận một chút tấn chức cửu phẩm cơ hội, thậm chí là cao hơn một cấp độ. Trường sinh chi pháp, ánh mắt của chúng ta muốn thả xa hơn. Hôm nay, thừa dịp có nhiều như vậy đạo hữu gặp nhau cùng một chỗ, cơ hội khó được. Luận đạo bắt đầu đi. Nói đến đây thời gian, bá Tống huyền thánh trên thân cái thanh âm kia giống như cùng thiên địa sinh ra đồng cảm, trong thiên địa có đại lượng công đức ánh sáng tụ lại đến, hóa thành hoa sen, tại bá Tống huyền thánh bên người nở rộ. Thị giác hiệu quả cực kỳ lực chấn động. Bá Tống huyền thánh hôm nay phô trương như trước kinh phí 10 phần. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu, toàn bộ khiếp sợ nhìn qua Tống Thư Hàng nằm thảo, Tống Thư Hàng đây là có chuyện gì? Trong nhóm đạo hữu thế nhưng là biết rõ Tống Thư Hàng vẫn chỉ là mới vào ngũ phẩm sự thật. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại loại này công đức hoa sen điên cuồng nở rộ, một bộ cùng với huyền thánh luận đạo tranh biện pháp trạng thái là chuyện gì xảy ra? Mặt khác Tống Thư Hàng trên thân cái thanh âm này rất cổ quái. Nghe như là Tống Thư Hàng thanh âm, nhưng lắng nghe lời nói có thể phát hiện, thanh âm này căn bản không phải theo Tống Thư Hàng trong miệng phát ra, mà là theo trên người hắn trực tiếp phóng xuất ra. Chẳng lẽ là bạch tiền bối trong âm thầm trợ giúp Tống Thư Hàng? Đồng thời, tại chút bất chi bất giác, yêu mộng thánh quân, thanh loan thánh quân, đông qua thánh quân, thất tu thánh quân còn có mấy vị thần bí huyền thánh, tất cả đều hướng bá Tống huyền thánh tuyển chọn. Một trận huyền thánh luận đạo, thô bạo kéo ra mở đầu. Ở đây rất nhiều tu sĩ kích động đến nắm tay, không nghĩ tới lần này thực tiên yến đến cuối cùng, còn có lớn như vậy một cái chứng màu. Một đám huyền thánh luận đạo a. Dạng này thu hoạch chỉ sợ so với huyền thánh giảng pháp còn muốn to lớn. Huyền thánh giảng pháp thời gian, chỉ là một vị tân tấn huyền thánh đối với chính mình đạo cùng tu luyện kinh nghiệm giảng thuật. Mà trước mắt,
là mấy vị huyền thánh đạo cùng kinh nghiệm va chạm. Lần này thực tiên yến không lỗ, thậm chí có thể nói, kiếm nổ. Nếu như mỗi một lần thực tiên yến cũng giống như đang tiến hành dạng này đặc sắc, đập nồi bán sắt, bán thận cũng muốn đem thực tiên yến vé vào cửa đem tới tay, dù sao đối với tu sĩ mà nói, một cái thận mà thôi, luôn có biện pháp bổ sung trở về. Bất quá rất nhanh, nguyên bản cảm giác được kích động kích thích đạo hữu phát hiện, bản thân còn là quá ngây thơ, quá trẻ tuổi. Lần này huyền thánh giảng pháp, không có che đậy mọi người. Thế nhưng, huyền thánh nhóm giảng nội dung, mọi người hoàn toàn nghe không hiểu a. Cùng không phải là bởi vì huyền thánh nhóm giảng pháp nội dung quá mức bác đại tinh thâm nguyên nhân, mà là huyền thánh nhóm giảng pháp luận đạo thời gian, dùng ngôn ngữ là viễn cổ ngôn ngữ a. Bá Tống huyền thánh trước tiên mới bắt đầu, y, o, Tam Chu Thánh Quân suy nghĩ sâu xa một lát sau, nói. Ngay sau đó, Yêu Mộng Thánh Quân phát biểu bản thân cảm tưởng. Đã liền Tân Tấn Thánh Quân Thất Tu Thánh Quân, cũng có thể dùng tương đối chậm tốc độ, dùng viễn cổ ngôn ngữ để hoàn thành giao lưu. Đông Qua Thánh Quân đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn cùng Cật Qua Thánh Quân có rất sâu xa, viễn cổ ngôn ngữ với hắn mà nói đồng dạng giảng rất trượt. Những thứ khác mấy vị cái này huyền thánh đồng dạng không cam lòng yếu thế, mỗi một vị đều dùng huyền diệu viễn cổ ngôn ngữ tới đây giao lưu, giảng là ba hoa chích chòe. Công đức hoa sen, hư ảo phượng hoàng chi hỏa, màu đỏ thắm chân long huyễn ảnh, tiếng chuông, thư sinh đọc sách ảo giác, lá cây không ngừng sinh trường. Liên tiếp giảng pháp dị tượng nở rộ. Nguyên bản mừng rỡ kích thích người xem thoáng cái biến lệ rơi đầy mặt. Nắm giữ một môn ngoại ngữ là cỡ nào chuyện trọng yếu. Có người móc ra ghi hình thiết bị, muốn đem trước mắt một màn này cho thu đi xuống. Nhưng mà, cái kia vô số công đức hoa sen, hư ảo phượng hoàng chi hỏa cùng đủ loại giảng pháp dị tượng, đem huyền thánh giảng pháp hình ảnh đều bao phủ. Đã liền giảng pháp thanh âm, đều bị giảng pháp dị tượng che giấu. Giảng pháp dị tượng càng lúc càng lớn, thậm chí bao phủ toàn bộ bí cảnh. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão hưng phấn nhảy lên. Tuy rằng nguyên bản bí cảnh bị phá hủy, nhưng Bá Tống huyền thánh đem bí cảnh khôi phục. Không chỉ khôi phục, hơn nữa Bá Tống huyền thánh trực tiếp ở chỗ này mở một trận long trọng huyền thánh giảng pháp. Đây chính là bát phẩm cấp bậc giảng pháp. Chờ huyền thánh giảng pháp sau khi kết thúc, sẽ có đại đạo huyền âm còn sót lại. Là thuần túy huyền thánh luận đạo về sau, tại trong thiên địa lạc ấn, còn sót lại đồng cảm thanh âm. Loại này đại đạo huyền âm, ngắn có thể kéo dài mấy tháng, thời gian dài thậm chí có thể kéo dài mấy năm. Tương lai phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử, chỉ cần đến nghe một chút cái này đại đạo huyền âm, sẽ có to lớn tiền lời. Bá Tống huyền thánh, Phúc Tinh, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông đã chuẩn bị tốt thu tiền. Nhanh, đem ta chỗ đó tốt nhất thánh âm trà cho lấy ra tới đây, cho ở đây huyền thánh nhóm cho đưa lên. Lại một vị phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão kêu lên. Thánh âm trà hiệu quả cùng ngộ đạo trà cùng loại, là các đại lão giảng pháp thời gian thiết yếu đồ dùng. Bá Tống huyền thánh phóng khoáng, liền địa phương cũng không chọn, trực tiếp kéo ra tư thế trực tiếp luận đạo, nhưng phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông thân vì thực tiên yến bên chủ sự, cũng không thể liền điểm ấy cũng không có chuẩn bị. Thánh âm trà lên trước, còn có pha trà nước suối cũng muốn mau chóng tìm kiếm đến. Một lát sau, có phía Nam Trường Sinh đệ tử của Kiếm Tông, mang theo thánh âm trà chạy vội đến. Lúc này, hắn nhìn đến Tiểu Bạch Tiền Bối đối với hắn vẫy vẫy tay. Vị này đệ tử vội vàng chạy đến Bạch Tiền Bối bên cạnh. Trà cho ta, giao cho ta đến đi, Bạch Tiền Bối nói. Tiếp nhận thánh âm trà về sau, Bạch Tiền Bối theo không gian trang bị bên trong lấy ra bản thân cái kia một bộ pha trà dụng cụ, bắt đầu ngâm chế. Hắn trước cho luận đạo bên trong các vị huyền thánh đều rót một chén, bao gồm trên thực tế vẫn còn hơi say trạng thái Tống Thư Hàng. Tiếp đó, Tiểu Bạch Tiền Bối lại cho Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đều tới một ly. Người một nhà, đương nhiên muốn chiếu cố một chút. Cuối cùng, Tiểu Bạch Tiền Bối bưng lấy chén trà, một mặt thỏa mãn nhấp miệng nhỏ. Huyền thánh luận đạo thời gian, lúc nào cũng qua đặc biệt nhanh. Nghe nói đã từng có huyền thánh trên đỉnh núi luận đạo, một luận liền là mấy năm, nhưng huyền thánh các đệ tử rồi lại cảm giác chỉ qua vài tiếng đồng hồ giống nhau. Thực tiên yến hội trường thực khách đồng dạng có loại cảm giác này. Bọn hắn nghe không hiểu viễn cổ ngôn ngữ, thế nhưng chỉ là nghe huyền thánh luận đạo thời gian thanh âm, cái loại này thiên địa đồng cảm đại đạo huyền âm còn có bao phủ toàn bộ bí cảnh thiên địa dị tượng. Đối với mọi người mà nói liền là to lớn tiền lời.
Coi như là nghe không hiểu, tất cả thực khách nhưng như cũng nghe như si mê như say sưa. Chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày 11 tháng 10, thứ 6, đêm khuya. Huyền Thánh luận đạo vẫn còn tiếp tục. Bạch Tiền Bối trong tay nước trà, đã đổi một bình tiếp một bình. Trong lúc, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông cung cấp lá trà cũng đổi vài loại. Những thứ này lá trà, toàn bộ tiến nhập ở đây Huyền Thánh cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu bụng. Nâng tiểu Bạch Tiền Bối phúc, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu được lợi to lớn. Những thứ này quý giá lá trà, bình thường rất khó uống được. Mấy vị Huyền Thánh luận đạo thời gian, thỉnh thoảng còn sẽ biểu thị một chút. Huyền Thánh nhóm đưa tay, bàn tay liền phảng phất có một cái tiểu thế giới tại sinh ra, diễn dịch đủ loại đạo. Luận đạo trong quá trình, Huyền Thánh nhóm có kịch liệt cãi lộn, cũng có thật sâu cảm khái. Đặc biệt là Tam Chu Thánh Quân, trong lòng của hắn đối với Bá Tống Huyền Thánh có chút bội phục. Bá Tống Huyền Thánh, mặc dù là tân tấn Huyền Thánh, nhưng ánh mắt của hắn độc đáo, đã lâu. Bá Tống Huyền Thánh ánh mắt, không cực hạn tại bát phẩm cảnh giới, thậm chí trong lúc mơ hồ, hắn giống như nắm giữ bản thân đạo hình thức ban đầu. Đạo hình thức ban đầu, lại biến hóa xuống dưới, tấn chức kiếp tiên về sau, có thể hoàn thiện thuộc về mình đạo trường sinh chi đạo. Đây chính là nghìn năm đệ nhất thánh tư chất sao. Đây là thiên mệnh chi tư, tương lai có tư cách tranh đoạt thiên đạo. Ngoại trừ đối với Bá Tống Huyền Thánh có chút bội phục bên ngoài, càng làm cho Tam Chu Thánh Quân bội phục là ở bên cạnh pha trà, theo trình tự bình tĩnh Bạch Thánh Quân. Bạch Thánh Quân theo luận đạo bắt đầu đến bây giờ, mở miệng luận đạo nội dung không cao hơn 10 câu. Nhưng hắn mỗi một câu, đều điểm tại luận đạo trọng yếu nhất chỗ. Có đôi khi bên trên, hắn một câu, liền cởi bỏ ở đây Huyền Thánh nhóm biện luận mặt đỏ tới mang tai nan đề. Có đôi khi hắn một câu, trực tiếp đem Huyền Thánh nhóm đàm luận chủ đề dẫn dắt hướng càng sâu cấp độ. Đây quả thật là một vị tân tấn Huyền Thánh sao? Mỗi khi thấy nho nhỏ Bạch Thánh bưng chén trà mở miệng bên trong lúc, Tam Chu Thánh Quân đều có loại cảm giác Bạch Thánh không phải tại luận đạo, mà đang chỉ điểm. Nhãn giới của hắn, hắn cực hạn giống như ở vào một cái vượt xa Huyền Thánh cảnh giới. Toàn bộ hành trình, Bạch Thánh đều ở vào bao quát chúng Thánh góc độ. Loại này cao siêu tầm mắt, lại để cho Tam Chu Thánh Quân tâm phục. Cái này nghìn năm tân tấn mấy vị Huyền Thánh, đều thật lợi hại. Tam Chu Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng. Coi như là liền viễn cổ ngôn ngữ đều giảng rất cứng ngắc Thất Tu Thánh Quân, cũng có được vượt xa phổ thông Huyền Thánh ánh mắt cùng tầm mắt. Thậm chí hắn có đôi khi đưa ra quan điểm, lấy Huyền Thánh cảnh giới căn bản không thể hiểu. Tam Chu Thánh Quân cũng không biết Thất Tu Thánh Quân đã từng nắm giữ qua Cửu Tu Phượng Hoàng Đao sự tình. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao nói như thế nào cũng là thiên đạo đạo khí, đã từng nắm giữ qua chuôi này đạo khí, Thất Tu Thánh Quân tầm mắt, đương nhiên muốn vượt xa từng đã là Huyền Thánh. Thậm chí hắn một ít quan điểm, cũng sẽ bị đạo khí ảnh hưởng, đừng nói là Huyền Thánh. Liền trường sinh giả cũng không nhất định có thể giải đáp đi ra. Cửu Châu Nhất Hào quần trong vô cùng đáng tin đại tiền bối danh xưng, cũng không phải là hư danh nói chơi. Vô luận là luyện khí, luyện dược, trận pháp, chế phù, các loại cùng tu chân có quan hệ tri thức, Thất Tu Thánh Quân toàn bộ có liên quan đến. Tại Tam Chu Thánh Quân xem ra, cái này 1000 năm qua tân tấn Huyền Thánh bên trong, cũng chỉ có Đông Qua Thánh Quân nhìn qua, không có kinh người như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là đối lập Bá Tống, Bạch, Thất Tu 3 vị Huyền Thánh mà nói. Đông Qua Thánh Quân tại phòng ngự chi đạo bên trên, có đặc biệt độc đáo kiến giải. Đơn thuần phòng ngự chi đạo lời nói, hắn một ít quan điểm, ý tưởng đồng dạng sẽ làm uy tín lâu năm Huyền Thánh cảm giác được giật mình. Nếu như đơn độc đem Đông Qua Thánh Quân lôi ra tới đây, cái này đồng dạng là vị sẽ làm uy tín lâu năm Thánh Quân khiếp sợ thiên khoa thiên tài. Cảm giác thật một cái tu luyện thịnh thế muốn tới. Không chỉ Huyền Thánh liên tiếp xuất hiện, hơn nữa mỗi cái đều là quái vật cấp thiên tài. Tam Chu Thánh Quân trong lòng cảm thán nói. Nhìn xem mấy vị này tân tấn Huyền Thánh, hắn có loại bản thân già thật rồi cảm giác. Bất quá nói lên năm nay tân tấn Huyền Thánh, còn có một vị lại để cho hắn cảm giác rất cổ quái. Đó chính là từ đầu tới đuôi đều không có tham gia Huyền Thánh luận đạo Thất Sinh Phù Huyền Thánh. Tam Chu Thánh Quân còn nhớ rõ. Lúc ấy vị này Thất Sinh Phù Huyền Thánh nhân tiền hiển thánh, giảng pháp thời gian, một quyển sách trên trời dưới đất suy ngã độc tôn Phật gia giảng pháp, làm cho người ta tương đối ngoài ý muốn. Mà bây giờ trước mắt Thất Sinh Phù Huyền Thánh, toàn bộ hành trình đều cùng phổ thông thực tiên yến thực khách giống nhau, yên tĩnh nhìn xem chúng Huyền Thánh giảng pháp.
ngẫu nhiên nâng lên chén trà, mần bên trên một cái, không có chút nào lúc ấy giảng pháp khí phách. Hơn nữa, thất sinh phù huyền thánh tu vi thoạt nhìn cũng rất quái lạ, có khi giống như ngũ phẩm, có khi giống như tứ phẩm, có đôi khi giống như bát phẩm, có đôi khi lại hoàn toàn cảm ứng không ra cảnh giới của hắn. Cảm nhận được Tam Chu Thánh Quân ánh mắt quái dị về sau, thất sinh phù phủ chủ ngẩng đầu trở về lấy một cái bình thản mỉm cười. Tại thất sinh phù phủ chủ mỉm cười lúc, bộ ngực hắn có một chương phù văn khẽ nhanh sáng lên một cái. Sau đó, Tam Chu Thánh Quân tại thất sinh phù phủ chủ trên thân cảm ứng được một loại linh hoạt kỳ ảo khí tức. Đó là một loại đại triệt đại ngộ tuyệt thế cao tăng khí tức. Chúng sinh đều là không, vạn vật đều là không, hết thảy tất cả đều là không. Liền ngồi tại trước mặt thất sinh phù huyền thánh, cũng là không. Trên người hắn áo choàng màu đen, giống như hóa thành trắng noãn áo cà sa. Không dùng ngôn ngữ để kể rõ, có thể cảm ứng được một loại Phật uẩn. Vị này thất sinh phù huyền thánh, cũng rất không tầm thường a. Quả nhiên, cái này một cái nghìn năm xuất hiện huyền thánh, từng cái đều là quái vật cấp bậc. Tam Chu Thánh Quân trở về lấy cười một tiếng, tiếp tục quay đầu đi, cùng nhiều người thánh luận pháp. Thất sinh phù phủ chủ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn trên thân treo thiên hạ không người không biết quân đặc hiệu, hắn lần này tới tham gia thực tiên yến thời gian, trong nhà lão tổ sợ hắn ra ngoài ý muốn, hoặc là chăn người đánh mất mặt, vậy là hoa đại đại giới cho hắn làm cái phù văn. Cái này phù văn hiệu quả, liền là Tam Chu Thánh Quân vừa rồi thể nghiệm một thanh cảm thụ. MMP, nếu không phải nhà ta hậu trường đủ cứng, lần này thực tiên yến thật muốn ra khứu. Thất sinh phù phủ chủ thầm nghĩ trong lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thư Hàng sẽ ở thực tiên yến sau khi kết thúc còn muốn kéo huyền thánh tập thể luận pháp. Thư Hàng tiểu tử này, quá biết gây sự. Mặt khác, có thể là tiên nhưỡng uống hơi nhiều, tiên trà lại uống không ít, lại thêm giảng pháp lại rằng có 3 ngày 3 đêm, hắn có chút buồn tiểu. Đừng tưởng rằng ngũ phẩm tu sĩ cũng sẽ không có buồn tiểu. Ngũ phẩm tu sĩ không cần đi nhà cầu, là bởi vì bọn hắn có pháp thuật thủ đoạn giải quyết cái này vấn đề, cũng không phải nói bọn hắn sẽ không buồn tiểu. Rồi hãy nói, buồn tiểu loại vật này, cũng phải nhìn xem uống là cái gì. Nếu như uống là phổ thông nước, ngũ phẩm linh hoàng uống mấy tháng không mang theo ngừng, cũng không có quan hệ. Mà thất sinh phù phủ chủ sướng chính là tiên nhưỡng cộng uống 3 ngày tiên trà. Bất quá không quan hệ, dù sao phủ chủ có biện pháp giải quyết. Tu chân giả còn có thể chăn mắc tiểu loại chuyện này khó đến. Giải quyết buồn tiểu loại chuyện nhỏ nhặt này, tam phẩm tu sĩ có thể làm được. Bằng không mà nói, tu sĩ bế tử quan, động một chút lại hơn mấy tháng, lớn lên thậm chí là 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Chẳng lẽ bế quan đến một nửa, còn muốn đứng lên đi nhà vệ sinh, trở về tiếp tục bế tử quan. Bất quá nói trở lại. Cũng chính bởi vì tu sĩ đều có giải quyết buồn tiểu loại thủ đoạn này, tại thời cổ đại, làm cho người ta để lại tiên nhân đều là không cần đi nhà cầu ảo giác. Ngày 12 tháng 10 rạng sáng, huyền thánh luận pháp sốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trận này huyền thánh luận pháp kéo dài thời gian lâu như vậy thật sự là quá tuyệt vời hoàn mỹ bỏ lỡ mùng 10 tháng 10 đại chiến ước hẹn. Mặc kệ ở đây mặt khác huyền thánh tương lai có thể hay không nhớ lại mùng 10 tháng 10 huyền thánh cuộc chiến ước định, dù sao thời gian đã qua, ước định tự nhiên là hết hiệu lực. Mặt khác còn có kiện tương đối nghiêm trọng sự tình. Tống Thư Hàng có chút mắc tiểu. Dù sao lúc trước tiên nhưỡng uống hơi nhiều, lại thêm liên tiếp uống 3 ngày 3 đêm tiên trà, coi như là hắn hiện tại 3 hạt nhân ngũ phẩm tu vi, cũng có chút không chịu nổi. Càng trọng yếu chính là, giải quyết mắc tiểu thủ đoạn. Tống Thư Hàng không có học được. Bởi vì hắn chưa từng có bế trường quan, bế tử quan trải qua. Hắn cũng không có cơ hội này học loại vật này. Tống Thư Hàng rất tuyệt vọng. Bạch Thánh Quân yên lặng thu hồi ấm trà, đại biểu cho lần này huyền thánh luận đạo chính thức chấm dứt. Ở đây huyền thánh, một mặt thỏa mãn. Thu hoạch lần này, chỉ có thể dùng phong phú để hình dung. Bá Tống đạo hữu. Lần sau có cơ hội tới đây Tam Chu thần đạo ta Tam Chu ổn thỏa nâng cốc đón chào. Tam Chu Thánh Quân đứng lên, vung quạt lông cáo biệt. Thực tiên yến thu hoạch, hiện hóa pháp tắc thu hoạch, huyền thánh luận đạo thu hoạch, rất nhiều thu hoạch chồng chất cùng một chỗ. Tam Chu Thánh Quân hiện tại không thể chờ đợi được cần một trận bế quan, để tiêu hóa những thu hoạch này. Còn lại Thánh Quân, cũng đều không sai biệt lắm, bế quan,
hơn nữa nhất định là một lần đại trường quan. Mỗi vị huyền thánh lẫn nhau hai bên lưu lại phương thức liên lạc, sau đó riêng phần mình thi triển thần thông, rời đi thực tiên yến hội trường. Tống Thư Hàng trên thân, cái kia công đức ánh sáng ngăn ra. Hắn cùng cật qua thánh quân liên hệ đồng dạng ngăn ra. Tống Thư Hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc. Sau đó, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu cũng tới tấp đứng lên. Trong nhóm đạo hữu đã hẹn rồi, thực tiên yến sau khi kết thúc, tiến về trước Hoàng Sơn tiền bối tại phụ cận một chỗ tiểu động phủ, nghỉ ngơi một chút. Có vài vị đạo hữu hiện tại bức thiết cần bế cái quan, nói không chừng có thể thừa cơ đột phá cái tiểu cảnh giới. Diệt Phượng công tử, Cuồng Đao Tam Lãng đều thuộc về có đột phá tiểu cảnh giới dấu hiệu một chuyến này nhóm. Trước khi rời đi, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông vị trưởng lão kia lại nhảy đến Tống Thư Hàng bên người, giữa lẫn nhau đổi cái phương thức liên lạc. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông chuẩn bị vì Tống Thư Hàng chuẩn bị một phần đại lễ. Phần này đại lễ, hiện tại đã càng thêm càng lớn. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông cần một chút thời gian đi chuẩn bị. Hoàng Sơn tiền bối trong động phủ loại nhỏ Tống Thư Hàng tìm cơ hội giải quyết xong bản thân người có ba gấp. Có đột phá dấu hiệu mấy vị đạo hữu thì tại Hoàng Sơn tiền bối an bài xuống, tiến nhập linh lực sung túc gian phòng, tiến hành bế quan. Bất quá nơi này động phủ không lớn, bế quan thời gian, còn cần kèm theo linh thạch, bố trí trận pháp củng cố linh lực. Mặt khác mấy vị còn không có đột phá cảm giác đạo hữu ngâm cái suối nước nóng về sau, an bài tại một cái đại trong phòng khách tụ tập nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật liền là đoàn người một lần nữa gom lại cùng một chỗ, tâm sự lần này thực tiên yến thu hoạch cùng thể nghiệm. Bạch tiền bối cùng thất tu thánh quân chịu trách nhiệm chủ trì lần này hội đàm, chịu trách nhiệm giải quyết đạo hữu vấn đề cùng nghi hoặc. Chỉ có Tống Thư Hàng, tinh thần phương diện mỏi mệt tới cực điểm, trong phòng tìm cái vị trí, một lát sau liền ngủ mất cùng cật qua thánh quân trong thời gian bảo trì liên tuyến, Tống Thư Hàng tinh thần lực một mực ở tiêu hao, thậm chí có điểm bội chi. May mà một mực có các loại tiên trà bổ sung, mới có thể để cho hắn kiên trì đến cuối cùng. Trong nhóm đạo hữu bắt đầu giao lưu về sau, Tô Thị A Thất ngồi ở Tống Thư Hàng bên cạnh. Hắn ban đầu muốn cùng Tống Thư Hàng tâm sự A Thập Lục sự tình, kết quả hắn vừa mới ngồi xuống, Tống Thư Hàng ôm chăn một cuốn, ngủ mất. Tô Thị A Thất, Thư Hàng tiểu hữu hẳn là quá mệt mỏi, lần này huyền thánh giảng pháp lúc, hắn hẳn là mời một vị ngoại viện. Tiểu Bạch tiền bối lại móc ra bản thân cái kia một phần đồ uống trà, bắt đầu pha trà. Lần này ngâm nước chỉ là phổ thông linh mạch bích trà. Thư Hàng từ chỗ nào mời ngoại viện, thất tu thánh quân có chút nghi hoặc. Thư Hàng giảng pháp thời gian, cái loại này kiến giải, tầm mắt, luận điểm, đều có loại cao thâm mạt chắc hương vị, mơ hồ chạm đến trường sinh chi đạo. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cật qua thánh quân. Có lẽ mọi người đối với vị này thánh quân không phải quá quen thuộc, bất quá mọi người đều tiếp xúc qua hắn. Bạch tiền bối nói. Một ít mù mịt chân tướng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu một mặt nghi hoặc. Tiểu Bạch tiền bối ha ha cười một tiếng, bởi vì mọi người đều nếm qua hắn. Kinh thánh tiệc, mấy vị Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu trong nháy mắt lý giải. Đột nhiên cảm giác có chút là lạ, thất tu thánh quân cười khổ nói. Thần bí kiếm thánh yếu ớt thở dài, thực hâm mộ Thư Hàng tiểu hữu. Lúc này đây thực tiên yến bên trên, muốn nói chói mắt nhất mấy vị đạo hữu, khẳng định có bá tống phần. Vô luận là ngay từ đầu xuất hiện, còn là chữa trị bí cảnh, còn là về sau huyền thánh luận đạo. Thần bí kiếm sĩ thật hâm mộ. Lúc này, ôm chăn lăn lộn Tống Thư Hàng đột nhiên bắt đầu giảng nói mớ, đã xong, đã xong. Lại trốn học, bỏ lỡ bao nhiêu tiết học, thần bí kiếm thánh, nghiêm túc học tập là một cái thói quen tốt. Hằng Hỏa chân quân mỉm cười nói, hắn liền thưởng thức Tống Thư Hàng tiểu hữu loại này yêu thích học tập người trẻ tuổi. Tô Thị A Thất mở miệng nói. Đã như vậy lời nói, ta đưa Tống Thư Hàng tiểu hữu đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoàng Sơn chân quân, ta đây mang đoạn đường. Phiền toái Hoàng Sơn tiền bối. Tô Thị A Thập Lục nói. Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười. Sau đó, hắn cùng Tô Thị A Thất mang theo Tống Thư Hàng rời khỏi phòng. Tống Thư Hàng chăn mang đi, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu thảo luận. Có Bạch tiền bối cùng thất tu tiền bối chủ trì hội thảo. Mọi người thỏa thích đem ý nghĩ của mình cùng lý giải giảng thuật đi ra. Oanh đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Thanh âm gì, hình như là theo A Thất cùng Hoàng Sơn tiền bối phương hướng ly khai truyền đến.
có mùi máu tươi, Tiểu Bạch Tiền Bối nhíu mày, hắn đứng lên hướng bạo tạc vang lên chỗ lao đi. Bạch Tiền Bối phù hộ, Tống lần này như bức nổ thư hàng theo trong hôn mê tỉnh lại. Tiếp đó, hắn phát hiện mình đang đứng ở một cái rất khốc cảnh tượng bên trong. Đây là một cái thuần trắng thế giới, tại hắn đỉnh đầu chỗ có tấm bàn đại kim tệ, không ngừng xoay tròn lấy, xoay tròn lấy. Kim tệ thì cứ như vậy lơ lửng lên đỉnh đầu, từng vòng xoay tròn, không nhanh không chậm. Mỗi một lần xoay tròn thời gian cùng trước đó lần thứ nhất hoàn toàn giống nhau, vững vàng xoay tròn tiết tấu càng làm cho lòng người bên trong đặc biệt an tâm. Thoạt nhìn có loại khoa học viễn tưởng mỹ cảm. Nơi đây là địa phương nào? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, một mặt nghi ngờ nói. Hắn nhớ kỹ bản thân có lẽ tại Hoàng Sơn Tiền Bối trong động phủ nghỉ ngơi đi, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ là hắn ngủ rồi về sau, Hoàng Sơn Tiền Bối lại đem hắn đem đến cái này đặc thù trong phòng nghỉ ngơi? Hay hoặc là, ta bây giờ là đang nằm mơ, Tống Thư Hàng nói thầm. Sau đó, chắc là 3 giây đi qua. Ngọa nhật, Tống Thư Hàng đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn cuối cùng từ vừa tỉnh ngủ trạng thái tỉnh táo lại. Tống Thư Hàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào không trung kim tệ. Cái này đặc biệt mã chính là phục sinh kim tệ. Là hắn theo cái gì hàng hóa đều có tiên tử chỗ đó mua đến phục sinh kim tệ, một bộ 12 tấm, mỗi lần sử dụng phục sinh sau khi thành công, cách 10 ngày lại có thể sử dụng một lần. Càng trọng yếu chính là hắn giá cả giàu nhân ái, mua nhiều còn có giảm giá. Thật sự là phục sinh pháp khí giới lương tâm tác phẩm. Thế nhưng, cái đồ chơi này tại sao sẽ khởi động? Ta Tống Thư Hàng lại chết sao? Tống Thư Hàng quả thực không dám tin. Mặc dù nói, phục sinh pháp khí mua đến, chính là vì dự phòng tử vong loại chuyện này. Nhưng hắn cái này không hiểu thấu chết, cũng thật là quỷ dị đi. Ta làm cái gì, ta là chết như thế nào, ta tại sao sẽ chết mất, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là bản thân hoàn toàn đều không biết mình là chết như thế nào a. Ta chỉ là ngủ một giấc, chẳng lẽ nói ta là ngủ chết đi qua. Không chung, cái kia tấm bàn đại kim tệ xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Một vòng lại vòng. Cuối cùng nhanh đến chỉ có thể nhìn đến một đoàn kim sắc tàn ảnh. Đây là phục sinh pháp khí kích hoạt, tiến nhập cuối cùng phân đoạn. Tống Thư Hàng nhớ tới cái gì hàng hóa đều có tiên tử đối với phục sinh kim tệ giới thiệu. Phục sinh kim tệ cùng khác phục sinh pháp khí có chút khác nhau, hắn mang theo điểm đánh bạc vận khí thành phần. Chính diện lời nói, đem tại 10 tháng phía sau thành công phục sinh. Phản diện lời nói, thì cần 10 năm thời gian năng lực hoàn thành phục sinh. Mà nếu như vận khí nghịch thiên, kim tệ đứng lên lời nói, cái kia đem tại trong 10 hoàn thành quá trình sống lại. Lục phẩm phía dưới có thể dùng, mỗi lần sử dụng về sau, khoảng cách 10 ngày lại có thể lần nữa sử dụng. Vì vậy kế tiếp, muốn ném tiền xu sao? Bạch Tiền Bối phù hộ a. Tống Thư Hàng dùng sức phất tay. Phịch, kim tệ như là đạn pháo giống nhau cao cao bắn lên, lại xoay tròn lấy hướng phía dưới rơi đi. Cho ta đứng lên, Tống Thư Hàng kêu lên. Hắn đối với Bạch Tiền Bối có lòng tin. Đinh bàn đại kim tệ rơi xuống đất, hắn tại trong hư không không ngừng lăn lộn, xoay tròn lấy. Cuối cùng, hắn vững vàng rơi xuống mặt đất. Không có đứng lên. Sự thật chứng minh, lâm thời nước tới chân mới nhảy loại chuyện này là hoàn toàn không có tác dụng đâu. Muốn cọ đến Bạch Tiền Bối vận khí, ít nhất cũng phải đem Bạch Tiền Bối ảnh chụp thiết lập là màn hình khóa, mỗi ngày đốt nén hương cái gì mới có cơ hội. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương nhét, cái kia đến chính diện, không có đứng lên ít nhất cũng cho ta một cái chính diện. 10 tháng còn có thể tiếp nhận, 10 năm lời nói liền thật muốn xong đời. Nếu như hắn 10 năm không hiện ra, nhân sinh của hắn liền đem triệt để lộn xộn. Kỳ thật 10 tháng cũng rất phiền toái, hắn cũng không biết muốn tìm cái gì lấy cớ đi cùng ba mẹ giải thích. Kim tệ trên mặt đất lại lật lăn một chút, cuối cùng. Phản diện hướng bên trên. 10 năm phục sinh thời gian. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng cảm giác nhân sinh của mình biến cùng cái này thuần trắng thế giới giống nhau, một mảnh trắng bệch. Phục sinh bắt đầu 10 năm, không được, tuyệt đối không được. Ta còn có 11 mai kim tệ, chúng ta lại đến một lần. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Tiếc nuối chính là, phục sinh kim tệ một lần một mai, cũng không thể lặp đi lặp lại sử dụng. Phục sinh kim tệ hào quang bao phủ Tống Thư Hàng thân thể. Phục sinh lực lượng mang theo hắn tiến nhập trùng sinh phân đoạn. Đồng thời, hắn nhớ lại bản thân ngủm phía trước cuối cùng một bộ phận trí nhớ. Trong trí nhớ, hắn
Hắn bởi vì rất mệt mỏi nguyên nhân, vừa đến phòng nghỉ về sau, trực tiếp ngã xuống đất đi nằm ngủ. Nhưng ở chìm vào giấc ngủ lúc, trong đầu hắn có rất nhiều tin tức nổi lên. Đó là rất nhiều khổng lồ, lộn xộn tin tức. Có thực tiên yến thu hoạch, có huyền thánh luận đạo thu hoạch, dù sao hắn thay thế cật qua thánh quân tham gia luận đạo, trực tiếp nhất hưởng thụ đến huyền thánh luận đạo diệu dụng, còn có cái kia 88.888 cái thanh âm tại trong đầu hắn lẩm bẩm, bổ sung tin tức cùng tri thức, đồng thời còn có lúc trước tiếp xúc đến công đức thế giới Internet thời gian tiếp xúc đến cảm ngộ. Mặt khác, theo Diệp Tư vậy cũng có rất nhiều kỳ quái tin tức truyền tới, Diệp Tư bây giờ còn tại tiếp nhận Trình Lâm truyền thừa. Bởi vì linh quỷ cùng chủ nhân tâm linh tương thông năng lực, Diệp Tư cái kia ngẫu nhiên biết truyền tới một ít lộn xộn tin tức. Còn có theo hắn đệ tam hạch tâm bảy màu yêu đan bên trên, cũng có một ít tin tức truyền tới. Là cái kia thiên phú giả bất hủ hóa trạng thái mang đến một ít tin tức. Cái này trạng thái thiên phú bản thân liền là siêu cấp to lớn số liệu bao. Trừ điều đó ra, theo hạch tâm thế giới, ngộ đạo thạch, bản mệnh pháp khí bên trên, thánh ấn, ma ấn bên trong, đều có một ít tin tức xâm nhập Tống Thư Hàng trong đầu. Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc của mình giống như bột nhão giống nhau, loạn thành một bầy. Trong lúc ngủ say hắn, ý đồ đem những thứ này đủ loại tin tức cho thống hợp lại, phân loại. Chỉ có xử lý tốt nhiều như vậy tin tức, hắn có thể thật tốt ngủ một giấc, bình phục tinh thần. Hắn bắt đầu cố gắng thu xếp trong đầu to lớn tin tức mức độ. Lại nói tiếp, hắn đốn ngộ. Tại nhiều như vậy tin tức trùng kích xuống, tâm hắn có nhận thấy, nước chảy thành sông tiến nhập đến đốn ngộ trạng thái. Tiến nhập đốn ngộ trạng thái về sau, hắn đâu vào đấy giải quyết các loại tin tức. Đồng thời, hắn bắt đầu điều chỉnh bản thân chủ công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bởi vì hắn phát hiện, cũ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đã không thích hợp hắn. Cũ công pháp, ngũ phẩm cấp bậc quá trình tu luyện, là dựa theo đơn hạt nhân kim đan phương pháp, tiến hành tu luyện, tấn cấp. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại trong cơ thể có 3 hạt nhân tồn tại. Thậm chí, tương lai hắn còn có thể dài ra càng nhiều hạt nhân tới đây tu sĩ ngoại trừ bản mệnh đan điền bên ngoài, còn có long vĩ, long trảo, long khu, long trường, long cảnh, long thủ, long giác 7 cái đan điền. Nếu hắn còn sót lại 5 cái đan điền, cũng có thể dài ra tương ứng kim đan hoặc yêu đan các loại hạch tâm, cái kia lại dựa theo cũ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tới đây tu luyện lời nói, hoàn toàn mang bất động, cũng triển khai không ra hắn nhiều hạt nhân động lực. Hắn hiện tại thuộc về thân thể phần cứng lên rồi, phần mềm hệ thống còn không có thăng cấp. Đốn ngộ trạng thái hiệu quả quả thực lô cốt. Mượn trong đầu cái kia vô cùng to lớn số liệu tin tức, Tống Thư Hàng thành công đem bản thân tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cho điều chỉnh sửa chữa hoàn thành. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nhiều hạt nhân kim đan bản, cái này thăng cấp công pháp, trực tiếp lấy thu hoạch lớn 8 hạt nhân nội đan là trung cực trạng thái sáng lập. Công pháp điều chỉnh sau khi hoàn thành, đương nhiên là muốn thử một lần nha. Coi như là đang ngủ trạng thái, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tống Thư Hàng vận hành mới công pháp. Mới công pháp hiệu quả đặc biệt tán. Tống Thư Hàng vận chuyển một tuần sau, trong cơ thể 3 hạt nhân uy lực được hoàn mỹ vận chuyển lại. Công pháp thuận lợi vận hành một lần phía sau. Tống Thư Hàng mơ hồ trong đó, đã nghe được một hồi cường điệu hóa tiếng nổ mạnh. Thời gian tuyến rốt cuộc vuốt thuận. Lại tiếp đó, có thể đón hắn phục sinh kim tệ bắt đầu dùng. Tống Thư Hàng, chẳng lẽ, hắn thì cứ như vậy chết. Lúc này, Hoàng Sơn tiền bối trong động phủ. Tiểu Bạch tiền bối lướt đi về sau, Thất Thu Thánh Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Cổ Hồ Quan Chân Quân cái này một đống sức mạnh so sánh mạnh thành viên, cũng theo sát tại Bạch tiền bối sau lưng, hướng Hoàng Sơn, A Thất vị trí lao đi. Tô Thị A Thập Lục trong lòng có loại cảm giác bất an, nàng đồng dạng đứng lên, trực tiếp tế ra bản mệnh bảo đao, tầng trời thấp phi hành, theo sát tại các vị tiền bối sau lưng. Trước mặt mọi người người đi đến lúc, thấy Hoàng Sơn tiền bối cùng Tô Thị A Thất hai người cả người là máu bộ dáng. Hoàng Sơn cùng A Thất đang cau mày. Tiểu Bạch tiền bối ngồi xổm trên mặt đất, duỗi ra ngón tay câu dẫn ra trên mặt đất tiên huyết, tại kiểm tra đo lường huyết dịch. Dưới đất còn có Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí không gian, một tấc thu nhỏ túi, nghiền nát túi tiền, nghiền nát nhuốm máu quần áo. Mà Tống Thư Hàng rồi lại biến mất không thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Bắc Hà Tán Nhân trừng to mắt. Nơi này chính là Hoàng Sơn tiền bối động phủ, ai ăn tim gấu gan báo, ở chỗ này gây sự. Thư Hàng nổ,
Tô Thị A thất trầm giọng nói. Bắc Hà tán nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thị A thập lục cũng chạy tới, lên tiếng hỏi. Thất tu thánh quân, A thất nói, Thư Hằng nổ. Thư Hằng cũng không phải búp bê bơm hơi, làm sao nổ? Giao Phách chân quân nghi ngờ nói. Ta vừa rồi khiêng tống Thư Hằng đến, đang chuẩn bị an bài cái gian phòng cho hắn nghỉ ngơi. Nhưng vừa tới cửa ra vào, tống Thư Hằng đột nhiên liền nổ tung. Tung tóe ta cùng Hoàng Sơn tiền bối một thân máu. Tô Thị A thất còn một mặt mộng bức. Cái kia Thư Hằng tiểu hữu hiện tại đây. Bắc Hà tán nhân lên tiếng hỏi. Coi như là nổ, ít nhất cũng phải chừa chút di thể đi. Nhưng hiện tại, hiện trường có thể nhìn thấy chỉ có trên đất máu, gì khác đều không có. Thư Hằng người đi nơi nào? Thư Hằng sinh mệnh khí tức còn đang ở. Bạch tiền bối ngón tay đặt tại mặt đất trong máu, lên tiếng nói, trên người hắn có lẽ còn có phục sinh pháp khí, hiện tại hẳn là tiến nhập phục sinh trạng thái đi. Thư Hằng lại sống lại. Kỳ quái, ta tại sao phải nói lại chứ? Hoàng Sơn tiền bối nghi ngờ nói. Tống tiền bối phục sinh cần bao lâu thời gian? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Cái này phải xem hắn phục sinh chính là cái gì pháp khí. Bạch tiền bối đứng dậy, tại Thư Hằng phục sinh phía trước, ta trước tiếp tục phái thụ yêu ngụy trang thành hình dạng của hắn, tiếp tục thay thế hắn sinh hoạt đi. Tống Thư Hằng phục sinh tiến nhập cuối cùng phân đoạn. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Bây giờ không phải là phiền não ta chết như thế nào lúc, kế tiếp ta muốn đi vào thời hạn 10 năm phục sinh thời gian, 10 năm. Tống Thư Hằng trong lòng lo lắng. 10 năm tuyệt đối không được, nhất định phải đem thời gian này đè lui xuống dưới. Thời gian. Đúng rồi, thời gian thành. Tống Thư Hằng trong lòng sáng ngời. Hạch tâm thế giới còn có thể hay không sử dụng. Đem ta chuyển rời đến thời gian thành bên trong đi, tại đó áp xúc ta phục sinh thời gian. Thời gian thành thượng thành, thời gian tốc độ chảy so với ngoại giới phải nhanh. Ở bên trong ngây ngốc một năm, ngoại giới mới đi qua một tháng. Bởi như vậy lời nói, 10 năm phục sinh thời gian trôi qua về sau, ngoại giới vừa vặn đi qua 10 tháng. Tống Thư Hằng như vậy suy tư về lúc, hắn liền cảm giác thân thể của mình được chuyển rời đến thời gian thành tầng trên bên trong. Lúc này đây, hạch tâm thế giới cuối cùng không có mất nét, hắn thành công đem Tống Thư Hằng chuyển. Cẩn thận ngẫm lại lời nói, thời gian thành cùng phục sinh kim tệ, quả thực là tuyệt phối. Đã có thời gian thành, mụ mụ rút cuộc không cần lo lắng cho ta một phát phục sinh muốn 10 năm. Thế nhưng, hạch tâm thế giới tối đa cũng chỉ có thể nhanh hơn gấp 12 lần thời gian lưu tốc. Tính đi xuống vẫn phải là muốn 10 tháng. 10 tháng, còn là quá dài dằng dặc, Tống Thư Hằng trong lòng nói. Hơn nữa, thời gian thành một lần đi vào, chỉ có thể sử dụng ngoại giới 30 ngày thời gian. Nói cách khác cách mỗi một tháng, hắn còn muốn một lần nữa chuyển đi ra ngoài, lại chuyển đi vào, thao tác rất rườm rà. Có biện pháp nào không, lại để cho thời gian này lại rút ngắn một ít thời gian. Lần trước, hắn tại cửu u thế giới độ ma kiếp lúc, bạch tiền bối giống như đối với thời gian thành đã làm trình độ nhất định điều chỉnh. Lại để cho lúc ấy đang tại bên trong chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lục tu tiên tử, chế tạo pháp khí tốc độ tăng lên nhiều cái cấp bậc. Có lẽ bạch tiền bối có biện pháp điều chỉnh thời gian thành thời gian lưu tốc. Thế nhưng, hiện tại bạch tiền bối đang chuẩn bị hố béo cầu, liên lạc không được a. Đã xong, muốn hôn mê. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Khủng khiếp, muốn hoàn. Hạch tâm thế giới, nhớ kỹ mỗi lần ta được thời gian thành ném ra tới đây về sau, liền đem ta một lần nữa chuyển thuận tiện thời gian thành tầng trên. Chúng ta, 10 tháng phía sau gặp. Tống Thư Hằng cho hạch tâm thế giới hạ chỉ lệnh. Cuối cùng, ý thức của hắn thời gian dần trôi qua hắc ám. Này tín hiệu không tốt lắm a, số hiệu bá tống có ở đấy không? Chủ nhân tìm ngươi có chút việc, thiên kiếp đạn đạo cùng các loại thiên kiếp vũ khí đã bố trí thỏa đáng, nhưng chủ nhân cảm giác uy lực còn thiếu chút nữa. Số hiệu bá tống ngươi tới cung cấp một ít thánh quang cùng công đức ánh sáng, tăng cường hạ xuống bẫy uy lực a. Lúc này, một cái thận long thông qua tà liên thế giới thông đạo, tiến nhập Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới. Đúng là lúc trước thực tiền yến bên trên được bạch tiền bối bắt đi thận long tộc trưởng. Nhanh như vậy cũng đã tiếp nhận bản thân thân phận mới, đã thành bạch tiền bối sủng vật. Thận long tộc trưởng tiến nhập hạch tâm thế giới về sau, cảm ứng một chút. Một lát sau, năm thảo, số hiệu bá tống cúp, ta chủ, người ở không tại, số hiệu bá tống chết rồi. Thận Long tộc trưởng nhanh chóng liên hệ Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối,
lại treo, Tống Thư Hàng đây là làm cái gì máy bay a, chết đến nghiện. Bạch Tiền Bối hình chiếu thân thể theo Tà Liên thế giới bên trong đi ra, tiến nhập hạch tâm thế giới. Còn là treo, tại phục sinh trong quá trình, Bạch Tiền Bối quan sát một chút thời gian thành, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thời gian thành, thấy được tầng trên bên trong một mai kim tệ. Kim tệ bên trên, hình chiếu lấy Tống Thư Hàng thân hình. Loại này phục sinh thủ pháp ngược lại là thú vị, dính đến số mệnh, tiếp đó phục sinh thời gian là 10 năm. Bạch Tiền Bối nhíu mày. 10 năm, cho dù có thời gian thành rút ngắn thời gian, còn phải 10 tháng. 10 tháng còn chơi cái giám a. 10 tháng, béo cầu đã sớm rớt xuống bẫy dập của hắn bên trong, hắn căn bản không có biện pháp theo Tống Thư Hàng trên thân nhận đến thánh quang cùng công đức lực lượng. Đã như vậy, vậy sửa chữa một chút đi. Bạch Tiền Bối đưa tay lăng không ấn xuống, hắn bắt đầu trực tiếp sửa thời gian thành thời gian quy tắc. Gia tăng cái công năng, mệnh danh là thời gian siêu gia tốc hình thức, tiêu hao sẽ lớn chút. Bạch Tiền Bối nói, thời gian thành pháp tắc được không ngừng sửa chữa, thay đổi. Hoạt tuyển vị trí. Sở các chủ mở to mắt, nhìn về phía thời gian thành vị trí. Lại là vị kia tới rồi sao? Sở các chủ khe khẽ thở dài. Đó là thế giới đại ác nhất, lớn nhất kinh khủng, là hủy diệt vạn vật khí tức. Loại này để nàng đều run rẩy khí tức, vô luận bao nhiêu lần, nàng đều không thể thích ứng. Nói thật, nàng thật sự lên không thông, Tống Thư Hàng như thế nào cùng đáng sợ như vậy tồn tại trở thành bằng hữu. Lấy nàng hiện tại trường sinh cảnh tu vi, cách xa như vậy, cũng còn cảm giác được áp lực cực lớn. Tống Thư Hàng tiểu gia hỏa kia, rút cuộc là làm sao thích ứng đáng sợ như vậy khí tức áp lực. Càng trọng yếu chính là, vị này đáng sợ tồn tại, đối với Tống Thư Hàng chiếu cố có thừa. Tựa như hiện tại, Tống Thư Hàng vừa tiến vào phục sinh trạng thái, vị này liền lập tức tới ngay, ra tay trợ giúp Tống Thư Hàng rút ngắn phục sinh thời gian. Oanh long long thời gian thành bên trên phát ra như sấm tiếng vang, đây là thời gian thành siêu đảm nhiệm động tác thanh âm. Loại này thời gian siêu gia tốc hình thức làm cho tiêu hao năng lượng đặc biệt đáng sợ. Thời gian thành vận hành, cũng là cần tiêu hao năng lượng. Thời gian thành năng lượng, cũng không phải là lăng không sinh ra. Chắc là 10 giây. Thời gian tầng phía trên. Tống Thư Hàng mở to mắt, thân thể của hắn một lần nữa cấu thành, phục sinh. 10 năm thời gian trôi qua, Tống Thư Hàng đứng lên, hoạt động thân thể thể. Phục sinh trong quá trình, hắn toàn bộ hành trình không có bất kỳ ý thức. Dạng này cũng tốt, ít nhất phục sinh trong quá trình ý thức của ta không cần bị 10 năm thời gian dài dòng buồn chán tra tấn. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tuy rằng hắn đã trải qua mấy trăm năm hành sinh, còn có so với hành còn sống muốn đáng sợ thiên đạo vật thí nghiệm nhân sinh, chính là 10 năm, hắn hoàn toàn có thể chịu nổi được. Nhưng hắn cũng không phải run em mờ, loại kinh nghiệm này có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Phục sinh sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng tiện tay một chiêu, theo hạch tâm thế giới triệu hoán một bộ quần áo, mặc vào. Từ khi đã có hạch tâm thế giới về sau, đem hắn rất nhiều tư nhân đồ dùng đều chuyển tiến đến. Bằng không mà nói, hắn hiện tại liền bộ y phục đều không có, đi ra ngoài phải dùng đao ý khôi giáp hoặc hắc thiết khôi giáp thay thế y phục. Ngoại giới. Có lẽ đã qua một năm đi, cũng không biết một năm nay chuyện gì xảy ra, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối vẫn mạnh khỏe sao. Cũng không biết Bạch tiền bối trưởng thành không có, hắn có không có an bài thụ yêu thay thế ta đi học. A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử các nàng có hay không có tấn cấp. Ngư Kiều Kiều không biết theo Long Vương Điện bên trong ra có tới không, lúc trước còn nói muốn giúp nàng tìm ra Long Vương Điện bí mật, hiện tại một năm thời gian trôi qua, cũng không biết chính nàng tìm được manh mối hay không. Còn có công tử Hải, không biết hắn tấn chức ngũ phẩm không có. Nếu có cơ hội gặp lại hắn mà nói, hiện tại ba hạt nhân ta đây, có lẽ có thể treo lên đánh hắn đi. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Nói lên ba hạt nhân. Năm Thảo, ta nhớ ra rồi. Phục sinh lúc trước, ta cũng là bởi vì sửa đổi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, tiếp đó vận chuyển một vòng liền nổ tung đi. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, tiến nhập nội thị trạng thái. Tại hắn bản mệnh đan điền bên trong, phi kình kim đan còn đang ở chậm gì gì du động lấy. Trong đan điền thứ hai, tiểu kim đan lên xuống lơ lửng, ở trên như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành tại khẽ tỏa sáng. Trong đan điền thứ ba, bảy màu yêu đan thì lộ ra hoạt động mạnh rất nhiều, trong đan điền không ngừng du tẩu.
Ở trên cái kia là thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm đồ án phảng phất là đang sống, đang không ngừng lưu động, có loại bức tranh tại động ảo giác. Sau đó là trong đan điền thứ tư, một mai kim sắc tinh toản rất thục nữ lơ lửng, vẫn không nhúc nhích. Ừ, trước mắt xem ra, ba hạt nhân cũng không có vấn đề gì. Không, không đúng. Trong đan điền thứ tư đây là cái gì đồ chơi? Đây không phải công đức xà mỹ nhân uống xong tử mẫu hà nước suối về sau, chỉnh ra tới đây hoàng toàn cầu sao? Thứ này làm sao chạy đến ta trong đan điền thứ tư đi? Tống Thư Hàng trừng to mắt. Viên này hoàng toàn cầu cùng tiểu kim đan, bảy màu yêu đan khác nhau, hắn không có trải qua bản mệnh kình đan mang thai phân đoạn. Khả năng bởi vì bản thân nó liền là công đức xà mỹ nhân sản xuất ra, tương đối đặc thù. Nói cách khác, ta bây giờ là bốn hạt nhân sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Hắn rất muốn vận hành một chút sửa chữa phía sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nhiều hạch tâm kim đan bản. Bất quá ngẫm lại còn là tính. Cái này bản mới bản đặc biệt mã có bệnh, lúc trước hắn một phát vận hành liền nổ tung. Tại không có giải quyết vấn đề này phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không vận hành bộ công pháp này. Phục sinh kim tệ tuy rằng còn có 11 tấm. Nhưng là không phải như vậy lãng phí. Quay đầu lại mời Bạch Tiền Bối xuất mã, lại thay hắn bổ sung hoàn thiện một chút tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, một lần nữa tu luyện. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng chuyển ra thời gian thành trở lại bản thân hạch tâm thế giới. Xem trước một chút một năm trong thời gian, đệ tử của mình tu luyện tình huống như thế nào đi. Làm Tống Thư Hàng theo thời gian thành bên trong đi ra thời gian, liền thấy Bạch Tiền Bối bắt chéo hai chân. Hai tay vắt chéo ngồi ở thận long trên thân. Thận long biến to lớn, lượn vòng bày ra cái ghế hình thái. A, rốt cuộc cam lòng ra ngoài rồi, Bạch Tiền Bối nói. Ồ, Bạch Tiền Bối ngài làm sao tới? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Ừ, ban đầu chuẩn bị tìm ngươi tồn trữ một ít công đức ánh sáng cùng thánh quang, kết quả thoáng qua một cái tới đây, ngươi cũng đã cúp. Ngươi đây là yêu mến tử vong cảm giác, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng chết quá nhiều lần, Bạch Tiền Bối cảm giác chỉ là phục sinh pháp khí cũng đã gần muốn không thỏa mãn được Tống Thư Hàng nhu cầu. Chỉ sợ cũng chỉ có béo cầu trong tay cái kia khối bất hủ cốt năng lực thỏa mãn Tống Thư Hàng không ngừng tự tìm cái chết sở thích. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, làm sao có thể sẽ yêu mến tử vong a? Ta đây là ra ngoài ý muốn, tu luyện công pháp xảy ra chuyện không may. Công pháp xuất sai lầm, công pháp của ngươi không phải tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công đi. Rất bình thường công pháp đi. Bạch Tiền Bối tò mò đánh giá Tống Thư Hàng. Lấy nhãn lực của hắn, liếc thấy ra Tống Thư Hàng trong cơ thể biến hóa, người đem công pháp sửa đổi. Ừ, tiếp đó tu luyện phía sau công pháp vận chuyển một vòng, ta liền nổ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Bạch Tiền Bối, người mỗi lần lúc nào cũng có thể chết như vậy tươi mát thoát tục, thật sự là không dễ dàng a. Ta lần này phục sinh dùng 10 tháng. Bạch Tiền Bối ngươi còn cần công đức lực lượng cùng thánh quang sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ha ha ha, Bạch Tiền Bối chỉ bản thân, ta thế nhưng là cửu u chúa tể a, ta đều đã tới, ngươi phục sinh còn cần dùng 10 tháng. Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu. Mỗi khi Bạch Tiền Bối đắc ý nói, ta thế nhưng là cửu u chúa tể thời gian. Tống Thư Hàng trong lòng thoáng cái liền an tâm. Cái kia Bạch Tiền Bối, ta lần này phục sinh dùng bao nhiêu thời gian? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối, 10 giây. Nếu không phải sợ hủy ngươi thời gian thành, ta có thể đem thời gian này áp xúc đến 5 giây trong vòng. Nếu như tại cửu u thế giới lời nói, ta có thể trực tiếp để cho ngươi lẻ giây phục sinh. Tống Thư Hàng theo bản năng xoay đầu lại nhìn về phía bản thân thời gian thành. Thời gian thành còn là cái kia thời gian thành, bề ngoài nhìn qua không có nhiều biến hóa. Liền là nhìn qua có chút yếu ớt. Kỳ quái. Thời gian thành cũng sẽ yếu ớt sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Loại cảm giác này rất phi diệu, giống như là ngươi thấy được một tảng đá, đột nhiên cảm giác hắn rất mệt mỏi. Bởi vì vừa rồi hắn siêu đảm nhiệm vận hành, năng lượng tiêu hao quá lớn. Quay đầu lại ngươi cho hắn bổ sung điểm năng lượng liền tốt. Bình thường dùng linh thạch có thể duy trì tiêu hao, nếu như ngươi có thể tìm tới khác cỡ lớn năng lượng hạch tâm, cũng có thể thay thế linh thạch. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, nguyên lai thời gian thành còn cần tiêu hao linh thạch, ta còn cho rằng nó là đặc thù loại hình thời gian bí cảnh các loại tồn tại. Người nghĩ thì hay lắm, người ở nhận đến hắn lúc trước, một mực có người thay hắn bổ sung linh lực tiêu hao. Kế tiếp muốn sử dụng thời gian thành lời nói,
liền cần chính ngươi thay hắn bổ sung linh lực. Bạch tiền bối nói, đừng nhiều lời nữa, thời gian của ta cũng quý giá. Lần này đến, chủ yếu là muốn tìm ngươi mượn điểm thánh quang cùng công đức lực lượng. Hiện tại vừa vặn, coi như là rút ngắn ngươi phục sinh thời gian thù lao. Không có vấn đề, bất quá thánh quang cùng công đức lực lượng muốn mượn thế nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta đương nhiên đến có chuẩn bị, ta đây có chuyên môn dự trữ thánh quang dùng bồn cầu. Về phần công đức ánh sáng, ta phải mang ngươi vị kia hiện hóa công đức ánh sáng đi một chuyến. Bạch tiền bối nói. Dứt lời, bạch tiền bối còn lấy ra một cái cùng loại thùng hình dáng đồ vật. Tống Thư Hàng, ta muốn không phải phổ thông thánh quang, muốn cái kia mở to mắt con ngươi tinh cầu thánh quang. Ngươi kích hoạt nghịch kình vũ sĩ quyền sáo đem linh lực chuyển hóa làm cái loại này âm lãnh thánh quang. Cũng chỉ có cái này đẳng cấp thánh quang đối với béo cầu mới có điểm hiệu quả. Bạch tiền bối nói, cái loại này âm lãnh thánh quang có thể thoáng xúc phạm tới béo cầu một chút. Càng trọng yếu chính là, có thể buồn nôn đến béo cầu. Về phần công đức ánh sáng, bạch tiền bối cũng không biết muốn làm sao mang nó đi nhóm. Công đức ánh sáng cùng bình thường linh lực năng lượng là hai loại khác nhau tính chất. May mà hắn đối với công đức lực lượng ngã không giống đối với thánh quang như vậy chán ghét, vì vậy bạch tiền bối muốn mang bên trên công đức xả mỹ nhân đi bố trí cạm bẫy. Tống Thư Hàng tế ra nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bản mệnh pháp khí chính là điểm này tốt, thuộc về gắn liền loại hình pháp khí, không cần lo lắng rơi xuống vấn đề. Hắn lấy bạch tiền bối chỉ thị, đưa tay đặt tại thùng lớn cái nắp bên trên. Tiếp đó chỉ cần đem hắn linh lực chuyển hóa làm thánh quang liền sẽ tự động bị hấp thu đến cái này đầu trong thùng đi. Thuận tiện mau lẹ, thao tác thuận tiện. Liền là cái này đầu thùng dung lượng hơi bị lớn, Tống Thư Hàng tính ra lấy, coi như mình hiện tại có 4 hạt nhân, cũng rót không vừa lòng cái này đầu thùng lớn. Chỉ sợ phải lặp đi lặp lại rót cái mấy lần. Tại hướng trong thùng rót thánh quang đồng thời, Tống Thư Hàng đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra, nhìn xem tiên tử, có biện pháp nào không tách ra công đức lực lượng, lại để cho bạch tiền bối mang đi. Ồ, bạch tiền bối liếc mắt liền thấy được công đức xà mỹ nhân trên cổ cái kia tấm dây chuyền. Thứ này, nơi nào đến? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy hoảng hốt, nàng vội vàng đưa tay bao lại cái này hoàn toàn dây chuyền, đem hắn bảo vệ một mực chân thực, sợ bị bạch tiền bối cướp đi. Vật này là lời hứa cùng chờ đợi tiên tử uống xong tử mẫu hà nước suối về sau, chỉnh ra tới đây. Tống Thư Hàng đáp, tử mẫu hà nước suối, thứ này ta đây có, đến, ngươi lại uống điểm, cho ta cũng biết một mai tốt chứ. Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, suy nghĩ một chút. Tiếp đó, nàng xinh đẹp ánh mắt nhìn thẳng bạch tiền bối tóc dài bên trên. Cùng bạch tiền bối đồng dạng lưu lại tới lưng tóc dài. Khoảng cách đến eo còn kém một chút, đồng dạng là một đầu tóc dài đen nhánh, chất tóc đặc biệt bổng. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng vừa nhìn thấy công đức xà mỹ nhân ánh mắt, liền minh bạch ý tứ của nàng, có lẽ. Khả năng. Nàng muốn một cái bạch tiền bối ngài tóc, đầu tóc, bạch tiền bối, được rồi, cái này đơn giản, cho ta tới đây một mai hoàng toàn cầu, ta cho ngươi một cái. Công đức xà mỹ nhân nhanh chóng gật đầu. Thì cứ như vậy, bạch tiền bối dùng một phần tử mẫu hà suối cộng một sợi tóc, đổi công đức xà mỹ nhân một mai hoàng toàn cầu. Song phương tất cả đều vui vẻ. Công đức xà mỹ nhân đem bạch tiền bối tóc dài theo hoàng toàn cầu bên trên cởi xuống. Tiếp đó đem bạch tiền bối tóc dài cùng bạch tiền bối tóc dài bện cùng một chỗ, một lần nữa xuyên qua hoàng toàn cầu, đem hắn đeo lên. Tống Thư Hàng ăn tấm bình phục linh lực đan dược, tiếp tục quán thâu thánh quang. Tại quán thâu thánh quang trong quá trình, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy là hỏi hắn, bạch tiền bối, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, người cho ta xem xuống ta sửa chữa phía sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công có cái gì mau bệnh. Vì sao vận hành một tuần sau, ta liền nổ, ngươi giúp ta nhìn xem có cái gì không bắc, muốn làm sao sửa chữa mới tốt. Bạch tiền bối ha ha cười một tiếng, ta thế nhưng là cửu u chúa tể a, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi sửa chữa công pháp. Tống Thư Hàng, ta lúc nào không cẩn thận đắc tội bạch tiền bối sao. Đồng dạng một câu ta thế nhưng là cửu u chúa tể, lúc trước nghe cảm giác đặc biệt an tâm, còn lần này nghe được liền đặc biệt uất ức. Vài giờ phía sau. Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc đem cái kia thùng lớn nhồi vào. Giao dịch hoàn thành, thánh quang ta trước hết mang đi. Bạch tiền bối phất phất tay, tiêu sái rời đi.
Tống Thư Hàng phất tay đưa tiễn Bạch Tiền Bối. Sau đó, hắn ý niệm khẽ động, theo hạch tâm thế giới trung chuyển di chuyển đi ra ngoài. Hắn xuất hiện vị trí ngay tại Hoàng Sơn Tiền Bối động phủ cửa ra vào. Liền là lúc trước hắn tung tóe Hoàng Sơn Tiền Bối cùng Tô Thị A Thất một thân máu địa phương. Vết máu trên mặt đất đã bị thanh lý. Đồng thời cửa gian phòng để đó một cái bàn nhỏ, Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí, một tấc thu nhỏ túi các loại bảo vật đều bị đặt ở cái bàn này bên trên. Còn có một thân sạch sẽ đạo bào. Tiểu Bạch Tiền Bối phỏng đoán Tống Thư Hàng phục sinh về sau, tiến nhập đến chính hắn hạch tâm thế giới. Đã như vậy, Tống Thư Hàng phục sinh về sau, có lẽ sẽ theo tại chỗ xuất hiện. Vì vậy Tống Thư Hàng cái này vài cái pháp khí bị đặt ở hắn bạo tạc vị trí, chờ hắn phục sinh có thể trực tiếp cầm lấy. Tống Thư Hàng nhặt lên bản thân pháp khí, nạp lại chuẩn bị đến trên thân. Tiếp đó, hắn theo lắc tay pháp khí bên trong lấy điện thoại di động ra tới đây. Trước gọi điện thoại cho Hoàng Sơn Tiền Bối đi, lại để cho trong nhóm tiền bối không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng mở ra màn hình điện thoại di động. Không đợi hắn gọi điện thoại đây, một chiếc điện thoại đánh cho tiến đến. Hả, tra điện thoại, Tống Thư Hàng nhấn xuống nút trả lời. Tống ba ba đã rất lâu không có gọi điện thoại đã tới, có chuyện gì tìm hắn sao? Đúng rồi, mình bây giờ từ tiểu trong suốt trong trạng thái khôi phục, có phải hay không là quốc khánh thời gian dài như vậy cũng không có trở về, cha cùng mụ mụ lo lắng. Này, cha, có chuyện gì không? Tống Thư Hàng cố gắng lại để cho thanh âm của mình lộ ra hòa hoãn một ít. Con trai, điện thoại di động của ngươi chuyện gì xảy ra, vừa rồi một mực không ai trả lời. Tống ba ba nói. Tống Thư Hàng cười nói, không có việc gì, vừa rồi chết. Vừa rồi ngủ quá chết rồi, điện thoại lại chế độ im lặng, điều đã thành chỉ dung, vì vậy không nghe thấy. Cha tìm ta có việc sao? Ừ, cái kia, có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói xuống. Tống ba ba thanh âm có chút cổ quái, chi chi ngô ngô nửa ngày đều nói không nên lời. Ngươi, có chuyện gì chỉ để ý nói, có phiền toái gì sự tình cũng cùng con trai thương lượng, ta đã trưởng thành. Có phiền toái gì sự tình nói không chừng ta cũng có thể thay ngươi chia sẻ. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. Nói như thế nào hắn hiện tại cũng là ngũ phẩm linh hoàng, lại kết bạn cửu châu nhất hào quần bên trong một đám đại lão. Nếu như Tống ba ba gặp được cái gì nan đề, hắn có lẽ có thể giải quyết. Ai, cũng đúng, ngươi trưởng thành. Tống ba ba cảm khái nói, ta liền thẳng vào chủ đề, mấy năm này quốc gia không phải buông ra hai con chính sách đi. Cái kia, ba của ngươi ta cũng là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Cái kia, tóm lại, mẹ ngươi khả năng đã mang bầu. Tống Thư Hàng, từ lần trước ở vào tiểu trong suốt trạng thái trở về lần nhà lúc, phát hiện ba mẹ đang làm nhân mạng về sau, Tống Thư Hàng thì có dự cảm một màn này sẽ phát sinh. Chỉ là không nghĩ tới một màn này tới đây nhanh như vậy. Ta cũng biết, ngươi cũng đã đại học, chúng ta lại muốn hài tử có chút cái kia cái gì. Bất quá. Tống ba ba giảng đến nơi đây thời gian, có chút bí từ. Lúc này, trong điện thoại truyền đến Tống mụ mụ hơi nhỏ thanh âm, nói thương hắn, kêu con trai yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn thương hắn, chúng ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ hắn. Chúng ta phía trước chút thời gian đột nhiên quên mất con trai, còn tưởng rằng hắn đã chết sự tình, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện. Nếu không, Thư Hàng cũng quá đáng thương, nhất định phải tuyên bố. Chúng ta muốn sinh hai con là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, tuyệt đối không phải là bởi vì quên mất hắn, mới muốn sinh cái nhỏ. Tống mụ mụ thanh âm rất nhỏ, nhưng Tống Thư Hàng hiện tại thế nhưng là ngũ phẩm cảnh giới, gặp được tu sĩ tiểu manh mới thời gian, cũng có thể xưng một tiếng ngũ phẩm đại lão. Vì vậy, Tống mụ mụ lời nói, Tống Thư Hàng toàn bộ cũng nghe được. Tống Thư Hàng, tóm lại, ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn yêu thương ngươi. Cha cùng mụ mụ vĩnh viễn đều nhớ kỹ ngươi. Tống ba ba dùng thanh âm nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, ừ, coi như là ngươi tương lai có cái đệ đệ sinh ra, ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đem yêu thương hoàn toàn chuyển rời đến trên người hắn. Chúng ta nghiên cứu qua, cũng đã làm chuẩn bị tâm lý. Chúng ta sẽ đem yêu thương chia công bằng, ngươi một nửa, đệ đệ của ngươi cũng một nửa. Tống ba ba tiếp tục nói. Nghe được Tống ba ba những lời này thời gian. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi, nếu như muốn sinh ra không phải đệ đệ, là muội muội đây. Điện thoại đối diện, Tống ba ba đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Thân ái, đừng trầm mặc a, nói mau chúng ta còn là cùng giải quyết loại yêu hắn,
bất kể là đệ đệ còn là muội muội, đều đối xử như nhau. Tống mụ mụ vội la lên. Tống ba ba tựa hồ rất xoắn xuýt, trầm mặc không nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Tống ba ba người này có đôi khi quá thành thật, đối mặt người thân cận nhất, có đôi khi hắn liền cái nói dối đều không nỡ vung. Tống Siêu tuyệt vọng tâm tính thiện lương mệt mỏi Thư Hàng. Nói mau a, đừng lo lắng bất động a. Tống mụ mụ nhỏ giọng nói. Thế nhưng là, nếu như là nữ nhi lời nói. Tống ba ba nhỏ giọng nói. Trước không quản là con gái còn là con trai, trước đem Thư Hàng an ủi được. Ta tại trên mạng điều tra, hắn cái này số tuổi là mẫn cảm nhất thời kỳ. Nếu như hắn biết rõ cha mẹ bởi vì con gái cũng không thương hắn, hắn sẽ rất thương tâm. Nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ dùng tự làm khổ a các loại thủ đoạn phản kháng cha mẹ. Thư Hàng tuy rằng tương đối hiểu chuyện, nhưng nghe nói càng hiểu chuyện hài tử phản kháng càng cực đoan. Tống mụ mụ nhỏ giọng nói. Thế nhưng, nếu như là nữ nhi lời nói, Tống ba ba tiếp tục nhỏ giọng nói. Những lời này ẩn nấp ý tứ đã tương đối rõ ràng. Nếu như là nữ nhi lời nói, con trai gì gì đó đương nhiên muốn ném một bên á. Con trai loại sinh vật này làm sao sánh bằng con gái. Ngươi cho đi một bên, ta đến cùng con trai nói. Trước đêm Thư Hàng an ủi được sẽ chết a. Trong điện thoại, Tống mụ mụ một thanh đoạt lấy Tống ba ba điện thoại. Thư Hàng, ba ba của ngươi đột nhiên phạm ngây ngẩn. Bất kể là muội muội còn là đệ đệ, chúng ta đều đối xử như nhau. Cha cùng mụ mụ vĩnh viễn yêu thương ngươi. Đúng rồi, ba ba của ngươi mới vừa nói, coi như là con gái, hắn còn là sẽ giống như trước đều yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Tống mụ mụ nghiêm trang cổ nói tám đạo. Tống Thư Hàng sau một lúc lâu, vất vả theo trong miệng nặn ra một cái từ, ừ. Tu sĩ thính lực quá mạnh mẽ có đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nếu như không nghe thấy Tống mụ mụ cùng Tống ba ba đối thoại, hắn còn có thể tiếp nhận một chút Tống mụ mụ cùng Tống ba ba liên hợp lại rót tâm linh canh gà. Hiện tại, nếu như Tống mụ mụ thật sinh đứa con gái đi ra, hắn chỉ sợ cũng muốn bị Tống ba ba quên đi đến trong góc đi. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên suy nghĩ nhiều. Tống mụ mụ dặn dò. Yên tâm đi, mẹ, ta đều là người lớn, còn sẽ nghĩ cái gì à? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói, yên tâm đi, các ngươi hai con ta cũng có thể tiếp nhận. Kỳ thật trong nhà nhiều người cũng tốt, nhiều một muội muội lời nói cũng sẽ càng thú vị. So sánh với bướng bỉnh đệ đệ, ta càng ưa thích có thể có cái điềm đạm nho nhã điểm muội muội. Ngươi có thể nghĩ như vậy lời nói liền không thể tốt hơn. Tống mụ mụ nói. Tống Thư Hàng, đúng rồi, muốn tìm nhã nhã tỷ cho ngươi xem nhìn sao. Ngươi bây giờ bao nhiêu cũng coi như cái lớn tuổi sản phụ, mang thai thời gian phải chú ý chi tiết gì gì đó, có muốn hay không hỏi một chút nhã nhã tỷ. Trên thực tế, Tống ba ba cùng Tống mụ mụ phục dụng qua hoạt tuyền nước suối, thọ nguyên tăng cường 50 năm. Lại thêm linh mễ, linh trà bổ dưỡng, thân thể của bọn hắn trạng thái là càng ngày càng tốt, chân chính càng muốn sống trẻ tuổi. Yên tâm đi, chúng ta cùng tiểu nhã lý giải qua. Cụ thể cần chú ý địa phương ta cũng sẽ chú ý. Tống mụ mụ nói. Nghe, nàng con trai quả thực không có việc gì, không có hướng cực đoan phương diện suy nghĩ. Quả nhiên. Trên mạng điều tra đồ vật, có đôi khi một chút cũng không giống. Nhà nàng Thư Hàng biểu hiện liền đặc biệt tốt, căn bản không có suy nghĩ miên man, còn sẽ vì nàng cái này tuổi sản phụ suy nghĩ. Cái kia qua mấy ngày, ta về thăm nhà một chút. Tống Thư Hàng trả lời. Không có việc gì, không cần phải gấp gáp, chúng ta vừa mới điều tra ra có thể là mang thai. Không cần sợ, Tống mụ mụ nói. Sau đó, Tống mụ mụ lại cùng Tống Thư Hàng hàn huyên nửa ngày việc nhà. Mới lưu luyến không rời cúp xong điện thoại. Tống Thư Hàng thật dài thở dài. Con gái cùng con trai lựa chọn sao? Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Con gái rất đáng yêu, nhưng con trai nếu như nhu thuận lời nói, có lẽ cũng rất không tệ đi. Ồ, Thư Hàng ngươi sống lại. Lúc này, một vị tóc đen nam tử trẻ tuổi từ đằng xa quẹo vào chỗ đi ra, hắn liếc mắt liền thấy được Tống Thư Hàng, phất tay chào hỏi. Tống Thư Hàng xoay đầu lại. Nhìn về phía tóc đen nam tử. Vị nam tử này thân cao tại chừng 1 thước 8, nhìn qua khuôn mặt ôn hòa, cả người lẫn vật vô hại. Mà hắn mặt mày chỗ, thoạt nhìn nhìn rất quen mắt tất. Tống Thư Hàng càng xem, lại càng thấy nam tử này lớn lên giống như. Chính hắn. Đồng quái tiền bối, Tống Thư Hàng hỏi dò. Cửu Châu nhất hào quần bên trong thành viên,
cũng chỉ có đồng quái tiên sư có đôi khi sẽ thích giả trang thành hình dạng của hắn khắp nơi loạn đi dạo đi. Ha 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 ha, Ngốc Thư Hàng, người vậy mà nhận thức không ra ta đến. Gâu, nam tử tóc đen hạc hạc cười nói. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, thực tiên yến bên trên lúc, Đậu Đậu còn bảo trì đại Pekingese bộ dáng, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Đậu nhân hình trạng thái. Thế nào, bản uông nhân hình trạng thái có đẹp trai hay không, mê người không mê người, có hay không có bị bản uông mê đến? Đậu Đậu một tay theo bức tường, bày ra một cái lạnh lùng tư thế. Ta chỉ cảm giác thật lúng túng, Tống Thư Hàng nói. Nhìn xem một cái lớn lên cùng mình rất giống người, tại đó bày biện các loại kỳ quái tư thế, loại cảm giác này đặc biệt cổ quái. Bất quá trọng điểm không phải cái này. Đậu Đậu ngươi làm sao thật đem dáng người biến cùng ta tương tự. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Hắn nói như thế nào cũng đã tu luyện tốt, mấy tháng. Theo hắn biết, yêu tu tại hóa hình lúc, hóa hình hoàn tất liền sẽ định hình. Tương lai cho dù có biến hóa, dung mạo phương diện cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Hắc, không cần lo lắng. Đây chỉ là ta trạng thái một, là dùng hóa hình đan dược hiện ra hình người hình thức. Chờ ta trùng kích đến ngũ phẩm cảnh giới về sau, còn có một lần hóa hình cơ hội. Đến lúc đó, có thể có được trạng thái hai. Ta đây cái trạng thái một không sai biệt lắm dung hợp cửu châu nhất hào quần tất cả đạo hữu ưu điểm, hội tụ ở tại cùng một chỗ. Người cái loại người này xúc vô hại bộ dáng cũng bị ta dung hợp tiến vào, như thế nào đây? Đậu Đậu dương dương đắc ý nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, đột nhiên một gõ bàn tay, a, Đậu Đậu ngươi còn là tứ phẩm cảnh giới a. Ta hiện tại đều ngũ phẩm cảnh giới, vừa bị Tống Ba Ba hung hăng ghim tâm một sóng, là lúc theo trên thân người khác ghim điểm trở lại. Đậu Đậu, gâu, nhật ngài đấy. Đậu Đậu cả giận nói. Ta mới vừa rồi còn khích lệ ngươi, nói ngươi người nọ xúc vô hại bộ dáng là tốt đẹp, bị ta thừa nhận cùng dung hợp đến trạng thái một. Ngươi một giây sau liền phẫn nộ ghim lòng ta, bạn bè hết. Đậu Đậu thân hình hất lên, hóa thành to lớn Pekingese bộ dáng, hướng Tống Thư Hàng đánh tới. Hắn miệng rộng mở ra, hướng Tống Thư Hàng cắn tới. Bản thân nó liền là gâu, cắn người quả thực là đạo lý hiển nhiên. Đừng cắn đừng cắn. Ta bây giờ người mang biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công. Người cắn bất động, Tống Thư Hàng khua tay nói. Đậu Đậu hung hăng một cái cắn được Tống Thư Hàng trên cánh tay, rồi lại cảm giác như là cắn được không thể phá vỡ sắt thép bên trên bình thường, răng vỡ đau nhức. MMP, thế nhưng hắn không thể chịu thua. Coi như là cắn bất động, hắn cũng tuyệt không nhả ra. Khí thế bên trên không thể thua. Được rồi. Hoàng Sơn tiền bối bọn hắn ở đâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đậu Đậu cái đuôi lắc lắc, chỉ cùng một cái phương hướng. Chỗ đó đúng là Hoàng Sơn cùng các đạo hữu thảo luận địa phương. Tống Thư Hàng trên thân treo Đậu Đậu, đi nhanh hướng Hoàng Sơn tiền bối vị trí đi. Đậu Đậu, người lúc nào trùng kích ngũ phẩm cảnh giới? Trên đường, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nhanh, ta đã làm tốt trùng kích ngũ phẩm chuẩn bị. Độ kiếp trận pháp Hoàng Sơn Đại Ngốc cũng giúp ta bố trí xong, lĩnh ngộ phương diện cũng không xê xích gì nhiều. Kế tiếp tự đợi đến tìm ngày tốt lành, độ kiếp rồi. Đậu Đậu truyền âm nhập mật nói. Nỗ lực lên a, chờ ngươi ngũ phẩm về sau, ta đi biệt tuyết tiên cơ cái kia cho ngươi bày một bàn. Tiên cơ hứa hẹn qua cho ta mấy lần tiên chân yến cơ hội. Bất quá tài liệu muốn chúng ta kèm theo. Tống Thư Hàng nói. Không có vấn đề. Chúng ta có thể đi Hoàng Sơn Đại Ngốc chỗ đó trộm tài liệu. Ta biết rõ tài liệu của hắn đều giấu ở đâu, có chút phẩm cấp cực rất cao. Đậu Đậu nói. Hai người nói qua, đến gian phòng kia. Tống Thư Hàng gõ cửa. Cửa gian phòng tự động mở ra. Thư Hàng, người sống lại. Tô Thị A Thập Lục nói. Ừ, dùng một mai phục sinh kim tệ, lại thêm thời gian thành hiệu quả, mới trước giờ phục sinh đến. Tống Thư Hàng thở dài. Tô Thị A Thất, trước ngươi làm sao đột nhiên liền nổ rớt. Bởi vì công pháp nguyên nhân, ta lúc trước tại lúc ngủ, đột nhiên tiến nhập đến đốn ngộ trong trạng thái, tiếp đó tại đốn ngộ thời gian đem bản thân tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sửa đổi một chút. Sửa chữa hoàn tất về sau, ta một phát vận hành công pháp, liền nổ tung. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời, tuyệt vọng nói. Ngươi cái này chết tiệt pháp, biến chuyển từng ngày sao? Bắc Hà Tán Nhân Đậu Đen Rau Má nói. Ngươi sửa chữa công pháp là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch tiền bối lên tiếng hỏi.
Ta đang muốn đem công pháp này giao cho Bạch tiền bối ngươi xem một chút, nhìn xem công pháp của ta đến cùng có chỗ nào xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng nói. Tiếp đó, hắn móc ra giấy cùng bút, đem bản thân sửa chữa qua tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nguyên lý đều viết đi ra. Vừa vặn thừa dịp tất cả tiền bối đều tại, có thể trưng cầu ý kiến xuống bản thân đột nhiên nổ tung nguyên nhân. Tiểu Bạch tiền bối đưa tay đặt tại công pháp bên trên, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tống Thư Hàng viết công pháp cùng nguyên lý đã bị hình chiếu đi ra. Đây là lộn xộn cái gì công pháp? Cổ Hồ Quan Chân Quân nhìn qua bộ công pháp này thời gian, một mặt mộng bức. Bình thường ngũ phẩm công pháp, đều là vây quanh bản mệnh kim đan làm chủ, đối với bản mệnh kim đan tiến hành củng cố. Kim đan diễn đồ, vẽ rồng điểm mắt, tiếp đó, lĩnh ngộ đến kim đan hóa hồ, tiến nhập lục phẩm chân quân cảnh giới. Mà Tống Thư Hàng cái này cuốn sửa chữa phía sau công pháp, ngoại trừ đối với bản mệnh đan điền cùng bản mệnh kim đan tiến hành củng cố bên ngoài, còn đối với tu sĩ mấy cái tiểu đan điền tiến hành củng cố. Dạng này công pháp, ngươi cũng dám luyện, đơn giản không cần mạng. Bắc Hà Tán Nhân đồng dạng nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, ta đây lúc đó chẳng phải đang ngủ trạng thái, còn không thanh tỉnh nha. Nếu như ta lúc ấy tỉnh lời nói, coi như là sửa chữa đã xong công pháp, cũng nhất định phải mời các tiền bối xem qua, xác định không có vấn đề sau lại vận hành. Dưới tình huống bình thường, mượn hắn 10 cái gan, hắn cũng sẽ không hung dữ như vậy. Trực tiếp liền vận hành khảo thí bản công pháp. Ngươi công pháp này, quá quái. Tại sao phải nhằm vào mặt khác mấy cái tiểu đan điền tiến hành củng cố? Tiểu đan điền không phải bản mệnh đan điền, ngươi làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Tô Thị A thất cau mày lên tiếng hỏi. Bởi vì Thư Hàng hiện tại, không chỉ một tấm kim đan. Tiểu Bạch tiền bối lên tiếng nói. Cái gì? Bắc Hà Tán Nhân nói. Ta có thể cảm ứng được, Tống Thư Hàng Long Vĩ trong đan điền có một mai tiểu kim đan. Mặt trên còn có một mai yêu đan, cao hơn mặt tựa hồ còn có đồ vật, Tiểu Bạch tiền bối nói. Cửu Châu Nhất Hào quần tất cả mọi người nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm giác những ánh mắt này, tốt đâm. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần đáng giá tín nhiệm nhất đại tiền bối Thất Tu Thánh Quân lên tiếng, cái này quyển sách cải biên phía sau công pháp. Rất thú vị, Thất Tu Thánh Quân ánh mắt độc đáo, bởi vì chấp trưởng qua cửu tu Phượng Hoàng Đao nguyên nhân, nhãn giới của hắn cũng rất cao, vượt xa phổ thông Thánh Quân. Cái này tham gia sửa chữa phía sau công pháp bên trong, sử dụng rất nhiều khiếu môn cùng thủ pháp. Các ngươi nhìn kỹ, cái này bộ phận nội dung cùng Giao Phách Đạo Hữu đã từng cùng ta miêu tả qua Trình Lâm Tự Dũ Pháp là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối thủ pháp. Còn có cái này bộ phận, đây là lúc trước thực tiền yến cuối cùng huyền thánh luận đạo thời gian, Đông Qua Thánh Quân nói qua một loại cường hóa thân thể tiểu khiếu môn. Mặt khác cái này một bộ phận, để ta cảm giác được cực kỳ huyền diệu. Trong lúc mơ hồ cùng trong đầu ta cái kia bộ phận pháp tác hiện hóa nội dung có quan hệ. Thất Tu Thánh Quân loại như êm tai nói tới. Hắn mà nói, lập tức hấp dẫn Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu chú ý. Tống Thư Hàng tiểu hữu đốn ngộ cái này thiên công pháp, chỉ sợ là đưa hắn đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc đến tất cả pháp tác, lý luận, tin tức đều dung hội đến cùng một chỗ, một tia ý thức toàn bộ nhét vào bổ sung đến công pháp của mình bên trong. Muốn sửa chữa cái này thiên công pháp lời nói. Cần đem bên trong một ít phân đoạn cho loại bỏ đi ra ngoài. Thất Tu Thánh Quân lại nói. Ta cảm giác, nếu như đơn thuần loại bỏ, chẳng bằng đem cái này thiên công pháp lại chia mấy cái cấp độ, khiến nó như là bậc thang tầng tầng tiến dần lên. Hoàng Sơn tiền bối lên tiếng nói. Thất Tu Thánh Quân hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Hoàng Sơn đạo hữu đề nghị này phi thường tốt. Mọi người cũng có thể tham dự công pháp sửa chữa, loại này sửa chữa công pháp trải qua. Đối với tương lai mọi người bản thân sáng tạo công pháp rất có trợ giúp. Thất Tu tiền bối, là quan trọng nhất không phải trước tìm ra sẽ làm Thư Hàng tự bạo nguyên nhân sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng dò hỏi. Tiểu Bạch tiền bối đặt chén trà xuống, nói, Thư Hàng tự bạo nguyên nhân lớn nhất, hẳn là công pháp sửa chữa khoảng cách quá lớn. Hắn trực tiếp vượt qua 4 đến 5 bước phân đoạn, tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Tự giống với là kiến tạo phòng ở, vừa kiến tạo xong tầng thứ 2. Rồi lại trực tiếp nhảy qua thứ 3, tầng thứ 4, đi kiến trúc tầng thứ 5. Lâu đài trên không những thứ viển vông cuối cùng dẫn đến cao ốc đổ nát. Cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Bạch Long tỷ tỷ hóa thành khuyên tai, treo ở Tô Thị A Thập Lục tai trái, nói khẽ. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, nói tóm lại, ta chết vô cùng oan. Ngủ luyện công tẩu hỏa nhập ma,
bạo thể bỏ mình. Loại tình tiết này nội dung cốt truyện, cũng chỉ có trước kia một ít tiểu thuyết võ hiệp nhân vật phản diện mới có tư cách hưởng thụ. Hiện thực thường thường so với tiểu thuyết ly kỳ hơn. Chờ chúng ta đem công pháp sửa chữa một chút về sau, thư hàng ngươi có thể một lần nữa trải vuốt một chút công pháp. Tiểu Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối, ngộ nhỡ sửa chữa phía sau công pháp còn có vấn đề, Tống Tiền Bối lại nổ tung làm sao bây giờ? Vũ Nhu Tử giơ tay lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, cái này đều còn chưa bắt đầu đây, Vũ Nhu Tử liền cho hắn cắm cờ. Bất quá, dính đến tính mạng của hắn an toàn, trước đó nghĩ kỹ thất bại đối sách là lựa chọn chính xác. Phục sinh kim tệ hiện tại ở vào 10 ngày làm lạnh kỳ. Nếu như hắn hiện tại cúp lời nói, không có khắc phục sinh đồ dùng, liền thật sẽ chết. Yên tâm, loại chuyện này ta đã sớm cân nhắc qua. Tiểu Bạch Tiền Bối nhấp miệng tiên trà, nhắc nhở nói, phân thân. Thư Hàng đồng dạng đã thức tỉnh một cái rất tuyệt phân thân thuật. Cùng phân thân của hắn thiên phú có chút cùng loại, Tống Thư Hàng phân thân chết mất về sau, sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Phân thân trí nhớ sẽ phản hồi cho bản thể. Bất quá, Tống Thư Hàng phân thân tại chết mất lúc, bản thể cũng sẽ cảm động lây. Dùng phân thân bí pháp, lại để cho phân thân tới đây nếm thử sửa chữa phía sau công pháp. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên lời nói, nổ cũng là Tống Thư Hàng phân thân. Tiểu Bạch Tiền Bối nói. Đúng vậy, phân thân A, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Sau đó hắn lại dài lớn lên thở dài. Một hồi trước, hắn chết sao mà oan uổng, ngươi lần trước chết vô ích, còn cắn lấy hắn trên cánh tay đậu đậu truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, đậu đậu ngươi còn không định xuống dưới sao? Tống Thư Hàng sửa chữa phía sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đã trở thành lần này Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu luận đạo đề tài. Mọi người vây quanh cái này bộ phận sửa chữa phía sau công pháp tiến hành thảo luận cùng nghiên cứu. Một mực thảo luận đến trạng vạng tối thời khắc, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu chỉnh bản một rốt cuộc xuất hiện. Tiểu Bạch Tiền Bối trong tay bưng lấy một cái bánh bao nhỏ, cái miệng nhỏ gặm. Biệt Tuyết Tiên Cơ thục nữ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cái này một lồng bánh bao nhỏ đều là Biệt Tuyết Tiên Cơ chế tác. Thực tiên yến sau khi kết thúc, Biệt Tuyết Tiên Cơ hãy theo Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu đã tới cửa. Môn công pháp này có lẽ không có vấn đề quá lớn. Tiểu Bạch Tiền Bối nói, dứt lời hắn duỗi ra một tay, tại trong hư không viết. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu chỉnh bản một nội dung bị hắn không ngừng viết đi ra, hóa thành kim sắc phù văn. Những thứ này phù văn vần quanh cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn, nhanh chóng vận chuyển lại. Tất cả phù văn xoay tròn một tuần sau, Tiểu Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, sơ bộ kiểm nghiệm không có vấn đề, Thư Hàng ngươi tế ra phân thân tới đây, nếm thử một lần. Thu được, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, Tống Thư Hàng ngưng tụ ra tới đây, rơi ở bên cạnh hắn. Các vị tiền bối buổi tối tốt, Tống Thư Hàng hướng tiền bối ôm quyền hành lễ. Ta còn nghĩ đến người phân thân lúc, có thể đem ta treo ở trên thân bộ dáng cũng biến hóa đi ra, quá làm gâu thất vọng rồi. Như trước cắn lấy Tống Thư Hàng trên cánh tay đậu đậu nói. Đậu đậu còn không có buông tha, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, bày ra tu luyện tư thế, bắt đầu vận hành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu chỉnh bản một. Bởi vì sửa chữa công pháp trong quá trình, Tống Thư Hàng cũng toàn bộ hành trình tham dự, sửa chữa phía sau công pháp nội dung, hắn sớm đã quen thuộc ghi nhớ tại tâm. Rất nhanh, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu chỉnh bản một tại phân thân trong cơ thể vận chuyển một vòng. Thành công, không có xảy ra vấn đề, Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Phân thân không có bạo tạc. Đừng nóng vội, nhiều hơn nữa vận hành một vòng nhìn xem. Một cái đại chu thiên thành công, chỉ có thể nói công pháp hình thức ban đầu không có vấn đề. Nhưng có thể sẽ có chút vấn đề nhỏ. Những thứ này vấn đề nhỏ theo công pháp một vòng lại một vòng vận hành về sau, sẽ tích tiểu thành đại. Thất tu thánh quân nhắc nhở. Vậy là, Tống Thư Hàng lại bắt đầu vận hành tu chỉnh một bản công pháp. Ba cái chu thiên phía sau. Đột nhiên, Tống Thư Hàng trừng to mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Xảy ra vấn đề, Tống Thư Hàng kêu lên. Là chỗ nào có vấn đề, số liệu có ghi chép lại sao? Bắc Hà Tán Nhân lên tiếng hỏi. Tất cả tu luyện số liệu đều tại ta cái này, hẳn là công pháp vận hành hai tuần nửa lúc, xuất hiện sai lầm. Tiếp đó tại vận hành cái thứ ba chu thiên thời gian, cái này sai lầm đã bị phóng đại, đã tạo thành phân thân nội thương. Thất Tu Thánh Quân nói.
hắn toàn bộ hành trình đều chú ý tới đây Tống Thư Hàng tu luyện mỗi một chỗ chi tiết. Thất tu tiền bối đem chỗ này sai lầm lấy ra, chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu nhìn xem. Hoàng Sơn Tôn giả nói. Không nghĩ tới sáng tạo công pháp là phiền toái như vậy sự tình. Vũ Nhu Tử rụi rụi con mắt, nàng đột nhiên có chút bội phục lên nàng A Cha tới đây. Linh Điệp Tôn giả thế nhưng là lấy sức một mình sáng chế Linh Điệp Đảo một hệ công pháp. Cũng không biết A Cha lúc ấy đã trải qua bao nhiêu lần thất bại, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Chờ lần sau khi về nhà, nàng muốn trước tiên đem cái mền đưa lên cho A Cha làm lễ vật. Sáng tạo công pháp hình thức ban đầu có đôi khi chỉ cần một cái linh cảm cùng tri thức tích lũy, mà đem cái này công pháp hình thức ban đầu hóa thành có thể cung cấp người tu luyện phiên bản, cần hàng trăm hàng ngàn lần khảo thí, sửa chữa. Ở giữa, một cái không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma. Trên thế giới này, cũng không phải mỗi người cũng giống như Tống Thư Hàng tiểu hữu dạng này, có một cái có thể sử dụng tới đây khảo thí công pháp phân thân. Bắc Hà Tán Nhân cảm thán nói. Đúng rồi, Tống tiền bối, ta đột nhiên có cái ý kiến hay. Về sau nếu như ngươi không có linh cảm bỏ ra, có thể đi làm công pháp khảo thí thành viên. Chuyên môn đi khảo thí những cái kia vẫn chưa xong công pháp, tìm kiếm ra công pháp bắt tới đây. Vũ Nhu Tử đề nghị. Vũ Nhu Tử cô nương cách tư duy, liền là không giống người thường. Ý kiến hay, Tống Thư Hàng gật đầu nói, đây là một cái kiếm linh cảm tốt con đường. Tống Thư Hàng gần nhất não đường về cũng không quá bình thường. Hơn nữa hắn thật thiếu linh thạch, hắn còn thiếu bạch tiền bối một bút nợ khổng lồ. Hơn nữa, về sau thời gian thành tiêu hao muốn chính hắn gánh chịu, có trời mới biết duy trì thời gian thành vận hành muốn bao nhiêu linh thạch. Đồng thời, Tống Thư Hàng kích hoạt nghịch kình vũ sĩ quyền sáo bên trên chỉ rũ pháp thuật, rơi vào phân thân trên thân, chữa trị thương thế của hắn. Lại qua hơn một giờ phía sau. Tại Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đồng tâm hiệp lực xuống, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu chỉnh hai xuất hiện. Tống Thư Hàng phân thân lại đem ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận hành công pháp tu chỉnh hai. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. So với lần trước muốn tốt rất nhiều, liên tiếp ba cái chu thiên cũng không có xảy ra vấn đề. Tiếp đó bốn cái chu thiên, cái thứ năm chu thiên. Lui, thất tu thánh quân trầm giọng nói. Vây quanh ở Tống Thư Hàng phân thân bên cạnh đạo hữu, liên tiếp vội vàng thối lui. Quanh tiên huyết vẩy ra. Tại cái thứ năm chu thiên vận hành lúc, Tống Thư Hàng lại nổ. Do vì phân thân nguyên nhân, nổ rớt phía sau Tống Thư Hàng hóa thành đống sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Không có hình thành máu tanh tình cảnh. Tại sao lại nổ? Bắc Hà Tán Nhân nhào nặn lông mày, hắn cảm giác công pháp tu chỉnh hai hoàn toàn không có vấn đề, tại sao sẽ nổ? Đến cực hạn, thất tu thánh quân giải thích nói, sửa chữa hai phiên bản bắt đầu vận hành phía sau. Mỗi một chu thiên, Thư Hàng tiểu hữu một mai kim đan hoặc hạch tâm liền sẽ đạt tới cực hạn. Hắn hiện tại trong cơ thể có 4 miếng hạch tâm, phía trước 4 cái chu thiên đều có thể chống đỡ xuống dưới. Mà vừa đến thứ năm chu thiên lúc, bởi vì thiếu khuyết hạch tâm liền nổ tung. Ý nghĩ của chúng ta còn không đúng. Toàn bộ tu chân giới, tất cả công pháp đều là lấy một cái hạch tâm làm cơ sở. Thư Hàng tiểu hữu loại này lấy nhiều cái hạch tâm làm cơ sở công pháp, chúng ta chưa có tiếp xúc qua. Vì vậy, coi như là sửa chữa công pháp, cũng lúc nào cũng sẽ bản năng nhập vai xưa cũ kinh nghiệm. Hoàng Sơn Tôn giả nhíu mày nói. Kinh nghiệm cùng tri thức là quý giá tài phú, nhưng có đôi khi, quá khứ cũ kinh nghiệm lại thành chúng ta trói buộc. Tiểu Bạch tiền bối khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Tống Thư Hàng luôn cảm giác, Bạch tiền bối cùng thất tu thánh quân, tại nắm lấy cơ hội cho Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm lên lớp. Mà hắn, là lần này lên lớp tài liệu giảng dạy. Ngay sau đó, phân thân bạo tạc phía sau thống khổ, đồng bộ đến Tống Thư Hàng trên thân. Tống Thư Hàng sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Đau nhức đau nhức đau nhức, muốn chết rồi. Muốn chết rồi, tại chỗ nổ tung thống khổ, đã có đoạn thời gian không có trải qua đến. Điều này làm cho hắn nhớ lại ban đầu ở Nho Gia Kim Liên thế giới sợ hãi. Tại đó, hắn cùng một đám Nho Gia đại lão, chính là như vậy một lần lại một lần bị béo cẩu biến ra hắc thiết ngón tay nghiền nát. May mà, phân thân nổ tung thống khổ chỉ là đồng bộ đến, cũng chính là như vậy trong tích tắc sự tình. Kịch liệt đau nhức cảm ứng sau cơn đau, nghiến răng có thể sống quá. Dù cho chỉ có trong nháy mắt, Tống Thư Hàng như trước đau sắc mặt tái nhợt, một thân mồ hôi lạnh.
Ha ha ha, biết rõ bản vương lợi hại đi. Đậu Đậu Dương Dương đắc ý truyền âm nói, hắn càng thêm ra sức cắn. Thư Hàng tiểu hữu, người xem rất đau bộ dạng, có cần phải tới một mũi thuốc giảm đau? Ta trước đó không lâu vừa nghiên cứu ra tới đây, đối với lục phẩm trở xuống tu sĩ đều hữu hiệu quả. Dược sư ôn hòa nói. Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, khổ sở nói, đã đau nhức trôi qua, không cần, dược sư tiền bối. Dược sư ôn hòa gật đầu, trả lời, tốt, lần sau lúc cần thiết nói cho ta biết. Từ khi kiểu tóc theo tóc đầu xù dài tạo hình đổi thành ấm áp nam nhân tạo hình về sau, luôn cảm giác dược sư tiền bối liền tính cách cũng thay đổi, biến siêu ấm áp. Cải biến kiểu tóc thật có thể cải biến một người sao? Quy y Phật môn phía sau đều cắt cái đại đầu chọc, có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Phân thân của ngươi lúc nào có thể một lần nữa phân ra tới đây? Dược sư lại dò hỏi. Tống Thư Hàng nói, cụ thể thời gian không rõ ràng lắm, tựa hồ theo ta mỗi lần sức mạnh tăng lên, phân thân chết mất phía sau một lần nữa khôi phục thời gian sẽ rút ngắn. Bất quá, chỉ cần nguyện ý tiêu hao lượng lớn linh lực, có thể cho phân thân trước giờ bình phục. Lần trước hắn không sai biệt lắm đem hai miếng trong kim đan linh lực toàn bộ tiêu hao chống không, mới khiến cho phân thân trước giờ bình phục. Hiện tại hắn có 4 miếng hạch tâm, có lẽ có thể chống đỡ 2 sóng. Dược sư sờ sờ cầm suy nghĩ một chút, nói, tiêu hao lượng lớn linh lực, người khả năng cần cái này. Bên người Giang Tử Yên từ túi sách nhỏ bên trong lấy ra một cái màu đen cái chai. Ta mới nghiên cứu ra tới đây bình phục linh lực đan dược, ta cho nó đặt tên là tử sư đan. Dưới tình huống bình thường, một mai đủ để bình phục ngũ phẩm linh hoàng linh lực, một lần có thể phục dụng 2-3 miếng. Phục dụng xuống dưới về sau, ngồi xuống minh tưởng xuống, có thể có hiệu lực. Dược sư giới thiệu nói. Tử sư đan, đây là đem Tử Yên tiên tử cùng dược sư cái tên nhu hợp sao? Có cái gì tác dụng phụ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, mới nghiên cứu ra tới đây đan dược, khẳng định có chút ít tác dụng phụ đi. Ừ, bởi vì là mới nghiên cứu ra tới đây đan dược, một ít tác dụng phụ còn chưa tới kịp giải quyết, bất quá đều là một ít vấn đề, không ảnh hưởng tu sĩ trạng thái. Tử sư đan lớn nhất tác dụng phụ liền là sẽ sinh ra mãnh liệt chắc bụng cảm giác. Bởi vì hắn bên trong ẩn chứa năng lượng quá phong phú, sẽ làm dùng ăn người giống như khẩu khí ăn đại lượng tiên hào. Dùng ăn xong sau, kế tiếp người có thể sẽ vài ngày ăn không vô bất kỳ vật gì. Nghe thấy tới đồ ăn hương vị, người liền sẽ cảm giác bụng tốt no bụng, không có khẩu vị. Dược sư ôn hòa giới thiệu nói. Chỉ là như vậy tác dụng phụ, hoàn toàn không có vấn đề. Tống Thư Hàng nói. Người có thể tiếp nhận lời nói tốt nhất, kế tiếp người mới công pháp khẳng định còn muốn sửa mấy lần, người trước bình phục điểm linh lực rồi hãy nói. Dược sư nói. Giang Tử Yên đem một lọ đan dược đều đưa cho Tống Thư Hàng, bên trong có 24 tấm, đủ phổ thông ngũ phẩm linh hoàng dùng thật lâu. Bất quá người có 4 hạt nhân, còn không biết người có thể sử dụng mấy lần. Cảm ơn dược sư tiền bối, Tử Yên tiên tử. Tống Thư Hàng tiếp nhận đan dược. Sau đó hắn trước tiêu hao lượng lớn linh lực, lại để cho phân thân trước giờ bình phục. Cùng lần trước, Tống Thư Hàng như trước tiêu hao 2 quả kim đan linh lực chứa đựng, mới đưa phân thân khôi phục lại. Tống Thư Hàng sức mạnh tăng lên, trong cơ thể linh lực tồn trữ mức độ tăng lên. Tương ứng, đem phân thân bình phục làm cho tiêu hao linh lực cũng sẽ có điều tăng lên. Đem phân thân bình phục về sau, Tống Thư Hàng đổ ra một mai tử sư đan nhét vào trong miệng, ồ, quả cam vị. Hương vị rất tuyệt a, giống như ăn kẹo phiến. Tống Thư Hàng không khỏi một cái cắn. Đây chỉ là phía ngoài vỏ bọc đường, bên trong sẽ rất đắng, vì vậy một hơi nuốt vào sẽ tốt nhất. Dược sư nói. Ha ha, Tống Thư Hàng lập tức lệ rơi đầy mặt. Cắn nát phía ngoài vỏ bọc đường về sau, tử sư đan bên trong cái kia đắng chát hương vị toát ra tới đây, quả thực đắng muốn chết. Tống Thư Hàng cảm giác đầu lưỡi của mình đều đắng đến không có cảm giác. Đầu hắn hướng lên, một cái đem đan dược nuốt xuống. Dược sư tiền bối ngươi sớm một chút nhắc nhở a. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Dược sư nhún vai, ta còn không có tới kịp nói, ngươi cũng đã cắn xuống đi. Nuốt vào đan dược về sau, Tống Thư Hàng liền cảm giác một loại ăn no lấy cảm giác dâng lên. Tốt no bụng, bụng thật to. Hơn nữa cảm giác bên trên là cái loại này ăn no rồi sau khi ăn xong còn uống một lọ nước cảm giác. Ngoại trừ cái này tác dụng phụ bên ngoài, cái bụng còn sẽ có điểm ngứa. Tiếp đó sẽ không có khác tác dụng phụ. Mà đan dược bình phục linh lực hiệu quả rất không tồi,
một viên xuống dưới Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan linh lực liền khôi phục gần một nửa, hơn nữa dược hiệu còn đang ở kéo dài, như phối hợp minh tưởng lời nói, không sai biệt lắm có thể bình phục một nửa bản mệnh kình đan linh lực. Tống Thư Hàng lại đổ ra hai khỏa tử sư đan một cái nuốt vào. Ba khối xuống dưới về sau, cái loại này chắc bụng cảm giác càng phát ra nghiêm trọng. Tốt no bụng, cảm giác bụng muốn chống đỡ nổ, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Không có biện pháp, tử sư đan loại này di chứng không tốt giải quyết, ta đang tại phá được cái vấn đề khó khăn này. Bất quá hiệu quả rất không tồi đi, dược sư tiền bối mỉm cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hiệu quả gạch thẳng đánh dấu, bản mệnh kình đan linh lực tại liên tục không ngừng bình phục. Liền thứ hai kim đan đều khôi phục gần một nửa linh lực. Hắn thô sơ giản lược tính toán, không sai biệt lắm ba khối tử sư đan xuống dưới, có thể tái sử dụng một lần phân thân bí pháp. Một bên Giang Tử Yên bổ sung, tử sư đan một lần phục dụng về sau, muốn cách 2 giờ trở lên, mới có thể tiếp tục phục dụng. Mặt khác, loại này chắc bụng cảm giác sẽ tích lũy, di chứng sẽ kéo dài 2 ngày trái phải. Ăn càng nhiều, kéo dài thời gian sẽ có kéo dài. Ngươi muốn chú ý phục dụng khoảng cách, ta đã biết, Tống Thư Hàng nói. Giang Tử Yên mỉm cười, tiếp đó nàng dìu lấy dược sư cánh tay, hai người lại đã một bên thanh tú ân ái đi. Tống Thư Hàng tìm cái chỗ ngồi xuống, hai tay của hắn ôm cái bụng, thỉnh thoảng đánh trọn vẹn nấc. Ăn no hoảng hốt, Tống tiền bối, bụng của ngươi không thoải mái sao? Vũ Nhu Tử nghi hoặc lên tiếng hỏi. Không có việc gì, đây là ăn dược sư tiền bối đan dược di chứng. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử mở chừng hai mắt, di chứng là cái gì, Tống tiền bối ngươi xem ra giống như là mang thai đau bụng. Cái đó và mang thai có quan hệ gì à, đây là ăn no hoảng hốt. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Kể từ khi biết nhìn là mang thai về sau, Vũ Nhu Tử thấy người khác đau bụng, liền sẽ nghĩ tới mang thai lên rồi. Cần men tiêu hóa sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi, nàng lấy ra một mai màu trắng men tiêu hóa thực tiền yến chuyên dụng khoản. Thực tiên yến bên trên tiên hào như vậy phong phú, luôn có tu luyện giả khẩu vị nhỏ, ăn không vô. Lúc này liền cần loại này đặc chế tu luyện giả chuyên dụng men tiêu hóa. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này màu trắng men tiêu hóa, dùng sức đánh cho trọn vẹn nấc, nhíu mày, chỉ sợ không được, ta hiện tại cái gì đều ăn không vô. Cho dù là một hột cơm, cũng không nghĩ nếm, tử sư đan ở phương diện này tác dụng phụ quá mạnh mẽ. Vậy ngươi thật tốt chậm rãi, thoáng đi một lát. Có thể hay không cảm giác tốt điểm. A Thập Lục đề nghị. Luôn cảm giác Tống tiền bối như là chúng nhìn là mang thai, liền là bụng không có rõ ràng bành trướng. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Luôn cảm giác hôm nay ở đâu có điểm gì là lạ. Vài giờ phía sau trải qua Cửu Châu nhất hào quần các đạo hữu đồng tâm hiệp lực, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản sửa thứ ba. Tiểu Bạch tiền bối lần nữa trước dùng phù văn xếp đặt phương thức. Dò thử một chút cái này phiên bản. Đại khái bên trên tìm không ra vấn đề, trên lý luận cái này phiên bản đã không có khuyết điểm. Bất quá, còn cần kết hợp thực tế. Thư Hàng, ngươi lại phân ra phân thân thử xem. Tiểu Bạch tiền bối nói. Thu được, Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, lần nữa đem Tống Thư Hàng lôi ra tới đây. Khổ cực rồi, Tống Thư Hàng nhìn qua phân thân của mình, cảm thán nói. Lúc trước phân thân nổ rớt trong nháy mắt đó. Hắn đừng đề cập có bao nhiêu lo lắng. Trơ mắt nhìn xem bản thân nổ rớt nữa a. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt bắt đầu vận hành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sửa chữa ba. Một vòng lại một vòng. Rất nhanh, Tống Thư Hàng vận chuyển 132 chu thiên. Nhưng ở thứ 132 chu thiên vận hành sau khi kết thúc, đột nhiên đạt đến một cái cực hạn. Thứ 133 chu thiên, không cách nào nữa tiếp tục nữa. Tống Thư Hàng chỉ có mở to mắt, chấm dứt tu luyện. Không có bị thương, không có bạo tạc. Lần này lại xảy ra vấn đề gì? Lệ Chi tiên tử nhào nặn mi tâm nói. Nói tóm lại so với lần trước có tiến bộ, không có bị thương, không có bạo tạc. Tô Thị A Thất nói. Thế nhưng, vì sao đầu vận chuyển 132 cái chu thiên, liền kẹt? Đông Phương Lục tiên tử nói, nàng cúi đầu nhìn qua mọi người sửa chữa phía sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Hoàn toàn không cách nào phát hiện trong đó có vấn đề gì. Thất tu tiền bối, bạch tiền bối, các ngươi nhìn xảy ra điều gì sao? Lưu Huỳnh tiên tử dò hỏi. Ừ, không sai biệt lắm, thất tu thánh quân nói.
Tiểu Bạch tiền bối đồng dạng nhẹ gật đầu, ta cũng cảm giác không sai biệt lắm. 132 cái chu thiên, là 4 cái 33 chu thiên. Thất tu thánh quân nhắc nhở. Nói cách khác, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, 33 cái chu thiên làm một cái đại chu thiên. Lệ Chi tiên tử lên tiếng hỏi. Lưu Huỳnh tiên tử, nếu như lại là 4 lời nói. Chẳng lẽ lại là chế ngự tại tống thư hàng 4 cái hạch tâm? Đây là một cái hạn mức cao nhất, cũng là đối với thư hàng tiểu hữu một loại bảo hộ. Thất tu thánh quân nói. Vũ Nhu tử giơ tay lên tiếng hỏi, nói cách khác, tống tiền bối tại chỗ nổ tung nguy cơ giải trừ. Điểm ấy, còn không cách nào xác định, còn phải tiếp tục lại quan sát đo đạc một thời gian ngắn. Tiểu Bạch tiền bối nói, thư hàng, ta đề nghị ngươi kế tiếp trước cùng theo ta một thời gian ngắn. Kế tiếp, ta chuẩn bị đi một chuyến Điền Thiên Đảo, ngươi cũng cùng đi đi. Nói cách khác, ta còn có thể sẽ nổ, tống thư hàng bất an nói. Trên lý luận mà nói, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sửa chữa bản ba, tuyệt đối sẽ không còn có nổ tung nguy hiểm. Thế nhưng ngươi cũng biết, lý luận là lý luận cùng thực hiện lúc nào cũng sẽ có chút khác nhau đó. Thất tu thánh quân bình tĩnh nói. Tống thư hàng, từ hôm nay trở đi, mời gọi hắn tống tùy thời có thể sẽ bạo tạc thư hàng. Nói nổ liền nổ, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nổ, liền mặt mũi của mình cũng không cho. Cái kia thất tu tiền bối, bạch tiền bối, lúc nào có thể xác định ta sẽ không lại bạo tạc. Tống thư hàng có chút bất an lên tiếng hỏi. Nếu như một mực không cách nào xác định lời nói, hắn còn có thể hay không thật tốt sống. Ngộ nhỡ đang tại cha mụ mụ mặt nổ tung, tống ba ba cùng tống mụ mụ sẽ điên mất, nói không chừng còn sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Tiểu bạch tiền bối tại gặm thứ hai bánh mì bơ, chờ ngươi tấn chức lục phẩm phía sau đi. Chỉ cần ngươi thành công tấn chức lục phẩm, đã nói lên tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sửa chữa bản ba không có vấn đề. Ngươi có thể triệt để yên tâm lại. Lục phẩm cảnh giới, ta đều vừa mới tấn chức ngũ phẩm không bao lâu a. Tống thư hàng tâm tính thiện lương mệt mỏi. Muốn tấn chức lục phẩm còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Yên tâm đi, thư hàng tiểu hữu. Dựa theo người dĩ vãng tấn cấp xu thế đến xem, nhiều nhất tháng 11, người liền tấn chức lục phẩm. Đen xì phá dương kích quách đại ha ha cười nói. Làm sao có thể a? Tống thư hàng cười khổ nói. Trong một tháng tấn chức lục phẩm, cũng chỉ có đang ở trong mộng năng lực làm được. Hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một cái, tại lục phẩm phía trước quý trọng tính mạng của mình. Ngàn vạn cẩn thận, không muốn dễ dàng sẽ chết mất. Tại có thể xác định mạng nhỏ điều kiện tiên quyết, cố gắng nữa sớm chút tấn chức lục phẩm cảnh giới. Thư hàng tiểu hữu, trên người của ngươi còn có phục sinh pháp khí sao? Lúc này, thất sinh phù phủ chủ lên tiếng hỏi. Nấc còn có. Bất quá phục sinh pháp khí còn đang ở thời gian làm lạnh bên trong. Trong 10 ngày nếu như ta xảy ra vấn đề lời nói, vậy thật xong đời. Tống thư hàng nói. Cái kia nỗ lực lên, nhất định phải sống quá 10 ngày này. Sống quá sau đó, muốn chết như thế nào đều không cần sợ hãi. Diệt Phượng công tử nghiêm trang vỗ vỗ tống thư hàng bả vai. Ta mới không cần chết a. Tống thư hàng nói. Giao phách chân quân nói đùa, thư hàng tiểu hữu. Đáy biển bãi mộ, mua một tặng hai. Cần lời nói có thể trước giờ dự định, chúng ta còn đưa tặng các loại đẹp đẽ bia mộ, chúng ta có một cái bia mộ trích lời hệ thống, cam đoan sẽ không tái diễn. Giao phách đạo hữu, ta đây cho đồng quái định một cái. Bắc Hà tán nhân đột nhiên ngẩng đầu, đằng đằng sát khí nói. Làm sao vậy, đồng quái lại vung ngươi rồi, Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói. Bắc Hà tán nhân nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, tóm lại. Năm nay ta nhất định phải quét sạch hắn, tên hỗn đản này. Có thể đem Cửu Châu nhất hào quần bên trong người nhân hậu Bắc Hà tán nhân tức giận thành dạng này, cũng không biết đồng quái gia hỏa này lại đã làm nên trò gì phát rồ sự tình. Nói lên đồng quái đạo hữu, ta liền nhớ lại một sự kiện. Bắc Hà, đồng quái tại thực tiên yến phía trước cho ngươi định rồi cái bãi mộ. Bia mộ đều định tốt rồi. Giao phách chân quân lấy ra điện thoại di động của mình, nói, đây là đồng quái cấp phát ta tin nhắn. Hắn nói Bắc Hà bia mộ muốn dùng giọng nói hình thức thu. Nội dung là người tốt, hoan nghênh gửi điện thoại Bắc Hà tán nhân kênh, có việc triệu hoán mời ấn 1, tưởng niệm ta mời ấn 2, có rãnh rỗi ta trước hết treo. Tiếp đó, còn muốn đem Bắc Hà một đoạn video chế tác thành mã 2 chiều thả đi lên. Bất quá hắn còn không có trả giá tiền đặt cọc, cuộc làm ăn này ta còn không có nhận đi xuống. Bắc Hà, cái này không thể nhẫn nhịn.
giết chết hắn. Đông Phương Lục tiên tử châm ngòi thổi gió. Là ta đều nhìn không được, Phật cũng muốn tức giận. Tạo hóa Pháp Vương nói. Lệ Chi tiên tử, đánh đồng quái, ta trợ giúp một khối lục phẩm linh thạch. Ta cũng trợ giúp một viên, ta cũng thế, Tống Thư Hàng, đồng quái tiền bối gần nhất đến cùng đã làm cái gì, như vậy nhận người hận. Khẳng định không chỉ là tính hắc quẻ đơn giản như vậy. Từ khi hắn tiến quần về sau, đồng quái tiền bối tìm đường chết giá trị mỗi ngày đều ở trên căng, trực bức cuồng đao tam lãng tiền bối. Thậm chí tại kéo độ cừu hận phương diện, ẩn ẩn có vượt qua xu thế. Đúng rồi, Bạch tiền bối. Ngươi muốn đi Điền Thiên Đảo có chuyện gì phải xử lý sao? Hoàng Sơn lên tiếng hỏi. Cửu Châu nhất hào quần trong, các đạo hữu chủ đề lúc nào cũng lệch ra đặc biệt nhanh. Vô luận là tại trong nhóm hay là đang trong hiện thực, đều. Thân là quần chủ Hoàng Sơn tiền bối, lúc nào cũng phải chịu trách nhiệm đem chuyện trọng yếu nhất một lần nữa sách đi ra, một lần nữa thảo luận. Ừ, bởi vì ngày hôm nay thiên có biến, linh lực triều tịch sắp xảy ra. Chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo biến càng nhiều. Điền Thiên Đảo cũng xuất hiện một cái to lớn thông đạo. Bất quá cái lối đi kia không biết nối lại lấy cái gì thế giới, Điền Thiên Đảo hữu mời ta đi nhìn xem. Bạch tiền bối nói. Hoàng Sơn suy tư chốc lát nói, thì ra là thế. Cái kia đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi đạo hữu, có thể cùng Bạch Thánh cùng đi lần Điền Thiên Đảo, nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Chư thiên vạn giới, từng cái thế giới đều không giống nhau. Ai cũng không biết đối diện là cái gì thế giới. Có lẽ là tai nạn, nhưng là có thể là kỳ ngộ. A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, các ngươi muốn đi sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía các nàng, lên tiếng hỏi. Ta muốn về nhà trước một chuyến á, lần này đi ra quá lâu. Hơn nữa, ta phải đợi A Cha đi ra, Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói. Nàng rất muốn cùng theo đi chơi, nhưng nàng lần này cùng Linh Điệp Tôn giả ước định qua. Thực tiên yến sau khi kết thúc, không loạn chạy, về trước một chuyến Linh Điệp Đảo. Ta muốn đi một chuyến Đông Hải. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, nàng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bản thân tai trái chỗ sợi tóc, trên lỗ tai bạch long tỉ tỉ biến thành khuyên tai khẽ lắc lư, rất đúng đẹp mắt. Thư Hàng hôm nay đã ngũ phẩm cảnh giới, mà nàng vẫn còn tứ phẩm. Cũng không thể bị Tống Thư Hàng một mực như vậy kéo ra cảnh giới, vì vậy Đông Hải nàng phải đi một chuyến. Lúc này, Tiểu Bạch tiền bối trước mặt điểm tâm lại từ bánh mì đổi thành thủy tinh rảo, mọi người không cần phải gấp gáp. Chờ ta cùng Thư Hàng đi trước Điền Thiên Đảo đi dạo một vòng nhìn xem tình huống. Tiếp đó nếu có cần mọi người trợ giúp lời nói, ta sẽ ở Cửu Châu nhất hào quần trong triệu hoán mọi người. Đến lúc đó lại dùng không gian lực lượng đưa mọi người đi qua. Có không gian lực lượng, có một số việc có thể biến rất dễ dàng. Đặc biệt là chạy đi loại sự tình này. Như vậy rất tốt. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười nói. Điền Thiên Đảo chủ đề thì cứ như vậy qua. Các đạo hữu chủ đề lại chuyển. Gần nhất mọi người thường xuyên sẽ trò chuyện lên chủ đề đều lượn quanh không mở chư thiên vạn giới thông đạo. Theo chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo sau khi mở ra, có tốt có xấu. Gần nhất, thường xuyên có thể nghe được có cỡ lớn môn phái cùng khác giới thế lực phát sinh xung đột các loại sự tình. Đúng rồi, gần nhất nghe nói Vô Cực Ma Tông có cái kế hoạch lớn. Đông Phương Lục tiên tử nói, bọn hắn tựa hồ muốn thành lập một cái ma tu quốc gia. Đều là ma tu, Đông Phương Lục tiên tử có đặc thù tin tức. Ma tu quốc gia, cái này muốn làm sao làm? Tống Thư Hàng nghe được Vô Cực Ma Tông lỗ tai liền bị dựng lên. Hắn mấy tháng trước địch nhân vốn có Công Tử Hải, ngay tại Vô Cực Ma Tông trong. Đã từng, vì không bị Công Tử Hải bóp chết, Tống Thư Hàng dốc sức liều mạng tu luyện. Hôm nay chỉ chớp mắt 5 tháng trôi qua. Hắn cuối cùng không cần lo lắng bị Công Tử Hải bóp chết. Ai biết được, cụ thể tin tức Vô Cực Ma Tông giấu thì vẫn còn tốt hơn. Hơn nữa, nói không chừng ma tu quốc gia kế hoạch chỉ là chướng nhãn pháp. Ma tông người liền ưa thích chính diện một bộ, sau lưng lại một bộ. Bất quá có thể khẳng định là, Vô Cực Ma Tông gần nhất muốn làm cái đại tin tức. Đông Phương Lục tiên tử nói. Việc này đương nhiên muốn chú ý một sóng. Tống Thư Hàng nói. À đúng rồi. Thư Hàng tiểu hữu, bổn mạng của ngươi kim đan là vài long văn. Vẫn luôn quên hỏi ngươi chuyện này. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng hỏi. Lời nói đề tài nói chuyển liền chuyển, nhảy cực nhanh. Lại nói tiếp, tại Cửu Châu nhất hào quần trong, các đạo hữu long văn cũng không có thấp hơn 7 đạo đó nha. Thư Hàng tấn cấp tốc độ rất nhanh, hắn nền tảng ổn sao?
hắn sẽ có mấy đạo long văn. Không chỉ Đông Phương Lục tiên tử, khác Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu cũng rất tò mò. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục lập tức nhớ tới Tống Thư Hàng cái kia cổ quái long văn, nhịn không được cười ra tiếng. Vốn là ba đầu long văn, bất quá về sau đã có chút ít biến hóa. Tống Thư Hàng cười hì hì, nói, hì hì hì, nói lên cái này. Đông Phương Lục tiên tử, người muốn nhìn xem ta long văn sao? Đông Phương Lục tiên tử, ba đạo long văn, về sau đã có biến hóa. Chẳng lẽ là long văn mang thai sinh con? Không có biện pháp, gần nhất bá Tống đạo hữu lúc nào cũng cùng mang thai liên hệ cùng một chỗ. Nghĩ tới hắn, liền sẽ nghĩ lên mang thai. Muốn xem sao? Tống Thư Hàng cười hì hì nói. Xem ra, có kinh hỉ đang chờ ta. Ta đây liền nhìn xem. Đông Phương Lục tiên tử nói. Nàng đưa tay bắt lấy tay của Tống Thư Hàng cánh tay, đậu đậu, người còn không đi xuống a? Không, hôm nay ta đi nằm ngủ nơi này. Đến chết còn lắm miệng, ta muốn đem Tống Thư Hàng cắn khóc. Đậu đậu nói. Được rồi, người vui vẻ là được rồi. Đông Phương Lục tiên tử đem bản thân một đám ý thức độ vào Tống Thư Hàng trên thân. Tống Thư Hàng mang theo Đông Phương Lục tiên tử ý thức tiến nhập trong bản mệnh đan điền của mình. Tại đó phì kình kim đan đang tại chậm rãi du động lấy. Người kim đan, Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng hỏi. Ừ, lần trước tại trong nhóm cũng đề cập tới, tứ phẩm thời gian ta hư đan liền biến dị. Tấn chức ngũ phẩm về sau, hắn còn là bảo trì phì kình bộ dáng. Tống Thư Hàng nói. Là có chút mập mạp, long văn đây. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, phì kình hư đan bên trên bọc thép thành từng mảnh rút đi, lộ ra phì kình bên trên long văn. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành Trung Yên thánh kiếm cửu tu phượng hoàng đao công đức xà mỹ nhân cộng thánh ấn viễn cổ thánh viên cộng nho gia kinh thư nho gia thánh nhân chi nhãn, hạch tâm thế giới hoa sen, 33 thú tổ hợp mà thành phì kình. Mỗi một đạo long văn đều cực kỳ đặc sắc, cùng phổ thông long văn khác nhau. Người những thứ này long văn, tất cả đều là tăng thêm kèm theo đi lên. Đông Phương Lục tiên tử nghi ngờ nói. Những thứ này long văn, mỗi một cái đều đại biểu cho Tống Thư Hàng đặc thù pháp khí, hoặc là công đức. Nhưng không có một cái là Tống Thư Hàng tu luyện ra được. Tống Thư Hàng ban đầu long văn, là không. Làm sao có thể, coi như là tư chất lại kém, ban đầu long văn ít nhất cũng có vừa đến hai đạo đi. Có thể là kim đan của ta sinh ra biến dị nguyên nhân đi. Tống Thư Hàng đạo, tiếp đó, hắn mở ra bản thân cuối cùng một đạo long văn. Đông Phương Lục tiên tử hướng đệ cửu long văn nhìn lại. Tiếp đó, nàng nhìn thấy một cái mỹ mạo như hoa Đông Phương Lục. Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương Lục tiên tử đều cho là mình nhìn lầm rồi. Thế nhưng nàng lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, đệ cửu long văn bên trong cái kia xinh đẹp như hoa. Vòng eo như rắn nữ tử, liền là Đông Phương Lục, sẽ không sai. Thư Hàng tiểu hữu, Đông Phương Lục tiên tử nói. Tinh thần lực của nàng có chút mất khống chế sóng gió nổi lên, tâm tình có chút không ổn định bộ dạng. Ta tại, Đông Phương tiên tử, Tống Thư Hàng trả lời hì hì hì, Đông Phương tiên tử, cho lực lượng không? Thấy ta đem ngươi văn tại đệ cửu long văn bên trên, có cảm giác hay không đặc biệt kích thích? Đông Phương Lục tiên tử, ngươi có thể nói cho ta biết. Người cái này đệ cửu long văn là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao ta sẽ xuất hiện tại người đệ cửu long văn bên trong? Người đừng nói cho ta biết người thầm mến lấy ta. Nếu như là trò đùa dai lời nói, có tin ta hay không mỗi ngày lái xe theo nhà của người cửa ra vào trải qua. Cái này, đến phiên Tống Thư Hàng tinh thần lực kịch liệt sóng gió nổi lên, tâm tình không cách nào ổn định. Hắn vốn còn muốn hỏi Đông Phương Lục tiên tử một câu, kích thích không kích thích? Hiện tại, chính hắn cũng cảm giác quá kích thích. Trái tim nhỏ đều gia tốc. Khụ, Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời, kỳ thật, ta đệ cửu long văn là đặc thù biểu hiện chân ngã hiệu quả. Nói trắng ra là, liền cùng soi gương. Đông Phương Lục tiên tử chính ngươi nhìn qua, liền từ trong đó thấy được bản thân. Soi gương, Đông Phương Lục tiên tử tâm tình ổn định lại, soi sáng ra chính là chân ngã. Đúng vậy, không có sai. Tống Thư Hàng nói. Thì ra là thế. Xem ra ta quả nhiên là cái trước sau như một nữ nhân. Đông Phương Lục tiên tử thỏa mãn nói. Tống Thư Hàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối cấp nhân vật, cùng Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục hoàn toàn bất đồng. Vũ Nhu Tử sẽ bởi vì quá kích thích, manh đến ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. A Thập Lục là vì chiếu rọi ra Bạch Long,
vì vậy biểu hiện hơi có vẻ bình tĩnh. Mà Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong lão tiền bối, ngược lại sẽ đem Tống Thư Hàng kích thích đến cả lăm. Lại nói, Đông Phương Lục tiên tử, người ngoại trừ thấy bản thân bên ngoài, còn có thấy hay không những vật khác? Tống Thư Hàng hỏi dò. Đông Phương Lục tiên tử, cái gì? Tỷ như, xe a gì gì đó. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi lại tỷ như bị triển đè người qua đường. Đông Phương Lục tiên tử, ngươi đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi lời ngầm a, có tin ta hay không mỗi tuần lái xe đi nhà của ngươi cửa ra vào trượt một vòng. Bất quá nói trở lại, ngươi cái này đệ cửu Long Văn không tệ, kế tiếp chúng ta hợp tác, hố xuống một cái. Ngươi chuẩn bị hố người nào? Đông Phương Lục tiên tử nói. Dù sao cũng là ma giáo thánh nữ. Mình bị hố về sau, quay đầu lại lập tức liền nghĩ hố người khác. Tùy tiện đi, dù sao ta nghĩ cho trong nhóm tiền bối đều nhìn xem. Tống Thư Hàng nói. Đông Phương Lục tiên tử chỉ điểm nói, không phải ta nói ngươi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi loại kích thích này người phương pháp cấp quá thấp. Ngươi có lẽ cùng với ta phối hợp mới được, ngươi trước lựa chọn nhân tuyển tốt, một lát ta đi ra ngoài lúc, giả bộ một mặt bộ dáng nghiêm túc. Sau đó lại một mặt nặng nề vỗ vỗ sau muốn đến xem đệ cửu Long Văn đạo hữu. Dạng này có thể đạt tới tốt nhất quan sát hiệu quả. Cái kia chọn người nào tốt? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch tiền bối xem qua sao? Đông Phương Lục tiên tử trước tiên liền nhớ lại bạch tiền bối. Nhìn rồi, Tống Thư Hàng nói. Sách, thật là đáng tiếc. Cái kia đổi lại mục tiêu. Tử Yên như thế nào đây? Tử Yên sau khi xem xong, lại kéo Dược Sư tiến đến. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng, ta cảm giác lấy Tử Yên tiên tử cùng Dược Sư tiền bối loại này như keo như sơn trạng thái, nàng vừa ra tới, liền sẽ đem bí mật báo tố Dược Sư tiền bối. Có đạo lý, vậy theo quần chủ bắt đầu đi. Xuống một cái kéo Hoàng Sơn tiền bối tiến đến. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng, ta đồng ý. Tốt, chúng ta đây thật tốt phối hợp, hố Hoàng Sơn tiền bối một thanh. Đông Phương Lục tiên tử hì hì cười nói. Một lát sau, Đông Phương Lục tiên tử ý thức theo Tống Thư Hàng trong đan điền rút khỏi. Vũ Nhu tử cùng Tô Thị A thập lục cùng với Tiểu Bạch tiền bối, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Đông Phương Lục tiên tử. Đông Phương Lục tiên tử hít sâu một hơi vừa rồi vào xem lấy nhìn Tống Thư Hàng đệ cửu Long Văn, đều không để ý đến một sự kiện. Tống Thư Hàng gia hỏa này, là cửu Long Văn A. Cửu Long Văn A, nàng đều mới bát Long Văn A. Hút xong khẩu khí này về sau. Đông Phương Lục tiên tử nhanh chóng tiến nhập diễn kịch hình thức. Nàng còn phải phối hợp Tống Thư Hàng đi hố Hoàng Sơn tiền bối đây. Kế tiếp, Đông Phương Lục tiên tử vốn là bày ra một loại cường điệu hóa không dám tin biểu lộ, một mặt trầm tư hình dáng. Tiếp đó nàng lại lặng lẽ hướng Hoàng Sơn tiền bối vị trí liếc nhìn. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu khác, Đông Phương Lục tiên tử đến cùng nhìn thấy gì? Vì sao theo Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong đi ra về sau? Liền một mặt thất thần hình dáng. Hơn nữa, nàng một mực lặng lẽ nhìn Hoàng Sơn tiền bối làm gì vậy? Hoàng Sơn tiền bối cũng là một mặt nghi hoặc. Đông Phương Lục tiên tử đi vào Hoàng Sơn tiền bối bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ Hoàng Sơn tiền bối, kế tiếp ngươi đi nhìn xem Thư Hàng Long Văn đi. Ta cảm thấy vấn đề này, hay vẫn là ngươi bản thân tự mình đi chứng kiến một chút tốt nhất? Hoàng Sơn, thấy một mặt nghiêm túc Đông Phương Lục tiên tử, Hoàng Sơn tôn giả nhíu mày. Được rồi, xuống một cái liền từ để ta xem một chút đi. Hoàng Sơn tiền bối nói. Hắn đi vào Tống Thư Hàng bên người, trước đưa tay bắt lấy đậu đậu, ra rồi, đậu đậu. Không không không, hôm nay ta không xuống. Đậu đậu truyền âm nhập mật nói. Hoàng Sơn tôn giả lạnh lùng cười một tiếng, hai tay của hắn chộp vào đậu đậu trên bụng, nhanh chóng gãi ngứa ngứa. Tốc độ tay nhanh đến bạo tạc, Tống Thư Hàng đều thấy không rõ Hoàng Sơn tiền bối ngón tay. Ha 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 ha, gâu đậu đậu chịu đựng không nổi, cười ha hả. Nụ cười này, miệng lưỡi liền buông lỏng ra, theo Tống Thư Hàng trên cánh tay rớt xuống. Hoàng Sơn đại ngốc, ta và ngươi liều mạng, đậu đậu cả giận nói. Đừng cãi, một lát đến phiên ngươi đi nhìn xem Thư Hàng tiểu hữu Long Văn. Hoàng Sơn nói. Đậu đậu nghiêng đầu suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Hoàng Sơn tôn giả bắt lấy tay của Tống Thư Hàng cổ tay. Ý niệm của mình độ đi vào. Kế tiếp, cùng Đông Phương Lục tiên tử. Tống Thư Hàng vốn là đem phía trước tám đầu Long Văn cho Hoàng Sơn tiền bối phô bày một lần. Hoàng Sơn tôn giả đồng dạng nhìn ra Tống Thư Hàng tám đạo Long Văn tất cả đều là kèm theo sự thật.
Đồng thời, Hoàng Sơn tiền bối đối với đệ cửu Long Văn tỏ vẻ rất chờ mong. Tống Thư Hàng mỉm cười, lôi ra bản thân đệ cửu Long Văn. Hoàng Sơn tôn giả đối với đệ cửu Long Văn nhìn một cái. Tiếp đó, hắn theo đệ cửu Long Văn trông được đến một vị đẹp trai, có khí chất nam nhân. Liếc nhìn qua, người nam nhân này liền thuộc về đặc biệt đáng tin tiền bối loại hình. Hoàng Sơn tôn giả, Nam Thảo, đây không phải hắn sao? Tống Thư Hàng tiểu hữu đưa hắn văn đến đệ cửu Long Văn bên trên. Đây là mấy cái ý tứ. Sẽ liên lạc lại lúc trước Đông Phương Lục cô gái nhỏ kia thần thái, Hoàng Sơn tiền bối trong lòng bất an. Chờ. Trước không muốn sợ, trước hết để cho ta tỉnh táo suy nghĩ một chút. Một lát sau, Hoàng Sơn tiền bối đột nhiên nghĩ đến mấy cái kỳ quái câu thơ. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện là tình vợ chồng. Lưỡng tình nếu như lâu dài thời gian, lại há để ý sớm tối chiều. Bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng tại, ngọn đèn dầu hết thời chỗ. Tương đối đáng sợ ba câu thi từ. Đúng là bởi vì này ba câu thơ đường thơ tống nội dung, lại để cho Hoàng Sơn tôn giả đối với xem bói triệt để tuyệt ý niệm trong đầu. Hiện tại hắn xem bói, đều dùng tu chân giới một vị quẻ tính đại lão khai phá đi ra điện thoại app ứng dụng. Hắn đã tình nguyện tin tưởng app ứng dụng cũng không muốn tin tưởng mình quẻ tính thiên phú. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn tiền bối ý niệm kịch liệt sóng gió nổi lên. Chấn động mức độ có chút đại, vượt quá Tống Thư Hàng dự kiến. Thư Hàng tiểu hữu, Hoàng Sơn tiền bối trầm giọng nói. Ta tại, Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời cái kia câu kích thích không? Không có thể hỏi ra, bởi vì Hoàng Sơn phía trước ngữ khí thật nặng một lần nữa. Người cảm giác Tô Thị A thập lục như thế nào đây? Hoàng Sơn tiền bối lên tiếng hỏi. Rất đáng yêu, tính cách điềm đạm nho nhã, rất tốt. Tống Thư Hàng trả lời. Người cảm giác Phũ Nhu Tử tiểu cô nương như thế nào đây? Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi. Rất đẹp, tính cách cũng rất đáng yêu. Tống Thư Hàng trả lời. Người cảm giác mình Linh Quỷ Diệp Tư như thế nào đây? Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi. Rất điềm đạm nho nhã, tính cách cùng ta cũng rất đồng bộ. Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn tiền bối lại hỏi. Đối mặt ba cái khác nhau loại hình, lại cùng ngươi tuổi không sai biệt nhiều nữ tu, ngươi không có động tâm sao? Hắn hiện tại có chút lo lắng Tống Thư Hàng, theo đáy lòng lo lắng. Đương nhiên là có động tâm qua a, Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời. Vô luận là mới gặp gỡ Vũ Nhu Tử lúc, vẫn là cùng Tô Thị A thập lục tiếp xúc, cùng với nhìn thấy Diệp Tư thời gian, hắn đều không chỉ một lần động tâm qua. Hắn là rất bình thường nam nhân, cũng không phải đắc đạo cao tăng. Nhìn thấy mỹ nữ sẽ động tâm rất bình thường, nếu hắn không động tâm, đó mới có vấn đề lớn. Xem ra còn có thể cấp cứu một chút. Đã như vậy lời nói, ngươi vì sao không đem Tô Thị A thập lục hoặc là Vũ Nhu Tử, Diệp Tư Văn đến đệ cửu Long Văn bên trên? Hoàng Sơn phía trước tâm tính thiện lương mệt mỏi, ngươi đem ta văn đến đệ cửu Long Văn bên trên làm cái gì? Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy tại công bố chân tướng phía trước, hay là hỏi vừa hỏi vấn đề này? Hi hi hi, Hoàng Sơn tiền bối, cảm giác kích thích không? Ha ha, Hoàng Sơn tiền bối một mặt mộng bức. Kỳ thật chuyện là như vậy. Ta đây đệ cửu Long Văn, là có thể chiếu dọi ra chân ngã Long Văn. Liền cùng một mặt tấm gương là giống nhau. Vô luận là người nào, đối với tấm gương đều có thể chiếu dọi ra bản thân tới đây. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hoàng Sơn tôn giả, nói trở lại, Hoàng Sơn tiền bối ngươi vừa rồi tâm tình chấn động đặc biệt lớn. Ta cũng không nghĩ tới ngài đối với việc này sẽ như vậy kích thích. Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn tiền bối phản ứng, so với hắn trong tưởng tượng muốn kịch liệt gấp bội. Trong đó có cái gì ẩn tình? Thư Hàng tiểu hữu, Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh nói, có câu nói thì nói như thế, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Ồ, tiền bối, ta đây không tính tìm đường chết đi. Tống Thư Hàng vội la lên. Ta chỉ là mời các tiền bối nhìn xem ta đệ cửu Long Văn. Hơn nữa cũng đều là trước tiên cho ra giải thích a. Chỉ là cho các tiền bối một kinh hỉ a. Chẳng lẽ hơi bất cẩn, lại biến thành tìm đường chết. Ngày kế tiếp, ngày 14 tháng 10 năm 2019, thứ hai. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang tại một chiếc thuyền mộc bên trên. Thuyền gỗ nhỏ đang tại trên biển theo gió vượt sóng, cách đó không xa, ngồi tiểu Bạch tiền bối. Ồ, Bạch tiền bối. Chúng ta ở đâu, chúng ta muốn đi chỗ nào? Ta làm sao đột nhiên ngủ mất, đã xảy ra chuyện gì?
Tống Thư Hàng trong lòng có liên tiếp vấn đề. À, Tiểu Thư Hàng ngươi tỉnh rồi. Tiểu Bạch tiền bối nhìn về phía Tống Thư Hàng, hướng hắn khoát tay áo, nói, ngủ có khỏe không? Ta làm sao đột nhiên ngủ trôi qua? Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, bắt đầu nhớ lại. Mình ở mất đi ý thức phía trước cuối cùng một khắc. Hẳn là lôi kéo Hoàng Sơn tiền bối nhìn bản thân đệ cửu Long Văn đồ án. Ngươi chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, tiếp đó tự nhiên mà vậy tiến nhập đến ngủ say trạng thái, không cần lo lắng. Tiểu Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, không thể nào, ta lúc ấy trạng thái rất tốt ha. Mặt khác, luôn cảm giác Bạch tiền bối trả lời hắn lúc, ánh mắt không biết bay ở địa phương nào. Vấn đề này trước để một bên, tóm lại, ngươi chính là ngủ một giấc. Tiểu Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, hắn ngẩng đầu ngắm trời. Bầu trời còn có chút tối tăm mờ mịt, đúng là bình minh tiến đến thời điểm. Xem ra, là mình lúc ấy không cẩn thận thỏa mãn tìm đường chết mấy cái nhân tố, tiếp đó nhận lấy trừng phạt. Nói trở lại, Tiểu Bạch tiền bối trạng thái có chút không đúng a. Kế tiếp, chúng ta muốn đi vào cái mảnh này liền tu sĩ đều cảm giác được nguy hiểm hỗn loạn hải vực. Không mang theo khác bất kỳ cấp cứu trang bị, liền thức ăn nước uống cũng không mang. Ta cùng Tiểu Thư Hàng hai người chỉ bằng một chiếc thuyền cô độc dũng cảm tiến tới. Tiểu Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối giống như tại đối với cảnh nói cái gì, hơn nữa Bạch tiền bối đối với hắn xưng hô. Tiểu Thư Hàng, lúc trước hắn còn tưởng rằng là nghe lầm. Ta có phải hay không gặp được cái giả dối Bạch tiền bối? Hay hoặc là, Tống Thư Hàng thuận theo Bạch tiền bối ánh mắt, hướng sau lưng nhìn lại. Tiếp đó hắn nhìn đến một cái điện thoại di động phiêu du tại không trung, đang tại thu video. Trực tiếp, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ừ, Tiểu Hoàng Sơn dưới cờ đoàn đội trước đó không lâu nghiên cứu phát minh đi ra phần mềm, cung cấp tự chúng ta tu chân trong hội người sử dụng. Nghe nói là Linh Điệp đạo hữu trước khi bế quan, ủy thác Tiểu Hoàng Sơn khai thác. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, sau đó Tiểu Thư Hàng về sau, Tiểu Hoàng Sơn cũng đi ra. Linh Điệp tiền bối ủy thác khai phá, vậy khẳng định chính là vì Vũ Nhu Tử. Bạch tiền bối, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới chơi trực tiếp? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bởi vì nhàm chán, Bạch tiền bối trả lời. Rất cường đại lý do. Chúng ta đây lần này trực tiếp chủ đề là cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Như ngươi kiến giải, là trực tiếp hai chúng ta tại hỗn loạn hải vực mạo hiểm trải qua, ta cũng mới vừa mới bắt đầu trực tiếp. Người xem mới chỉ có Tiểu Hoàng Sơn cùng hắn mấy người thuộc hạ. Người tỉnh lại vừa vặn, quay chụp trực tiếp nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức tiếp nhận điện thoại. Tại hỗn loạn hải vực trong, vô cùng chuyện nguy hiểm cũng không cách nào tìm được hàng hải phương hướng. Bất quá, ta cùng Tiểu Thư Hàng không cần lo lắng. Mặc dù là thuyền cô độc, thế nhưng chúng ta có thế giới nhất lưu hàng hải phương hướng khảo thí khí cụ. Tiểu Bạch tiền bối nói. Sáu đầu cánh Tiểu Bạch Hạc tiến nhập trực tiếp ở giữa ta gọi Biệt Tuyết tiến nhập trực tiếp ở giữa ta là Đậu Đậu, ta thích nhất Sở Sở tiến nhập trực tiếp ở giữa không kịp đặt tên Tạo Hóa tiến nhập trực tiếp ở giữa. Bắc Hà Hạnh Nhân tiến nhập trực tiếp ở giữa, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu lấy soát bình tốc độ, từng cái một nhanh chóng chạy đến. Rất nhiều người đều là không có mua xuống cái này phần mềm, nghe được Bạch tiền bối mở trực tiếp về sau, mới trước tiên mua xuống cái này Hoàng Sơn tiền bối nghiên cứu phát minh phần mềm. Đây là Bạch tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối liên hợp lại là phát triển cái này phần mềm sao? Tống Thư Hàng trong lòng nghi ngờ nói. Có lẽ trận này trực tiếp là đã sớm viết xong kịch bản, Bạch tiền bối một mực ở tiến hành biểu diễn, vì vậy hôm nay, hắn lộ ra cái này rất cổ quái. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, trước mắt Tiểu Bạch tiền bối đưa tay từ tiểu thuyền thuyền thương bên trong chuyển ra một vật. Đó là một cái bảo trì khoanh chân mà ngồi tư thế pho tượng. Pho tượng bên trên cột một cây thật dài dây thừng. Năm thảo, là Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng sợ ngây người. Cái này khoanh chân mà ngồi pho tượng, là bế quan hình thức Bạch tiền bối. Cái kia trước mắt cái này từ trước đến nay hắn giao lưu. Là phân thân, Bạch tiền bối phân thân thiên phú rất bất thường, hắn mỗi lần biến ra phân thân, tựa hồ cũng sẽ có khác nhau tính cách. Nhưng đồng thời, những thứ này phân thân đều có được lấy bản thể tri thức, năng lực cùng thủ đoạn. Bạch tiền bối phân thân nắm lên bản tôn, dùng sức đem bản tôn hướng lên bầu trời ném đi. Tống Thư Hàng,
hắn nhớ tới Bạch Tiền Bối tốt nhất lần phân liệt đi ra chính là cái kia đem bản tôn làm trên lịch sử thứ nhất cường đại ám khí văng ra phân thân. Bế quan bên trong bản tôn bị ném phóng lên trời về sau, Bạch Tiền Bối phân thân cầm lấy dây thừng, dùng sức phung vẩy, xoay tròn. Không kịp lấy tên tạo hóa, nằm thảo, tượng đá là Bạch Tiền Bối bản tôn. Không kịp lấy tên tạo hóa soát 1000 cái thiên kiếp súng máy Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, khó trách, theo trực tiếp bắt đầu lên, ta cũng cảm giác hôm nay Bạch Đạo Hữu uống lộn thuốc. Nguyên lai là phân thân. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu soát 666 cái thiên kiếp tăng ta là đậu đậu, ta thích nhất sở soát 100 cái thiên kiếp đạn đạo ta gọi biệt tuyết, quá làm loạn. Thế nhưng, hai cái đều là Bạch Đạo Hữu, hai cái đều thật đáng yêu. Sáu đầu cánh tiểu Bạch Hạc tâm tình cùng biệt tuyết xoắn xuýt. Tới từ Linh Điệp đảo tiểu Vũ Mao, Tống Tiền Bối, một cái đằng trước dám làm như vậy Bạch Tiền Bối phân thân, đã nổ rớt. Ngài cũng chú ý bảo trọng thân thể. Tới từ Linh Điệp đảo tiểu Vũ Mao soát một cái thiên kiếp bom nguyên tử việc này cùng ta có quan hệ gì a? Tống Thư Hàng nhìn không được nói. Bắc Hà Hạnh Nhân, trên lý luận mà nói, ngươi là đồng lõa. Bởi vì ngươi đang tại thu trực tiếp, chờ mong Thư Hàng tiểu hữu tiếp theo bạo tạc, Đông Phương Lục là một cái trước sau như một cô nương. Tống Thư Hàng tay khẽ run rẩy, điện thoại đều hù dọa rớt. Thế nhưng điện thoại té xuống lúc, chính nó liền bay lên, trở xuống đến Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng, lần sau Thư Hàng, sẽ chết như thế nào đây? Sáu đầu cánh tiểu Bạch Hạc vui vẻ nói. Sáu đầu cánh tiểu Bạch Hạc soát một cái thiên kiếp bom nguyên tử lúc này, trực tiếp trong tấm hình, Bạch Tiền Bối phân thân dùng sức hất lên. Bế quan bên trong bản tôn vèo một chút, hướng thuyền nhỏ hướng phía trước bên phải bay đi. Chính là cái này phương hướng rồi, hết tốc độ tiến về phía trước. Bạch Tiền Bối phân thân hạc hạc cười nói. Sẽ chết, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Không có việc gì, ngược lại xuống muốn chết cũng là sau phân thân chuyện. Bạch Tiền Bối phân thân phất phất tay nói, hắn dùng lực lượng kéo động dây thừng, đem bản tôn pho tượng thu về. Tống Thư Hàng, lần này Bạch Tiền Bối phân thân luôn làm cho người ta một loại hoàn toàn không đáng tin cảm giác a. Thuyền cô độc thay đổi phương hướng, một lần nữa tại trong biển rộng theo gió vượt sóng. Bạch Tiền Bối phân thân một lần nữa đem bản tôn thả về tới trong khoang thuyền. Bạch Tiền Bối, mục tiêu của chúng ta là Điền Thiên Đảo sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ừ, không có sai. Kéo xuống chúng ta dọc theo cái phương hướng này thẳng tắp tiến lên, có thể đến Điền Thiên Đảo. Bạch Tiền Bối phân thân nói, bất quá vì phòng ngừa tại hàng hải trên đường đều rời đi phương hướng, chúng ta cách một khoảng cách, muốn một lần nữa định vị một lần phương hướng. Chúng ta không trực tiếp xuyên qua không gian đi qua sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không được, bởi vì trên đường chúng ta muốn xông vào một lần cái này hỗn loạn hải vực, từ bên trong tháo một mai loạn niên trái cây. Bạch Tiền Bối phân thân trả lời. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, là cái gì thiên tài địa bảo sao? Ừ, ăn hết có thể làm cho mọi người tuổi ngẫu nhiên tiến hành biến hóa dị quả. Ta hiện tại nho nhỏ này bộ dáng rất không tiện, muốn khôi phục như cũ hình thể chỉ sợ muốn vài trăm năm, quá phiền toái. Mà phục dụng loạn niên trái cây về sau, thì có cơ hội ngẫu nhiên đến mình thích tuổi bộ dáng. Ta hy vọng có thể đem thân thể trọng tân chuyển hóa làm 1828 trái phải tuổi trẻ. Bạch Tiền Bối trả lời. Bạch Tiền Bối lời nói ở giữa vừa dứt, trực tiếp ở giữa nói chuyện phiếm kênh liền nổ tung. Đông Phương Lục là một cái trước sau như một cô nương, cái gì? Bạch Tiền Bối muốn bình phục nguyên trạng, không muốn a, bây giờ Bạch Tiền Bối đáng yêu nhất, bảo trì cái này bộ dáng là được rồi a. Đông Phương Lục là một cái trước sau như một cô nương soát 6 cái thiên kiếp bom hydro lệ chi quả vải ăn không ngon chút nào, đồng dạng cảm giác nho nhỏ Bạch Tiền Bối đáng yêu nhất. Sáu đầu cánh tiểu Bạch Hạc, với ta mà nói, vô luận là nho nhỏ Bạch Tiền Bối còn là sau khi lớn lên Bạch Tiền Bối, ta đều ưa thích. Chỉ cần là Bạch Tiền Bối muốn bộ dáng, ta cũng có thể tiếp nhận. Bạch Tiền Bối, ta là người trung thành nhất hậu thuẫn tiểu Bạch Hạc. Sáu đầu cánh tiểu Bạch Hạc soát 66 cái thiên kiếp bom hydro Bắc Hà Hạnh Nhân, thời điểm này, ta đột nhiên nghĩ tới Tam Lãng lúc trước đã nói. Nho nhỏ Bạch Tiền Bối tốt nhất, ít nhất nho nhỏ bộ dáng lúc, Bạch Tiền Bối cái loại này mị lực sẽ chỉ làm chúng ta cảm giác được siêu cấp đáng yêu. Giao phách đạo hữu ở đây sao? Trên thế giới này thật sự có dạng này dị quả. Ta gọi biệt tuyết. Giao phách lại nhanh phải có mới hài tử, ừ,
hỗn loạn hải vực bên trong thật có như vậy một loại dị quả. Bất quá, loại này dị quả rất không đáng tin, có đôi khi ăn hết sẽ biến thành lão niên bộ dáng, có đôi khi sẽ biến thành đứa bé bộ dáng, thậm chí còn có thể sẽ biến thành phôi thai hình dáng. Nếu như không phải vận khí đặc biệt tốt đạo hữu, ta không đề nghị mọi người đi nếm thử loại này dị quả. Tới từ Linh Điệp Đảo Tiểu Vũ Mao, Tống Tiền Bối, nếu như loại này dị quả rất nhiều lời nói, xin giúp ta mang vài tấm đến được không? Tới từ Linh Điệp Đảo Tiểu Vũ Mao soát 500 cái thiên kiếp bom nguyên tử Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời, Vũ Nhu tử ngươi muốn cái này dị quả làm gì vậy? Bởi vì rất thú vị a, ăn hết tuổi sẽ không ngừng biến hóa. Tới từ Linh Điệp Đảo Tiểu Vũ Mao trả lời. Thập lục, kỳ thật, ta cũng muốn mấy cái dị quả. So với Vũ Nhu tử khát vọng thú vị tới đây, Tô Thị A thập lục hy vọng bản thân ăn dị quả về sau, thân thể có thể lại trổ mã một ít. Đừng nói chuyện phiếm, Tiểu Thư Hàng. Chúng ta kế tiếp muốn đi vào hỗn loạn hải vực ở chỗ sâu trong. Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhìn về phía bốn phía, cái hải vực này nhìn qua cùng khác hải vực cùng không có gì khác nhau ha. Muốn đi rồi, Bạch Tiền Bối phân thân đứng ở thuyền nhỏ đầu thuyền, vươn tay ra, tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Phảng phất như là đẩy ra một cánh vô hình chi môn. Sau một khắc, Tống Thư Hàng phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Mưa to gió lớn, lôi minh tia chớp, sóng lớn sóng to thiên. Kinh điển tai nạn trên biển tai nạn phiến khai mạc hình ảnh. Mà tại thuyền nhỏ phía dưới, một cái to lớn vòng xoáy lăng không sinh ra, đem thuyền nhỏ thôn phệ. Sự thật chứng minh, lần này Bạch Tiền Bối phân thân thật sự là quá không đáng tin. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nước biển, thở dài, phun ra một chuỗi bong bóng. Tại tiến nhập hỗn loạn hải vực ở chỗ sâu trong về sau, một màn kia tai nạn trên biển tai nạn phiến kéo ra mở đầu. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối thuyền gỗ nhỏ đã bị đại vòng xoáy thôn phệ, hai người một phân thân một thuyền bị cuốn vào đáy biển. Tống Thư Hàng nhanh chóng cho mình thi triển một cái quy tức thuật. Trên người hắn, biến dị cương thủ tự động thi triển ra. Tại đáy biển áp lực cường đại xuống, Tống Thư Hàng trên thân thối thể công pháp toàn bộ kích hoạt. Thái Dương chỉ. Tống Thư Hàng duỗi ra bản thân ngón tay cái, ngón tay của hắn bộc phát ra tia sáng chói mắt. Tiếp đó, hắn phát hiện mình cùng Bạch Tiền Bối phân thân thất lạc. Thuyền gỗ nhỏ cũng không còn. Vừa rồi cái kia vòng xoáy chuyển a chuyển, liền đem hắn cùng Bạch Tiền Bối ném tách ra. Tống Thư Hàng, Tống, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Thư Hàng, Tống Thư Hàng khuếch tán thần trí của mình, đem tinh thần lực lượng khuếch tán ra. Nhưng chung quanh chỉ thấy đủ loại sinh vật biển, hoàn toàn không có Bạch Tiền Bối phân thân cùng Bạch Tiền Bối tung tích. Không có biện pháp, chỉ có nhờ người ngoài, Tống Thư Hàng nói. Hắn đưa tay vung lên, xuất hiện đi, Quy Tiền Bối, quyết định chính là ngươi. Đáy biển thế nhưng là Quy Tiền Bối sân nhà, nó là rùa biển. Lấy Quy Tiền Bối tu vi sức mạnh, mới có thể rất nhanh đem Bạch Tiền Bối phân thân cho tìm được. Nói như thế nào cũng là cửu phẩm kiếp tiên cấp. Một lát sau, Tống Thư Hàng buồn rầu thu hồi cánh tay của mình. Mã chứng, thời điểm mấu chốt, hắn hạch tâm thế giới lại như xe bị tuột xích. Tại nơi này hỗn loạn hải vực bên trong, hắn cùng hạch tâm thế giới kết nối lại nhận lấy che đậy cùng trì hoãn. Cùng tại thiên kiếp thế giới bên trong, hắn có thể cảm ứng được hạch tâm thế giới, nhưng mở ra hạch tâm thế giới đọc biến rất dài dằng dặc. Sơ bộ đoán chừng. Tại nơi này hỗn loạn hải vực muốn mở ra hạch tâm thế giới, ít nhất cũng phải một ngày một đêm thời gian. Hỗn loạn hải vực, lại là một cái quỷ dị thế giới. Hắn làm sao luôn sẽ gặp phải loại này không gian? Lần này từ đáy biển thế giới sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải trước tiên đem hạch tâm thế giới thăng cấp. Có thể lên cao bao nhiêu cấp liền đem hắn lên cao bao nhiêu cấp? Tống Thư Hàng cắn răng nói. Từ trong miệng hắn lại phun ra một chuỗi bong bóng. Không có biện pháp nhờ người ngoài, chỉ có dựa vào chính mình rồi. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên hiện thân, đem Tống Thư Hàng bao quanh bao vây lại. Gặp nguy hiểm, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngay sau đó, Thư Hàng cảm ứng được có mấy cây gai nhọn hình dáng vật thể, hướng hắn kéo tới. Chỉ là uy lực rất yếu. Đinh 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 Tống Thư Hàng tiện tay phất một cái, liền đem chút ít gai nhọn hình dáng vật thể toàn bộ quét rơi. Tại Thái Dương chỉ cùng công đức xà mỹ nhân hào quang chiếu dọi xuống, Tống Thư Hàng phát hiện kẻ tập kích. A, nguyên lai là các ngươi a, Tống Thư Hàng nói.
người tới là người quen cũ. Đó là một đám ăn mặc màu đen dạ hành phục, tiếp đó lại có gai nhọn theo thân thể từng cái vị trí ghim đi ra ra hỏa. Anh Dũng nhím biển chiến sĩ. Không nghĩ tới tại đây hỗn loạn hải vực, cũng có thể gặp gỡ chúng nó. Chúng nó ở thế giới từng hải vực đều có sao, năng lực sinh sản thật lòng cường đại. Đúng rồi, lại nói trên người ta còn có cái người tàn sát nhím biển ấn ký à? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần có cái này ấn ký tại, thế giới các nơi nhím biển chiến sĩ chỉ cần vừa gặp bên trên hắn, liền sẽ hướng hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công, không chết không thôi cái chủng loại kia. Tội ác sâu nặng nhân loại a, ta theo trên người của ngươi ngửi thấy nồng đậm tiên huyết khí tức, trên người của ngươi nhiễm bao nhiêu ta đồng bạn tiên huyết. Ngươi giết chúng ta bao nhiêu đồng bạn, anh Dũng năm 65 ngành một số 33 nhím biển chiến sĩ lớp trưởng, nên vì đồng bạn của ta báo thù. Cầm đầu một cái nhím biển chiến sĩ lớp trưởng rít gào nói. Nhím biển chiến sĩ vận dụng một loại cùng loại truyền âm nhập mật phương thức truyền tống lời kịch. Ngươi nhất định phải chết, tội ác nhân loại. Hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng tiếp tục tức giận nói, phàm là nhiễm lên chúng ta nhím biển chiến sĩ tiên huyết người, chính là toàn bộ thế giới nhím biển chiến sĩ cộng địch, người trốn không thoát đâu, cho dù là chân trời góc biển cũng không cách nào tránh né. Không riêng gì ngươi, đã liền người nhà của ngươi đều. Thế nhưng, nhím biển chiến sĩ trưởng lớp lời kịch còn không có niệm xong, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng sau lưng công đức xà mỹ nhân, dùng thanh âm dễ nghe phát ra tiếng nói, đều bị nhím biển chiến sĩ trừng phạt. Ngươi tránh không được, ngươi không có đường sống. Bất quá, như ngươi ngoan ngoãn cắt lấy đầu lâu, ta có thể tha cho ngươi người nhà một mạng. Cầm đầu nhím biển chiến sĩ lớp trưởng, ta bị đoạt lời kịch. Tại sao có thể dạng này, tại sao phải cướp đi ta lời kịch? Ta đeo đã nhiều năm mới học thuộc lòng lời kịch a. Tống Thư Hàng, trên người hắn, công đức xà mỹ nhân trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười nguyên lai đoạt người khác lời kịch như vậy thoải mái. Khó trách lúc ấy tạo hóa tiên tử muốn cướp nàng lời kịch. Nàng phát hiện mình lại đã thức tỉnh một loại mới sở thích. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng chán nản, đáng hận ra hỏa, người hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi hải vực. Tống Thư Hàng thở dài, trong miệng phun ra một chuỗi bong bóng. Các ngươi boss cũng không lại đánh ta, các ngươi xác định còn muốn cùng ta đánh. Tống Thư Hàng dứt lời, trên thân khí thế tản ra. Bá Tống Thánh Ấn, bá Nho Ma Ấn như ẩn như hiện. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng lúc này mới phát hiện Tống Thư Hàng thân phận, bá. Bá Tống, là cái này một vị, nghìn năm đệ nhất thánh, liên tiếp hai lần hiển thánh. Lại để cho chư thiên vạn giới đều mang thai bá Tống. Không cần sợ, coi như là bá Tống, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Chúng ta là không sợ hãi nhím biển chiến sĩ, chúng ta không e ngại tất cả cường quyền. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng sau lưng có một cái cường tráng nhím biển chiến sĩ trầm giọng nói, chúng ta không sợ hy sinh. Đồ đần, vì vậy bảo ngươi lên lớp thật tốt nghe giảng. Bá Tống huyền thánh đã theo sổ đen bên trong vạch tới, chủ ta Hải Vương dặn dò qua. Gặp gỡ bá Tống huyền thánh làm tránh lui. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng nói. Tiếp đó, hắn vung tay lên, chiến lược tính lui lại. Thì cứ như vậy, một đám nhím biển chiến sĩ chậm rãi rút lui, muốn lùi về cái kia trong bóng tối đi. Hình ảnh cực kỳ cảm giác vui thích. Chờ một chút, Tống Thư Hàng truyền âm nói. Đáy biển cũng là nhím biển chiến sĩ sân nhà, chúng nó có lẽ có thể giúp đỡ nổi. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng cảm giác được bá Tống huyền thánh ánh mắt tại phóng thích đáng sợ hào quang, tại đáy biển trong thế giới, lộ ra đặc biệt đáng sợ. Đừng vội đi, các ngươi tại tới lúc, có phát hiện hay không một cái ngồi xếp bằng pho tượng. Nói không chừng còn sẽ phóng thích ra rất cường đại mị lực cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng dùng sức lắc đầu, chúng ta tại phụ cận, chỉ thấy bá Tống thánh quân, không có gặp cái gì pho tượng. Vậy có thấy Bạch Thánh Quân sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng lại lắc đầu, không thấy được. Vậy các ngươi giúp ta tại phụ cận tìm xem nhìn, Bạch Thánh có lẽ đang ở phụ cận. Tống Thư Hàng nói. Nhím biển chiến sĩ lớp trưởng khinh thường nói, anh hùng nhím biển chiến sĩ, không khuất phục tại áp bách phía dưới. Ngoại trừ Hải Vương bệ ra lệnh, chúng ta sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Giết ngươi cả nhà. Tránh né đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát, giết. Lúc này, công đức xà mỹ nhân phát ra tiếng nói. Nàng là đoạn văn này,
là lấy ra Nhím Biển Chiến Sĩ lời kịch một đoạn, một lần nữa tổ hợp. Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng cứng đờ, chúng ta Nhím Biển Chiến Sĩ không sợ hãi, nhưng Bá Tống Huyền Thánh là ta chủ bằng hữu, chúng ta có thể hỗ trợ. Chúng ta cái này đi giúp Bá Tống Huyền Thánh tìm Bạch Thánh Quân. Chúng ta tản ra, khác Nhím Biển Chiến Sĩ tản ra, lớp trưởng ngươi lưu lại. Tống Thư Hàng nói, Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng thân thể lại cứng đờ, Bá Tống Huyền Thánh, ngài còn có chuyện gì muốn giao cho ta? Không, ta chỉ là cảm giác có chút nhàm chán, muốn lưu lại xuống ngươi tới theo giúp ta nói chuyện phiếm. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, em đi có bệnh, chúng ta anh hùng Nhím Biển Chiến Sĩ cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện. Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là giữ lại. Ta không phải sợ chết chết. Ta chỉ là tránh cho vô dụng hy sinh. Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng thầm nghĩ trong lòng. Muốn trò chuyện chút gì đó tốt đây. Tống Thư Hàng nhìn về phía Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng. Đúng rồi. Cái kia có thể thay đổi tuổi dị quả. Người biết loạn niên dị quả ở địa phương nào sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng lắc đầu, không biết. Tống Thư Hàng, các ngươi sinh trưởng tại hỗn loạn hải vực, liền nơi đây đặc sản cũng không biết. Kỳ thật. Chúng ta cũng trường học bởi vì đáy biển núi lửa nguyên nhân phế bỏ, chúng ta là mới đem đến cái hải vực này. Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng trả lời. Tống Thư Hàng, lại nói tiếp, Tống Thư Hàng cùng Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng xa vào đến lúng túng trong trầm mặc. Hai người không có cùng chung chủ đề tốt trò chuyện. Chẳng lẽ muốn cùng Nhím Biển Chiến Sĩ tâm sự nghĩa vụ của bọn nó giáo dục? Sẽ đáp xuống thông minh. Chắc là 20 phần loại phía sau. Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng nói, Bá Tống Thánh Quân, phụ cận phạm vi 10 dặm đều điều tra qua. Không có phát hiện Bạch Thánh cùng pho tượng, người có phải hay không nhớ lầm vị trí. Kỳ quái, ta cùng Bạch Tiền Bối là cùng một cái vòng xoáy vào. Không có đạo lý bị vung ra xa như vậy à. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mi tâm. Bạch Tiền Bối không thấy, hắn lại không biết cái loại này loạn niên dị quả sinh trưởng ở địa phương nào, tại nơi này hỗn loạn hải vực bên trong liền hạch tâm thế giới đều bị che đậy. Đây không phải là sẽ là tới từ Bạch Tiền Bối bản tôn trừng phạt đi. Ân Bắc Hà tán nhân lời nói, tuy rằng hắn chỉ là chịu trách nhiệm quay chụp, nhưng từ loại nào mức độ mà nói, hắn cũng phân là thân đồng lõa. Đã tìm không thấy loạn niên trái cây lời nói, ta đây trực tiếp tiến về trước Điền Thiên Đảo, tại đó chờ Bạch Tiền Bối cũng có thể a. Tống Thư Hàng nói thầm. Hắn lại nhìn hướng cái kia Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng, biết rõ Điền Thiên Đảo sao? Điền Thiên Đảo. Có phải hay không ngu xuẩn Điền Thiên Đảo chủ cùng thông minh lanh lợi Điền Điềm phó đảo chủ cái kia đảo? Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, ngu xuẩn Điền Thiên Đảo chủ, thông minh lanh lợi Điền Điềm phó đảo chủ. Được rồi, không sai. Chính là cái này đảo. Chính là cái này, người biết vị trí đi. Tống Thư Hàng nói, dẫn ta đi qua, đến Điền Thiên Đảo về sau, người liền tự do. Ta chỉ có thể mang Bá Tống Huyền Thánh đến Điền Thiên Đảo phụ cận. Điền Thiên Đảo hiện tại bảo vệ đảo trận pháp toàn lực mở ra, chúng ta căn bản không cách nào tới gần. Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng đáp. Vậy là đủ rồi, Tống Thư Hàng tại không gian tay chuỗi bên trên khẽ vỗ, bảo đao phách toái hiển hiện. Sau đó hắn đưa tay một chút, bảo đao phách toái đem Nhím Biển Chiến Sĩ lớp trưởng bao lại, vòng bảo hộ bay lên, đem hắn vây ở bên trong. Tống Thư Hàng bản thân triệu hồi ra mực bạo quân song đao. Vô hình đao cổ cũng ở đây hạch tâm thế giới, không cách nào triệu hoán đi ra. Hắn hai chân đều dẫm lên một chuôi mực bạo quân đao, đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.